Chương 71 uy lực thánh dẫn linh lô trong khoảnh khắc này hiện rõ ràng. Đao phong xanh đen từ trên trời giáng xuống bị thánh dẫn linh lô, ảnh hưởng bối tháp phi ma, cưỡng bức ngoặt thẳng hướng Long Hạo Thần. Khi nó ngoặt lại, cách Trương Hải Vinh không tới 5 mét, thánh linh tấm thuẫn hộ thân. Đinh! Một tiếng vang cực lớn, Long Hạo Thần bị bức té từ trên trời xuống. Trong trạng thái đột kích, hắn không cách nào sử dụng thần ngự thuẫn. May mắn đó chỉ là bối tháp phi ma bình thường, Long Hạo Thần rơi xuống đất nhưng không chịu thương, Bối tháp phi ma bị thánh dẫn linh lộ ảnh hưởng, nháy mắt đáp xuống, mười ánh sáng xanh đen lấp lánh tập trung hướng Long Hạo Thần. Bối tháp phi ma đáng ghét nhất ở chỗ tốc độ công kích. Phong chúc phúc khiến nó mặc kệ là bay vẫn là công kích, tốc độ không gì bị nổi. Hơn nữa nó dùng chính là kỹ năng thiên phú, hầu như nháy mắt. Lực công kích lại mạnh, tất cả công kích đều có song chúc phúc. Bình thường từ không trung phát động công kích. Ánh sáng đỏ chợt từ người Long Hạo Thần chản ra. Đó là nguyên tố thuẫn của Lâm Hâm, ma pháp phòng ngự của y chẳng những mạnh, hơn nữa có hỏa vân tinh, tốc độ thi pháp cực nhanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếng kêu chói tai không ngừng phát ra trên không trung. Phong đao của bối tháp phi ma bị hỏa nguyên tố thuẫn chống đỡ. Bối tháp phi ma không ngốc, có được truyền thừa, trí tuệ chúng không thấp. Mắt thấy tình huống không tốt, con bối tháp phi ma này vỗ hai cánh, định bay lên trời chạy trốn. Đáng tiếc nó trốn không thoát. Khi nó lao xuống công kích Long Hạo Thần đã tiếp cận cự ly 25 m thánh dẫn linh lô, phát động khiên dẫn. Đều là cấp 5, thánh dẫn linh lô đương nhiên không cách nào kéo bối tháp phi ma xuống, nhưng đủ khiến nó ngừng lại. Một tấm thuẫn khổng lồ phát ra ánh sáng lãnh liệt bay lên không trung. Một cái chùy lóe sáng thánh quang từ bên cạnh ập tới. Thân thể bối tháp phi ma phát ra ánh sáng xanh đen, định ngăn cản hai đòn tấn công này. Nhưng vương nguyên nguyên và tư mã tiên lần này hầu như dùng hết sức. Trong tiếng nổ chấn động, bối tháp phi ma phát ra tiếng kêu thê thảm, cánh trái gãy một nửa, thánh quang trùy của mục sư đối với ma tộc tổn thương rất lớn, trực tiếp hủy diệt phòng ngự của bối tháp phi ma. Mà cự linh thần tấm thuẫn của vương nguyên nguyên là dễ dàng chặn sao. May là bối tháp phi ma cũng ra dày thịt béo, chỉ là gãy nửa cánh. Nhưng gãy nửa cánh khiến nó không cách nào bảo trì cân bằng, bỗng chốc rơi xuống đất. Ánh sáng ám kim phóng lên cao. Trương Hải Vinh từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Chỉ thấy cô gái ít lời sau lưng long hạo thần gậy trúc gõ trên mặt đất, cây gậy bẻ cong trong chớp mắt cả người nhảy lên cao 20 mét ngay sau đó sắc ám kim huyễn ảnh chớp lóe trên không trung. Bóng dáng kia cùng với bối tháp phi ma từ trên trời rơi xuống. Không để bối tháp phi ma rơi xuống đất, Lâm Hâm cầm hỏa vân tinh giơ lên, một vòng hỏa diễm bao trùm thi thể bối tháp phi ma kéo giật ngược, ngay sau đó đồng dạng biến mất trong chữ vật nhẫn khủng bố của y. Đằng sau động tĩnh lớn như vậy, các chiến sĩ tinh nhuệ mặc giáp vừa mới gia nhập chiến trường nhịn không được ngoái nhìn. Mắt thấy một con bối tháp phi ma cứ như vậy chết đi, bọn họ đều chấn kinh. Những người đó trực thuộc bình thường bộ binh doanh, Bộ binh doanh khi nào thì có ma pháp sư và cả thích khách. Nhám Long Hạo Thần lúc này đã đi theo Trương Hải Vinh và các chiến sĩ bộ binh doanh nhất lui xuống. Đám bộ binh nhìn họ ánh mắt đã biến đổi, thêm vài phần kính sợ. Vì có đám Long Hạo Thần gia nhập, hôm nay bộ binh doanh nhất giảm mạnh tỷ số thương vong, chết trận chỉ hơn 10 người, bị thương không quá 50 người. Điều này trước giờ chưa từng có. Nên biết rằng trên chiến trường giảm quân số toàn là bộ binh cấp thấp bọn họ. Anh em, cảm ơn trương hải vinh vỗ bà vai long hạo thần hào sảng cười to long hạo thần nói chúng tôi là thân binh của ngài bảo hộ ngài là chức trách của chúng tôi trương hải vinh sâu trầm nhìn hắn giơ ngón cái mang theo bộ binh lùi khỏi đầu tường lúc bọn họ đi con có thể nhìn thấy trên bầu trời thêm từng đoàn ánh sáng vàng ít nhất có trên trăm kỵ sĩ cưỡi tọa kỵ phi hành gia nhập chiến trường bọn họ mục tiêu chính là bối tháp phi ma tộc mã khả tây á tư mà đám long hạo thần vừa mới giết một con Nhóm Long Hạo Thần tuyệt không chú ý đến, lúc họ rời khỏi đầu tường, Thành Lâu có một đôi mắt xinh đẹp cảm xúc phức tạp đuổi theo sau lưng họ, cho đến khi bóng dáng họ hoàn toàn biến mất. Trên Thành Lâu, Thánh Linh Tâm mặc nhung trang đứng chính giữa, ánh mắt uy nghiêm, không ngừng ra lệnh, toàn bộ khu ma quan tựa như bánh răng tỉ mỉ cao tốc vận chuyển, làm ra một loạt bố trí kháng cự đợt tấn công điên cuồng của đại quân ma tộc. Có hơn 1.100 ma pháp sư phân thành 10 tổ. Dưới sự chỉ huy của Lam Nghiên Vũ liên tục phóng ma pháp, sau khi phóng xong thì lùi ra sau tích góp ma lực. Còn có chuyên môn 20 thủ hộ kỵ sĩ phóng ra tụ linh quang hoàn giống Long Hạo Thần, vừa nãy làm để hỗ trợ họ. Có ma pháp sư và ma đạo đại pháo hỏa lực oanh kích, ma tộc công thành tổn thất thảm trọng. Cùng các chiến sĩ tinh nhuệ xuất hiện tại khu ma quan, còn có một đội đặc thù số lượng 3.000 người. Bọn họ cũng mặc bi giáp nhẹ, mỗi người trong tay nắm dao găm, đi phía trên đầu tường. Khi phát hiện có cường đại ma tộc xông lên đầu tường, lập tức hỗ trợ chiến sĩ tinh nhuệ đánh lén. Đây là lực lượng trực thuộc Thích khách Thánh điện, cũng chỉ có Thích khách Thánh điện mới có thể đồng thời triệu tập số lượng thích khách cao cấp nhiều như vậy. Tu vi đám thích khách này ít nhất hơn cấp 4, bọn họ chính là trụ cột vững chắc của khu ma quan. Đi xuống khu ma quan, Trương Hải Vinh dẫn theo đám thuộc hạ mau chóng trở về doanh trại, người bị thương đưa đi chữa trị, người chết hoàn tất đăng ký, sau đó do hậu cần phụ trách vận chuyển hỏa thiêu, trở lại tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trời mới biết đám chó chết kia công kích kéo dài bao lâu, nói không chừng lát nữa chúng ta lại phải leo lên chiến trường. Giải tán. Nhóm bộ binh có trật tự giải tán, tự trở lại doanh trại của mình. Đa số người khi rời đi nhịn không được nhìn tiểu đội 7 người sau lưng Trương Hải Vinh. Rất nhiều binh sĩ đều hướng họ giơ ngón cái, đặc biệt là các chiến sĩ được Hàn Vũ và Lâm Hâm Tăng Phúc bảo hộ. Long Hạo thần ưỡn ngực, lúc này trong lòng hắn như có ngọn lửa thiêu đốt. Đúng vậy, chỉ có chân chính trải qua chiến tranh mới cảm nhận được chiến tranh tàn khốc và tình đồng loại các chiến sĩ không có dùng ngôn ngữ biểu đạt cái gì nhưng họ ra hiệu và ánh mắt đã nói rõ rất nhiều điều long hạo thần biết săn ma đoàn số một cấp sĩ trải qua một trận chiến này chân chính được chiến sĩ doanh nhất thừa nhận trương hải vinh xoay người nhìn bảy người long hạo thần cười nói các người giỏi lắm hãy trở về tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi trên chiến trường không nói trước được điều gì không chừng mới nghỉ không lâu lại phải sung phong rồi từng có trận thảm chiến đánh 7 ngày 7 đêm, quân chúng ta giảm đến không đủ một vạn mới đánh lùi được đại quân ma tộc. Nhưng lần đó ma tộc cũng tổn thất thảm trọng, có hơn 3 tháng không tiếp tục quấy nhiễu chúng ta. Nghe nói lần đó riêng là cường giả cấp 8, hai bên chịu tổn thương lên tới 20 người. Vâng, doanh trưởng. Long hạo thần chào theo nghi thức quân đội, rõ ràng tiêu chuẩn hơn trước. Trương Hải Vinh khẽ thở dài. Các người nếu là chiến sĩ doanh nhất của tôi thì tốt biết mấy. Nhưng chỉ sợ chúng ta sẽ không ở chung lâu đâu, nói xong câu đó gã xoay người đi trong mắt tràn ngập tiếc nuối nhưng gã cũng biết không thể giữ lại tinh anh săn ma đoàn mỗi một doanh trại đều có một gian chuyên dùng rửa mặt xúc miệng khi thật cần rửa giấy chỉ có long hạo thần tư mã tiên và vương nguyên nguyên ba người là sung phong ma còn lại bốn người trên cơ bản toàn thân không dính vết bẩn gì ưu tiên phụ nữ người thứ nhất dĩ nhiên là vương nguyên nguyên tiếp đó là tư mã tiên làm đoàn trưởng long hạo thần là người cuối cùng rửa hắn bảo mọi người trước đừng nghỉ ngơi có lời muốn nói ba người rửa xong đóng cửa lại long hạo thần nói hôm nay chiến đấu trên thành trình độ ăn ý giữa mọi người đã tăng cao tôi có hai sự kiện muốn thương lượng với mọi người việc thứ nhất liên quan đến phục tùng mệnh lệnh dù sao chúng ta ở trong quân danh nghe lệnh là yếu tố đầu tiên của quân nhân một khi chúng ta vi phạm mệnh lệnh dù có giết nhiều kẻ địch chỉ sợ sẽ khiến quân đội bất mãn cho nên mong mọi người kiềm chế một chút dù sao Long Hạo Thần tuổi còn nhỏ, hơn nữa thời gian làm đoàn trưởng không dài. Mọi người tuy càng lúc càng khâm phục hắn nhưng còn chưa chân chính hình thành uy quyền. Bởi vậy khi nói chuyện hắn chú ý chừng mực, cố gắng nhẹ nhàng một ít. Tư mã tiên sờ đầu chọc, nói, vừa nãy giết hăng quá, tôi sẽ kiểm điểm. Vương Nguyên Nguyên lức hắn, nói, quân lệnh gì tôi không quan tâm, nhưng tôi nghe cậu, Hạo Thần. Biểu hiện trên chiến trường của Long Hạo Thần mọi người đều thấy rõ. Vì đoàn đội, hắn từ bỏ sử dụng năng lực trừng giới kỵ sĩ, hơn nữa luôn thông qua tụ linh quang hoàn giúp mọi người khôi phục linh lực tất cả đều ưu tiên chu toàn mọi việc càng lúc càng có bộ dáng trụ cột đoàn đội cả đội không khí rất tốt tuy vương nguyên nguyên tính cách mạnh mẽ nhưng đối với thiếu niên nhỏ hơn mình mấy tuổi vẫn là rất tín phục trần anh nhi thè lưỡi nói tôi chỉ có một năng lực không nghe lệnh cũng không được ba người trước sau tỏ thái độ còn về thải nhi hàn vũ và lâm hâm đương nhiên không cần đề cập long hạo thần mỉm cười nói cảm ơn mọi người Thật ra tôi suy nghĩ kỹ rồi, lần này chúng ta tới khu ma quan rèn luyện có 3 tháng thời gian. Đó cũng là quá trình tân San ma đoàn của chúng ta dung hợp. Sau đó khi rời đi, chắc quân đội khu ma quan sẽ cho chúng ta điểm đánh giá. Mặc kệ chúng ta biểu hiện giỏi cỡ nào, một khi không nghe theo mệnh lệnh có khả năng sẽ khiến quân đội đánh giá thấp, vậy không có lợi cho việc tranh đoạt thứ hạng thi đấu đoàn đội. Chương 72 ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé theo thời gian trôi qua ưu điểm tâm tư tỉ mỉ của long hạo thần dần hiển hiện ra làm đoàn trưởng những gì hắn suy nghĩ cần phải nhiều hơn đồng bạn điều thứ hai tôi muốn nói với mọi người càng quan trọng hơn tôi muốn bàn bạc bà cùng mọi người tuy không tiến hành tra xét nhưng xem một trận chiến này thì trong chúng ta đạt công huân nhiều nhất chắc là tôi thải nhi tư mãi tiên và vương nguyên nguyên nhưng nếu nói đoàn đội cống hiến thì hàn vũ lâm hâm và trần anh nhi cũng đồng dạng không ít nhưng chúng ta đạt được công huân không cân đối tôi cảm thấy một đoàn đội cường đại không chỉ tăng cường cá nhân tổng thể thực lực tăng lên mới là quan trọng mà giá trị công huân quan hệ đến tương lai phát triển nếu chỉ có những người sông phía trước như chúng ta mới có giá trị công huân mà đồng bạn phụ trách hỗ trợ thì không có giá trị công huân như vậy đối với bọn họ không công bình không chỉ thế nếu tương lai chúng ta có đồng bạn bị thương cần chữa trị một đoạn thời gian không cách nào đạt được giá trị công huân thì phải làm sao đây có hay không bởi vậy bị tuột lại phía sau chúng ta phải đối mặt vấn đề này càng sớm ra đối sách càng tốt mọi người hãy nói ý kiến của mình đi đây mới là việc cực kỳ quan trọng mà long hạo thần muốn nói để đạt được giá trị công huân có hai cách hoàn thành nhiệm vụ săn ma của tháp nhiệm vụ tuyên bố và săn bắt ma tộc không cần nói cách sau đơn giản và trực tiếp nhất trong ba tháng sau này bọn họ càng phải thông qua cách đó có được giá trị công huân nếu bởi vì chức trách trong đội khác biệt mà ảnh hưởng giá trị công huân như vậy đối với đồng bạn đảm nhiệm hỗ trợ mà nói tâm lý sẽ không dễ chịu Lần này ngược lại là Thải Nhi đó giờ không nói lời nào nay lên tiếng trước. Ý kiến của tôi giống như Long Hạo Thần, quyết định của anh ấy là quyết định của tôi. Chức vị phó đoàn trưởng của Thải Nhi tựa như không có, nhưng không ai dám không nghe ý kiến của nàng. Mặc kệ phía trước đối đầu bích lục song đao ma vẫn là bối tháp phi ma, nàng đều một kích tất chúng. Long Hạo Thần là trụ cột vững chắc trong đội, nàng là vũ khí sắc bén nhất của đội. Tư mã tiên cười nói, đoàn trưởng, tôi cũng đang muốn nói cho cậu đây, ca có dược luôn phụ trách phòng ngự tên này không biết tấn công nếu không nghĩ cách thì hắn đời nào đạt được công huân tôi không có ý kiến gì có công huân thì tốt rồi nhưng tôi thích nhất là giết ma tộc vương nguyên nguyên cũng gật đầu nói lão trọc nói đúng chúng ta là một đội là một tổng thể hạo thần cậu nói sao thì làm vậy đi chúng ta định ra phương án sau này làm theo là được rồi tôi chỉ có một yêu cầu cố gắng bảo đảm công bình cho mọi người về phương diện này hàn vũ đương nhiên không phát biểu ý kiến y là phụ trợ của long hạo thần hơn nữa là chủ yếu phụ trợ lâm hâm và trần anh nhi đương nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì ánh mắt mọi người lần nữa tập trung trên người long hạo thần long hạo thần thầm thở ra gật đầu nói chuyện này tôi từng suy nghĩ rồi nguyên nguyên tỷ nói đúng chúng ta là một đoàn thể ý kiến của tôi rất đơn giản tập trung toàn bộ giá trị công huân mọi người chia đều nếu gặp có ai cống hiến cho đoàn đội đặc biệt nhiều thì đồng bạn cùng nhau xuất ra giá trị công huân tiến hành thưởng cho chia đều bao gồm cả thành viên chịu thương chia đều nghe hai chữ này mọi người sắc mặt biến đổi vương nguyên nguyên kinh ngạc tư mã tiên khâm phục lầm hâm thì lộ ra cảm kích trần anh nhi thì nhịn không được hô to đoàn trưởng muôn năm lúc trước tuy cô có triệu hoán ra thiết cánh tay ma hùng tham chiến nhưng nó cồng kềnh trước khi bọn họ rút lui đã bị ma tộc xé nát chân chính giết chết xong đao ma thì số lượng không nhiều lắm cho nên giá trị công huân của cô chỉ khoảng 10 điểm, đây vẫn là bởi vì 10 song đao ma đầu tiên mỗi con một điểm. Chủ nhân, tôi không thể tính bên trong. Lúc này Hàn Vũ mới mở miệng. Long hạo thần ngẩn ra. Vì cái gì? Hàn Vũ bình tĩnh nói. Tôi là phụ trợ của ngài. Hơn nữa khi tính toán công huân đoàn đội, tôi không thể tính là thành viên trong đội, sẽ ảnh hưởng toàn đội thăng cấp. Làm phụ trợ của ngài, vì ngài phục vụ là việc tôi nên làm. Huống chi dưới tác dụng khế ước phụ trợ, Tôi đã được đến chỗ tốt quá nhiều, sao còn có thể muốn công huân của mọi người. Từ khi hiểu rõ về Long Hạo Thần, Hàn Vũ càng xác định vị trí của mình. Cũng khó trách y như vậy, được khế ước phụ trợ giúp đỡ, nội linh lực bẩm sinh đã tăng lên tới 80 điểm. Từ hơn 60 lên đến 80, thoạt nhìn đề cao không tới 20%, nhưng trên thực tế, y rõ ràng cảm giác ra tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Cảm giác đối với quang nguyên tố và ngộ tính mạnh hơn trước rất nhiều. Đã được tốt như vậy, đương nhiên y sẽ không cầu mong thêm điều gì không được anh là hỗ trợ mặc kệ là hỗ trợ cái gì anh và mọi người cùng chiến đấu cống hiến anh làm ra mọi người đều có mắt nhìn nếu đã chia đều thì mọi người cùng chia nếu không tôi không đồng ý nói lời này là lâm hâm lập tức biểu đạt ủng hộ hàn vũ đối với toàn đội mà nói tác dụng lớn nhất của lâm hâm theo trước mắt xem ra vẫn là phương diện chế tác đan dược mà tác dụng của hàn vũ càng lớn y vì đoàn đội tuyển chọn học tập kỹ năng trị liệu để bù đắp khuyết điểm không có mục sư đồng thời vững vàng ở mặt sau thủ hộ phụ trợ còn có ma thú đồng bạn của y tà nhãn lấy thực lực của hàn vũ đổi thành tân săn ma đoàn khác nhất định là ở địa vị kỵ sĩ trụ cột mà hiện tại y lại làm công việc phụ trợ trong săn ma đoàn số một cấp sĩ việc y là mọi người đều nhìn rõ không sai nếu chia thì cùng nhau hàn vũ đại ca chúng ta là người một nhà trần anh nhi vung nắm tay nhỏ cô được hàn vũ giúp đỡ nhiều nhất sau khi hoàn thành triệu hoán sinh linh môn hàn vũ luôn thủ hộ bên người cô không rời một bước sợ cô bị thương tổn gì những việc này cô bé đều nhìn thấy tư mã tiên cười nói nói đúng lắm nếu chia thì cùng chia ít ra công huân của tôi nhất định sẽ chia cho cậu có cậu ở tôi ít lo lắng cứ theo lời đoàn trưởng chia đều công huân nào trước chia của tôi gã vừa nói vừa sắn tay áo vương nguyên nguyên nhún vai nói tôi không có ý kiến giá trị công huân gì đều là mây bay Hạo thần, cậu làm chủ đi." Long Hạo thần mỉm cười nhìn Hàn Vũ, "Anh đã nghe rồi đó, không cần tôi nói nhiều nữa chứ, cứ như vậy đi, đây là mệnh lệnh, phản đối vô hiệu." Hàn Vũ vốn còn muốn nói cái gì, nghe Long Hạo thần nói câu kia thì rút lại lời từ chối, y mím môi, không nói ra lời cảm tạ, chỉ là đáy mắt nhiều thêm thứ gì. Đàn ông nên dùng thực tế hành động chứng minh, so với ở ngoài miệng nổ thì mạnh hơn nhiều. Long Hạo thần lấy ra bảo thạch thí nghiệm công huân, khối bảo thạch này có 6 góc cạnh màu vàng trong suốt, kéo tay áo, lộ ra lệnh bài công huân, một điểm linh lực rót vào trong. Lệnh bài công huân hình tròn trượt lóe sáng, Long Hạo Thần đem bảo thạch gián sát, nhanh chóng lộ ra giá trị công huân của hắn. 47. Đây là trận chiến vừa rồi hắn kiếm được toàn bộ giá trị công huân. Lúc đầu thi đấu được thưởng giá trị công huân đều bị hắn tiêu hết sạch. Long Hạo Thần hầu như giết chết song đao ma, giá trị công huân bao gồm cả thành tích của Hạo Nguyệt, tổng cộng khoảng 380 song đao ma, bị xử lý trong vòng 2 tiếng đồng hồ chiến đấu, Thải Nhi chủ động vươn tay ra trước mặt Long Hạo Thần. Cũng chuyển của tôi đi. Thông qua bảo thạch thí nghiệm công huân, chỉ cần người bị thí nghiệm đồng ý, có thể trực tiếp chuyển công huân. Linh lực rót vào, trên cánh tay trắng mềm của Thải Nhi, lệnh bài công huân tỏa sáng. Long Hạo Thần dán bảo thạch vào, lại để cánh tay đè lên. 25. Đây là số công huân của Thải Nhi. Ngay sau đó lập tức chuyển đến lệnh bài của Long Hạo Thần. Thải Nhi tổng cộng chỉ giết hai ma tộc. Bích lục song đao ma vào bối tháp phi ma, Bích Lục Song Đao Ma là 10 điểm công huân, Bối Tháp Phi Ma có thể bay thì cao tới 15 điểm công huân. Có thể thấy ma tộc cao cấp cống hiến công huân càng nhiều. Sau đó mỗi người đều đem công huân chuyển cho Long Hạo Thần. Vương Nguyên Nguyên giá trị công huân là 36 điểm, Tư Mã Tiên thì 31 điểm. Nên biết hai người đều không có ma thú phụ trợ, số này là do tự tay giết được. Trần Anh Nhi thì 11 điểm, Hàn Vũ cũng giết 3, 4 con. Lâm Hâm đương nhiên không có gì hết. Long Hạo thần công huân tối đa, hầu như đa số đều là công lao của Hạo Nguyệt. Ba cái đầu cùng phát ma pháp, lực sát thương cự ly xa khá mạnh. Cuối cùng giá trị công huân của mọi người cộng lại là 143 điểm. Bình quân phân chia mỗi người 20 điểm, dư 3 điểm tạm thời bảo tồn chỗ Long Hạo thần, chờ lần sau phân chia tiếp. Tu luyện, tu luyện. Tôi phải sớm đột phá tới cấp 5 mới có thể học càng nhiều kỹ năng. Tư Mã Tiên vừa la làng vừa nhảy lên giường, khoanh chân lại bắt đầu tu luyện. Người khác cũng trở lại giường của mình, Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên sửa sang phòng nhỏ tạm xây dựng. Tuy hơi đơn sơ nhưng tính ra có thể che mắt người khác. Long Hạo Thần nắm tay Thải Nhi trở lại nhà hai người. Chúng ta cũng tu luyện đi. Thải Nhi nhỏ giọng nói. Nói xong nàng khoanh chân ngồi phía trong giường, tiến nhập tu luyện. Long Hạo Thần ngẩn ra, trong lòng hơi mất mát. Hắn rất thích cảm giác ôm Thải Nhi. Ngu ngốc tu luyện mới là quan trọng nhất. Chúng ta, chúng ta sau này thanh âm nhỏ như mũi kêu của Thải Nhi vang bên tai hắn, cuối cùng mấy chữ bởi vì quá nhỏ ngay cả tai thính như long hạo thần đều không nghe rõ long hạo thần ngồi bên cạnh nàng khẽ vuốt tóc nàng cảm thụ mùi hương thải nhi tỏa ra khoanh chân ngồi ngay ngắn tu luyện hạo nguyệt ở trên giường lăn lộn một lát lại bỏ xuống dưới trong mi mắt khép kín sáu con mắt phát ra ánh sáng tím nhạt nhưng tất cả linh lực đều ẩn giấu chỉ long hạo thần cơ mồ cảm giác ra nó cũng đang trong trạng thái tu luyện ma thú có thể trực tiếp vận chuyển linh lực để tu luyện rất hiếm thấy Đa số ma thú dựa vào tự nhiên tiến hóa, chỉ là Long Hạo Thần không biết nhiều về phương diện này nên không cảm thấy kỳ quái. Khi Long Hạo Thần mới nhập định không lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó cửa phát ra thanh âm bùm bùm. "Có Long Hạo Thần không? Quân bộ mệnh lệnh ngươi lập tức đi báo cáo." Thanh âm vang dội bừng tỉnh mọi người vừa mới tiến trạng thái nhập định. Long Hạo Thần nhíu mày nhảy xuống giường, mặc vào quân phục, ánh mắt mọi người dõi theo hắn. Long Hạo Thần ra hiệu hãy bình tĩnh chờ nóng này, đi mở cửa doanh trại một chiến sĩ toàn thân nhung trang tỏa tử giáp đứng trước cửa thoạt nhìn hơn 20 tuổi sắc mặt nghiêm nghị chào ngài tôi chính là long hạo thần nhìn thiếu niên trước mặt nhung trang binh sĩ thoáng sửng sốt đặc biệt bị tướng mạo tuấn tú của long hạo thần kinh diễm gã hướng long hạo thần làm lễ chào theo quân đội xin đi theo ta quân bộ mệnh lệnh ngươi lập tức có mặt được long hạo thần tuy không biết có chuyện gì nhưng vẫn đáp lại kiểu chào quân lễ tôi đi cùng anh không biết khi nào thì thải nhi đã tới bên cạnh long hạo thần Long Hạo Thần mỉm cười nói. Không có việc gì, cô cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi nhất định sẽ quay lại. Nói xong hắn xoay người cùng binh sĩ rời đi. Thải Nhi đứng ở đó, chân mày thanh tú hơi nhíu lại, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Long Hạo Thần mới đóng cửa. Tư mã tiên ngồi trên giường, lầm bẩm: Trễ như vậy quân đội còn kêu người, thật không biết điều. Lâm hâm cười nói. Không chừng là khen ngợi biểu hiện hôm nay của chúng ta. Binh sĩ mang theo Long Hạo Thần lần nữa leo lên đầu tường, Nông đậm sát khí hỗn hợp mùi máu tươi ập vào mặt, hiển nhiên trong thời gian họ rời đi, chiến đấu trên thành càng kịch liệt. Bình sĩ không mang hắn tiếp tục đi lên tiền tuyến, mà là từ sau tường thành chui vào cánh cửa cao chừng 3 mét, bước lên bậc thang đi đến thành lâu 2 tầng. Còn không leo lên thành lâu, Long Hạo Thần đã cảm giác đến nguyên tố ma pháp khổng lồ đang điên cuồng khuấy động. Những nguyên tố ma pháp này có đủ các loại thuộc tính, nhưng không hề cuồng bạo. Đi vào thành lâu, Long Hạo Thần chợt nhìn thấy tình cảnh rung động. Đầu tiên là hàng ngàn ma pháp sư, từng đạo ma pháp không ngừng phóng ra ma pháp sư đằng sau hỗ trợ mười tổ ma pháp sư không ngừng tuần hoàn phóng ma pháp đằng trước còn có số lớn mục sư thủ hộ kỵ sĩ từ xa nhìn lại có thể thấy một tầng màn hào quang lấp lánh kim sắc khổng lồ không biết khi nào đã bao phủ đầu tường khu ma quan không có địch nhân leo lên tường thành được nhưng ở bên ngoài đại quân ma tộc cuồn cuộn không dứt thậm chí trên không trung cũng đen kịp bóng dáng kẻ địch tiếng gầm gú kịch liệt không ngừng vang, một đoàn lại một đoàn quang đạn vàng từ thành lâu đánh xuống dưới, bắn nổ tung trong đại quân ma tộc. Quá rung động. Long hạo thần nói không nên lời. Mặc kệ là ma tộc vẫn là nhân loại, trên chiến trường đều nhỏ bé. Binh sĩ mang Long hạo thần trực chỉ trung ương thành lâu. Long hạo thần thấy thánh linh tâm đứng nơi đó đang ra lệnh. Thánh linh tâm sắc mặt nghiêm nghị, mắt lóe hàn quang. Dù cách xa y hơn 10 mét, Long Hạo Thần cũng có thể cảm giác ra trên người y ngập trời sát ý, Bên cạnh y có ít nhất hơn 10 quân nhân, mỗi người đều phát ra khí thế uy phong, cao hơn nhiều so với Long Hạo Thần cấp 5 bậc 1. Báo cáo đã mang Long Hạo Thần đến. Chiến sĩ mang Long Hạo Thần tiến tới gần như là giống lên mấy chữ đơn giản này. Nơi đây tiếng động quá lớn, không làm vậy thì ngay cả gã còn khó nghe được tiếng mình. Thánh Linh Tâm khóe mắt liếc Long Hạo Thần một cái, chỉ hướng bên cạnh mình, mà chính y thì không hề dừng công việc ra lệnh. Long Hạo Thần đi đến bên cạnh y, đứng lại, hướng Thánh Linh Tâm hành lễ quân đội thánh linh tâm không thèm liếc long hạo thần tiếp tục chỉ huy đại chiến thủ thành khiến thiên không kỵ sĩ quay về nghỉ ngơi hồi phục triệu hoán sư tập thể triệu hoán phi hành ma thú chống cự trong chốc lát báo tổng trưởng quang huy thiên sứ kỵ sĩ đoàn đã chuẩn bị xong báo ám dạ chi thứ đã sẵn sàng thánh linh tâm đôi mắt sáng ngời trầm giọng nói với quân nhân đứng cạnh mình thay thế vị trí của tôi tiến hành yểm hộ những tên nhãi nhép ma tộc này nếu không cho chúng trọng thương nặng thì sẽ không biết bỏ cuộc tổng trưởng ngài muốn đích thân đi quân nhân giật mình nhìn thánh linh tâm thánh linh tâm gật đầu nói là thống soái không dẫn đầu binh sĩ thì sao kích phát sĩ khí đại quân yên tâm tôi có chừng mực lam nghiên vũ thánh linh tâm hét lớn một tiếng có thuộc hạ lam nghiên vũ mặc áo choàng ma pháp màu xanh từ cách đó không xa bước vội tới nhìn thấy bà long hạo thần chấn động đây chính là mẫu thân của thải nhi Bị Lam Nghiên Vũ nhìn thấy hắn và thải nhi ở trên giường, Long Hạo Thần có chút lúng túng, hơi khom người hành lễ với bà. Lam Nghiên Vũ không thèm liếc Long Hạo Thần, lo lắng nhìn Thánh Linh Tâm. Thánh Linh Tâm trầm giọng nói, "Chờ lát nữa tôi sẽ mang theo huy diệu thiên sứ và ám dạ chi thứ, xung phong liều chết một phen. Sau khi chúng tôi lao ra, ma pháp sư đoàn không cần tiết kiệm ma lực nữa, yểm hộ hai cánh, ma đạo đại pháo yểm hộ không trung. Đồng thời sai người đi mời nhóm cao đại ca, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng tôi." vâng làm nghiên vũ chỉnh đốn pháp trượng trong tay hơi khom người hành lễ pháp sư thánh linh tâm xoay người nhìn long hạo thần một cái đi theo tôi thanh âm y lạnh lẽo nhưng đặc biệt rõ ràng nghe tựa như mùa hè nuốt khối băng tuy có chút lãnh nhưng kích phát đấu trí cũng khiến tâm trí biến thanh tỉnh chỉ là nói một câu thánh linh tâm xoay người bước vội ra ngoài không có binh sĩ nào theo sau Tuy Long Hạo Thần không biết vì sao Thánh Linh Tâm đột nhiên gọi mình tới, nhưng Thánh Linh Tâm là chỉ huy quân sự tối cao khu ma quan, y đã ra lệnh thì sao Long Hạo Thần có thể cãi. Hắn vội vàng đuổi theo. Lúc trước Long Hạo Thần từ tường thành khu ma quan leo lên mé tường, lúc này Thánh Linh Tâm lại mang hắn từ trung ương khu ma quan xuống dưới. Từ nơi này xuống có một gò đất lớn, chuyên môn dùng để tập trung quân đội. Bây giờ đã là giữa khuya, đêm nay không ánh trăng. Trên không trung ngẫu nhiên loe ánh sáng ma pháp mới đem đến chút ánh sáng cho thành. Nhờ chút ánh sáng này, Long Hạo Thần mơ hồ nhìn thấy mảnh đất trống kia dường như có ánh sáng sắt thép lấp lánh. Động tác của Thánh Linh Tâm thoạt nhìn không nhanh, nhưng Long Hạo Thần phải chạy vội mới sóng vai với y được. Hắn để ý thấy Thánh Linh Tâm mỗi một bước cự ly đều khá xa, cả người tựa như dán mắt đất trượt đi. Xuống lầu, Long Hạo Thần ngưng tụ linh lực vào hai mắt, chợt hút ngụm khí lạnh. Linh lực làm đôi mắt có chút lạnh lẽo, thị giác của hắn cũng biến rõ ràng. Thế này mới xem rõ sắt thép bị ma pháp phản xạ ánh sáng là cái gì, những con ngựa cao to phủ giáp trụ đen hầu như bao cả người chúng những con ngựa này thật sự quá to khỏe độ cao gần một trượng dài hơn một mét năm long hạo thần lần đầu tiên gặp chiến mã hùng trắng như vậy kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa cũng đồng dạng cường tráng mặt ước lượng thì mỗi người ít nhất cao hơn hai mét đồng dạng áo giáp đen hầu như liên tiếp với giáp trụ của con ngựa nhân và mã hợp nhất thể kỳ lạ nhất là sau lưng kỵ sĩ cao to này đều có đôi cánh khổng lồ chỉ thẳng lên trời một cái cánh dài khoảng 3 mét, nhìn qua hoàn toàn là sắt thép rèn thành, liên tiếp với bộ giáp sau lưng kỵ sĩ, tựa như hai thanh trọng đao trực chỉ trên trời. Mỗi kỵ sĩ trong tay đều có một thanh trọng đao dài gần một trượng, chuôi đao chiếm một phần ba chiều dài, lưỡi dao rộng khoảng một thước, kéo dài tới trước. Hai bên có ba đạo thoa hình huyết tào, bóng loáng mơ hồ ánh sắc đỏ. Lúc này có một số lớn bộ binh chuyển thăng rời khỏi bên cạnh con ngựa to. Hiển nhiên trang bị như vậy, kỵ sĩ cần rất nhiều nhân viên hậu cần cộng đồng trợ giúp mới được. Đêm rất đen, Long Hạo Thần xem không rõ số lượng kỵ sĩ nhiều ít. Nhưng mơ hồ nhìn ra trên lưng ngựa to, ngoại trừ cường tráng kỵ sĩ, đằng sau còn ngồi một người. Chỉ là so với kỵ sĩ thì dáng người nhỏ gầy hơn nhiều, gần như hoàn toàn bị thân hình cao to của kỵ sĩ che chắn. Thánh linh tâm mang Long Hạo Thần đi tới hàng đầu đội ngũ mới ngừng lại, nâng tay phải lên. Bỗng chốc một luồng sáng vàng phóng lên cao, cho hắc ám đem đến ánh sáng. Trong phút chốc, bốn nhóm kỵ sĩ còn đang phát ra thanh âm lập tức an tĩnh lại các con ngựa nghiêm chỉnh xếp hàng. Bởi vì đứng trên mặt đất thị giác bị che khuất, Long Hạo Thần như cũ không xem rõ tổng cộng có bao nhiêu người. Các dũng sĩ quang diệu thiên sứ và ám dạ chi thứ. Bọn ma tộc hung tàn nhãi nhép đang tấn công khu ma quan của chúng ta. Mấy ngàn năm qua, chúng ta chưa từng để nhà mình lạc vào tay kẻ địch. Bổn xoái làm tiên phong của các ngươi, mở một đường máu, xông thẳng hướng kẻ thù. Oanh, oanh, ba tiếng sắt thép vang dội. Kỵ sĩ không nói lời nào, họ đều dùng trọng đao trọng tay đánh vào ngực giáp dày, Chương 73 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thánh linh tâm xoay người, lần đầu tiên mặt đối mặt trực diện Long Hạo Thần. Các dũng sĩ quang diệu thiên sứ đều là đại địa kỵ sĩ cấp 5. Tôi biết cậu cũng là cấp 5, có dám cùng bổn soái xung phong ra trận giết địch diệt ma. Long Hạo Thần chân phải đạp đất, hướng thánh linh tâm hành quân lễ. Kính cẩn tuân mệnh. Nói xong hắn mau chóng từ trong nhẫn mặc vong ngã, lấy ra thánh linh sáo trang mặc vào người nhẫn mạc vong ngã lấp lánh ánh sáng xanh đặc biệt là hoa văn vàng nhạt quay quanh nhẫn ở trong đêm tối đặc biệt rõ ràng thánh linh tâm nhìn thấy như vậy con người có rút ánh mắt nhìn long hạo thần ngoại trừ lạnh lùng tăng thêm vài phần quái dị áo giáp lần nữa mặc vào người thậm chí còn lưu ấm áp trận chiến trước long hạo thần ngưng thần tĩnh tâm ít ra có nghỉ ngơi một thời gian nội linh lực của hắn hồi phục không ít đối với mệnh lệnh của thánh linh tâm long hạo thần trong lòng kỳ thật rất khó hiểu hắn không rõ vì sao tổng trưởng quân sự khu ma quan tìm mình thật sự không có lý do. Nếu nói gia nhập quang diệu kỵ sĩ đoàn quân tiên phong trong đám tân săn ma đoàn, hiển nhiên đoạn ức có kim giác mãnh mã là thích hợp nhất. Kim giác mãnh mã mặc kệ là công, thủ đều hợp tiền tuyến. Hơn nữa, nơi này là khu ma quan, thánh linh tâm là tổng trưởng quân sự, muốn tìm một kỵ sĩ càng mạnh chỉ sợ không chút khó khăn. Thế mà lại chọn chính mình, một đại địa kỵ sĩ cấp 5 nhỏ nhoi. Rốt cuộc y muốn gì? Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Long Hạo Thần không thể cãi quân lệnh. Cậu sợ ư? Thanh âm lãnh đạm của Thánh Linh Tâm vang bên tai Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lắc đầu, "Báo cáo tổng trưởng, tôi không sợ." Thánh Linh Tâm sắc mặt càng lạnh, "Nếu đã không sợ, còn chờ cái gì mà không chịu hoán ra tọa kỵ? Cậu có thể gánh nổi trách nhiệm làm hỏng thời cơ chiến trận không?" "Vâng." Ánh sáng tím lấp lánh, hoa văn tím trên trán Long Hạo Thần chợt lóe. Ngay sau đó hào quang tỏa sáng, Hạo Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt Thánh Linh Tâm dừng trên người Hạo Nguyệt giây lát, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc lấy kiến thức uyên chú của y cũng là lần đầu tiên thấy ma thú như vậy. Long Hạo Thần nhảy lên một cái đã ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, đồng thời ánh mắt nhìn Thánh Linh Tâm. Thánh Linh Tâm nhún mũi chân, cả người tựa như u linh rơi xuống sau lưng Long Hạo Thần. trong phút chốc dường như người y rút nhỏ mấy phần, thậm chí Long Hạo Thần không cảm giác sự tồn tại của y. thật là một thích khách mạnh quá. Long Hạo Thần âm thầm rung động, đây là thực lực của thích khách cấp bảy ư? Hắn đối với trực giác của mình rất có lòng tin, nhưng đụng phải thích khách cấp 7, không khỏi sinh ra cảm giác bất lực. Giọng nói lạnh lùng tràn ngập chiến ý của thánh linh tâm, trong khoảnh khắc vang lên nhấp hồn người. Mở thành, xung phong. Từ đằng trước truyền đến thanh âm ẩm ẩm, thấy không rõ cánh cửa dày rộng tựa như đập nước khủng bố chậm rãi mở ra. Không khí nồng nặc máu tanh ùa vào mặt. Sau lưng long hạo thần vang lên một chuỗi kim khí, sát khí lãnh liệt tự như thanh kiếm to xuất ra. Trong lúc này, Long Hạo Thần căn bản không có lựa chọn nào khác, mà hạ nguyệt dưới thân hắn lại hiện ra phong cách trước giờ chưa từng có sau lưng ba ngàn quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn đại địa kỵ sĩ là sát khí huyết tinh trải qua vô số chiến trường hình thành nhưng hạ nguyệt tựa như không hay biết thân hình dài bốn mét đứng thẳng ba cái đầu to ngẩng lên dường như bị không khí máu me kích thích từ người nó tỏa ra một tầng ánh sáng tím nhạt một luồng hơi thở kỳ dị từ người nó tràn ra khiến đám ngựa to hơn nó rất nhiều lại không có gan bước ra một bước ngay sau đó bốn chân to khỏe của Hạo Nguyệt đột nhiên đạp đất, cứ như vậy mang Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm tựa như mũi tên bắn ra ngoài thành. Trong thân thể dường như bốc cháy, Long Hạo Thần cảm giác máu mình như bị thiêu đốt. Đây không chỉ là bởi vì chiến trường mênh mông ảnh hưởng, còn là từ Hạo Nguyệt truyền đến chiến y điên cuồng. Đối diện huyết tinh bên ngoài, đối diện hơn 10 vạn đại quân ma tộc, Hạo Nguyệt dường như phát sinh biến hóa. Ba cái đầu sáu con mắt đều tỏa ra ánh sáng tím nhạt, sát khí lãnh liệt trước giờ chưa từng có bộc phát cũng kích phát chiến ý của long hạo thần lúc này không có đồng bạn khoảnh khắc lao ra khỏi khu ma quan long hạo thần hiểu rõ hiện tại điều mình cần làm chính là vì bản thân mà chiến còn sống trở về là mục tiêu duy nhất của hắn lao ra cửa thành đằng trước là màn hào quang khổng lồ chính là cường đại phòng ngự không biết hình thành như thế nào bao phủ bảo hộ toàn bộ khu ma quan khiến ma tộc không cách nào xông lên đầu tường nhưng trước đó cần có bộ binh doanh thủ hộ đầu tường, hiển nhiên để có màn hào quang này phải trả cái giá không nhỏ, không đến lúc bất đắc dĩ không dễ dàng phát ra. Đa số công kích của ma tộc đều rơi vào màn hào quang này. Trong giây phút nhóm Long Hạo Thần lao ra khu ma quan, trên khu ma quan bỗng xuất hiện một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Ma pháp công kích vừa mới hơi ngưng lại bỗng toàn diện bạo phát. Gần ngàn đạo ánh sáng ma pháp cuồn cuộn bay khỏi thành lâu, cùng với tiếng gầm của ma đạo đại pháo, vô số ma tộc ngoài màn hào quang bị nổ thành mảnh vụn quét mắt nhìn lại, bên ngoài đã là một mảnh gió tanh mưa máu. Cùng lúc đó, Hạo Nguyệt đã lao ra khỏi màn hào quang. Nồng nặc mùi máu ập vào mặt, Long Hạo Thần thậm chí có thể thấy vô số tay chân cụt từ trên trời rơi xuống. Thu hồi thánh linh thuẫn ở tay trái, ánh sáng vàng xanh thay thế vị trí, trong tay Long Hạo Thần khởi động song kiếm. Không có hoàn toàn che chắn quang mặt nhưng song kiếm trong tay tốc độ cực nhanh. Không thèm nhìn không chung, nhưng mỗi lần ra tay đều có thể hất bay tay chân cụt, không có cái nào rơi trên người hắn. Kỳ thật lúc này Thánh Linh Tâm nửa ngồi xổm sau lưng hắn, Long Hạo Thần làm từng hành động đều đập vào mắt y, trong lòng y thầm ngạc nhiên, y nhận ra Long Hạo Thần không có sử dụng linh lực, nhưng mỗi một kiếm đều hết sức chính xác, không một chút lãng phí hay dư thừa. Kiếm pháp ngay ngắn kín kẽ, đã có mấy phần trưởng thành, càng làm y tò mò là, người trẻ tuổi này lúc trước trên đầu tường là thủ hộ kỵ sĩ trong đội, trụ cột vững vàng, nhưng bây giờ cầm xong kiếm lại ra ngô ra khoai, biến thành bộ dáng chừng giới kỵ sĩ, ảo thuật này làm sao biến ra được? Sở dĩ thánh linh tâm ra lệnh người đem Long Hạo Thần, vừa mới kết thúc nhiệm vụ thủ thành đi ra ngoài là có nguyên nhân. Bởi vì y là chồng của Lam Nghiên Vũ, cha của Thải Nhi. Là một người cha, khi biết được con gái 14 tuổi với thiếu niên cùng tuổi trên một cái giường, suy nghĩ duy nhất của thánh linh tâm là một tay đập chết tên khốn đó. Lúc trước trên đầu tường kết thúc chiến đấu, sau khi họ trở về doanh trại, sẽ lại nằm trên một chiếc giường, làm sao thánh linh tâm chịu được. Thế nên mới trong lúc vội vàng chỉ huy sai thuộc hạ kêu thằng nhóc này lên, chẳng qua tuy trong lòng y rất giận nhưng dù sao phải đối diện đại quân ma tộc y không có thời gian thẩm vấn hoặc xử lý long hạo thần huống chi long hạo thần là đoàn trưởng tân săn ma đoàn cho dù lấy quyền lực của thánh linh tâm cũng không dám tùy tiện đụng hắn ngoài tức giận ra y còn hơi tò mò từ khi con gái trở thành truyền nhân luân hồi đối với ai đều lạnh băng tại sao đột nhiên tốt với một thanh niên như vậy hơn nữa còn tốt đến bước kia cho nên thánh linh tâm muốn nhờ vào trận chiến ngoài thành này để xem người thanh niên tên Long Hạo Thần rốt cuộc có chỗ nào tài giỏi. Nếu thằng nhóc này nhát gan khiếp đàm trên chiến trường thành đồ vô dụng, thánh linh tâm không ngại để lại hắn ở nơi tràn ngập huyết tinh này. Nhưng bây giờ nhìn Long Hạo Thần hóa thành trừng giới kỵ sĩ, tức giận trong lòng thánh linh tâm bị tò mò thay thế. Càng quan trọng là, đối mặt chiến trường khủng bố như vậy, người thanh niên mang mình sung phong trước nhất nhưng như cũ bảo trì trầm ổn. Một chút cũng không cảm giác ra tâm tình dao động kịch liệt từ người hắn đây không phải thanh niên bình thường làm được. Có thể trở thành đoàn trưởng tân săn ma đoàn, người thanh niên thoạt nhìn không lớn hơn con gái bao nhiêu, dường như có vài phần năng lực. Đại quân ma tộc đột nhiên bị cường đại công kích đánh ngây ngẩn. Cùng lúc đó, quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn lấy long hạo thần làm tiên phong đã vọt ra. Nguyên bản giáp đen thui khi lao ra khu ma quan thì đều loe ánh sáng vàng lóa mắt. Ba ngàn người quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đoàn tựa như một thanh kiếm khổng lồ từ khu ma quan bắn ra, trực chỉ hướng đại quân ma tộc mấy con ngựa cao to tốc độ sung phong cực mau. Nhanh như điện chớp, tựa như nước áp suất thấp vọt ra. So với đám ngựa to thì hình thể hạo nguyệt có vẻ nhỏ hơn. Nó không cao bằng một nửa con ngựa, bởi vậy mặc dù long hạo thần cưỡi hạo nguyệt sông trước nhất nhưng không bắt mắt. Một ánh sáng xanh nhạt quấn quanh thân long hạo thần và hạo nguyệt, đích thị là phiêu phù thuật của tiểu thanh. Trọng lượng giảm bớt, tốc độ hạo nguyệt càng tăng, chút không thua kém đám ngựa sau lưng. Lao ra khỏi màn hào quang khoảng 300 mét mới chân chính đụng độ kẻ địch có thể thấy một kích vừa nãy mạnh cỡ nào. Khu ma quan không ngừng tấn công, ma đạo đại pháo bắn đi đùng cùng các ma pháp sư dốc sức thi pháp, trở thành yểm trợ tốt nhất cho nhóm Long Hạo Thần. Ma pháp sư công kích chủ yếu tập trung hai bên, ma đạo đại pháo mục tiêu trên không và phía xa. Cứ như vậy, nhóm Long Hạo Thần chỉ cần đối diện địch nhân trước mặt là được. Đợt sóng đầu tiên là vài con song đao ma may mắn sinh tồn sau đợt oanh kích kia. Căn bản không cần Long Hạo Thần ra tay, hỏa quang từ miệng tiểu hỏa tựa như đạn pháo hỏa cầu nổ tan sắc song đao ma, Long Hạo Thần nâng cao Thánh Linh Kiếm, tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân tứ, cường kích quang hoàn, ba đại phụ trợ kỹ năng đồng thời phóng ra. Phạm vi không lớn nhưng đủ bao bọc cả Hạo Nguyệt và Thánh Linh Tâm sau lưng hắn. Ngày thường Long Hạo Thần là một thiếu niên lương thiện ôn hòa, nhưng có lẽ khi Long Tinh Vũ mới bắt đầu dạy dỗ đã đem hắn quăng vào trong huyệt tiến hành huấn luyện tàn khốc, bởi vậy một khi tiến nhập trạng thái chiến đấu, hắn dường như biến thành con người khác, lãnh tĩnh, trầm ổn, thậm chí có chút tàn khốc tay nắm song kiếm, toàn thân hắn tản ra chiến ý mãnh liệt. Cùng lúc đó, đại quân ma tộc đã vòng lại sông hướng quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn. Mấy trăm quang cầu tím đen bắn ra phủ lên một mảnh không gian, đích thị là ma quang đạn của ma nhãn thuật sĩ. Dựa vào ma nhãn thuật sĩ mạnh yếu thì ma quang đạn sẽ khác biệt, lớn nhỏ không giống, trong đó có ít nhất ba viên bay hướng long hạo thần. Không cần long hạo thần làm cái gì, tiểu quang mắt sáng ngời, chú ngữ đã hoàn thành. Một luồng ánh sáng vàng lấp lánh, nguyên tố hộ thuẫn đã chắn trước mặt kịch liệt tiếng nổ, ánh sáng tím đen bay tán loạn. dưới sự bảo hộ của quang nguyên tố hộ thuẫn, hạo nguyệt tốc độ không chậm ngược lại nhanh hơn, ngang nhiên lao ra. liên châu hỏa cầu không ngừng từ miệng tiểu hỏa bắn ra. tiểu quang thì phụ trách phòng ngự, tiểu thanh phụ trách kiểm soát tốc độ và khống chế thân thể phối hợp. ba cái đầu phân công rõ ràng hơn nữa không có giúp sức phát động công kích, mà là che giấu một ít thực lực. đối diện đại quân ma tộc khổng lồ, long hạo thần phải bảo đảm hạo nguyệt thể lực sung túc mới có thể mang chính mình sống sót trở về. Oanh! Đằng trước đột nhiên truyền đến tiếng động kịch liệt, một thân thể khổng lồ đánh hướng Long Hạo Thần. Song đao ma! Nhìn thấy nó, Long Hạo Thần khẩn trương lên. Đúng vậy, là một con song đao ma. Nhưng tuyệt không phải song đao ma bình thường, thậm chí không phải bích lục song đao ma. Khoảnh khắc nó xuất hiện, xung quanh ma tộc đại quân dường như tự động tản ra cho nó không gian. Con song đao ma này thân dài hơn 5 mét, độ cao cũng hơn 3 mét 5. Một đôi chân trước to lớn ít nhất hơn 2 mét 5 bích lục song đao ma so sánh với nó thì chỉ như đứa con nít. Trên chán giáp xác của nó có ba làn kim văn, toàn thân tản ra ánh sáng ám kim. Mơ hồ có thể thấy dưới thân nó có một vòng quỷ dị ánh sáng xanh đậm lấp lánh. Lĩnh chủ, đây là lĩnh chủ của song đao ma. Trong ma tộc thì bất cứ tộc đàn nào đều có sự tồn tại của lĩnh chủ. Trong đó lĩnh chủ mạnh nhất chính là tộc trưởng của tộc đoàn. Song đao ma tuy rằng trong ma tộc địa vị như vật hy sinh, binh chủng số lượng khổng lồ nhất, nhưng trước mắt lĩnh chủ Kim Văn Song Đao Ma này hiển nhiên cũng khá là khủng bố. Bích Lục Song Đao Ma đều là cấp 5, vậy lĩnh chủ Kim Văn Song Đao Ma này sẽ là cấp mấy? Ít nhất chắc cũng tương đương với nhân loại cường giả cấp 6. Không thể ngừng, xông tới. Sau lưng hắn truyền đến tiếng Thánh Linh Tâm, "Đúng vậy, không thể ngừng." Sau lưng còn có mấy ngàn quang rượu thiên sứ kỵ sĩ xung phong. Một khi hắn tạm dừng, chỉ sợ quân đội sau lưng sẽ đụng chạm nhau hít sâu một hơi long hạo thần thân hình chợt lóe đã đứng trên lưng hạo nguyệt hạo nguyệt đột nhiên cong lưng đẩy hắn bắn lên thẳng hướng kim văn song đao ma ánh sáng vàng nồng đậm bùng nổ cả người long hạo thần trên không trung kịch liệt xoay tròn tay trái lam vũ quang phù dung chém ngang đụng vào chân trước kim văn song đao ma chặt tới keng một tiếng cả người long hạo thần lần nữa tăng tốc xoay tròn có thể thấy rõ từ người hắn bắn ra một mảnh sương mù cả người tựa như cối say gió cứng rắn chống kim văn song đao ma đấu xuất toàn viên kiếm. Đằng sau truyền đến tiếng kinh hô của Thánh Linh Tâm. Chương 74 ủng hộ kênh qua halaji com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đối diện Kim Văn Song Đao Ma, Long Hạo Thần dùng kỹ năng mạnh nhất của mình, đấu xuất toàn viên kiếm. Sau khi tu vi tăng lên cấp 5, Long Hạo Thần đối với đấu xuất toàn viên kiếm có hiểu biết và biến hóa đôi chút. Đặc biệt là khi học xong chỉ tục ngữ, càng thêm hiểu rõ phương diện tá lực đả lực, lúc này thi triển ra cả người hắn tựa như trong chóng kim sắc nhờ lực công kích của kim văn song đao ma thân thể mau chóng xoay tròn hầu như mắt thường khó thấy sương mù vàng này bởi vì lam vũ quang phù dung thi triển tốc độ quá nhanh mà tản ra tiếng ma sát chói tai không ngừng vang lên tuy lĩnh chủ kim văn song đao ma cực mạnh nhưng thân thể nó rốt cuộc không sánh bằng song kiếm trong tay long hạo thần hai chân trước không ngừng huy vũ ngăn cản đã bị song kiếm của long hạo thần lưu lại nhiều vết thương nhìn tình cảnh trưởng mắt thánh linh tâm ngơ ngẩn. Đấu xuất toàn viên kiếm, lại là đấu xuất toàn viên kiếm. Có đa số người không nhận biết kỹ năng này, nhưng sao y có thể không biết? Ký ức dường như trở lại 20 năm trước. Long đại ca, thật lợi hại. Chiều vừa rồi kêu là gì? Vì sao tôi chưa từng thấy qua? Tiểu cái đuôi, mau trở lại nỗ lực tu luyện, coi chừng ông nội cậu đánh mông bây giờ. Long đại ca, anh còn chưa nói chiều này gọi là gì? Dạy cho tôi được không? Được, cậu trở về ngoan ngoãn tu luyện, chờ khi đột phá cấp 5 thì tôi sẽ dạy cho. Đây là chiêu tôi tự nghĩ ra cho kỹ năng Trừng Giới Kỵ Sĩ, tên là Đấu Xuất Toàn Viên Kiếm, tá lực đá lực, bí kỹ lây yếu thắng mạnh. Tuy cậu là thích khách nhưng cũng dùng vũ khí hai tay, miễn cưỡng có thể học tập. Oa, wow, tốt quá, tôi nhất định trong năm nay đột phá cấp 5. Cậu chịu cố gắng thì tốt, đỡ ông nội cậu luôn nóng lòng. Nhưng cậu cần ghi nhớ, kỹ năng Đấu Xuất Toàn Viên Kiếm này đối với thích khách như cậu thì thích hợp làm sát chiêu cuối cùng trước đó nên đắn đo kỹ nếu trực tiếp dùng thì lấy lực phòng ngự yếu như thích khách các người hơn nữa vũ khí không dài bằng kỵ sĩ chúng tôi rất dễ dàng lộ ra sơ hở lời nói văng vẳng bên tai tựa như sự việc mới ngày hôm qua nhưng thân hình cao lớn hùng tráng kia đã nhiều năm không gặp thánh linh tâm đột nhiên cảm thấy mắt cay cay luồng sáng vàng trước mắt dường như càng thêm trói lòa long đại ca anh có khỏe không nhiều năm không gặp anh đi nơi nào đấu xuất toàn viên kiếm long hạo thần lại biết dùng đấu xuất toàn viên kiếm khoan đã, hắn, hắn họ Long, chẳng lẽ hắn là? Nghĩ tới đây, Thánh Linh tâm chợt cảm thấy lông tơ dựng đứng, cả người tựa như bị điện giật. Nếu, nếu hắn thật là con của Long Đại Ca, vậy mình sao có thể để hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm? Đúng vậy, trong lúc Thánh Linh tâm ngần người, Long Hạo Thần đã ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Lĩnh chủ Kim Văn Song Đao Ma so với hắn tưởng tượng càng mạnh nhiều. Đấu xuất toàn viên kiếm tốc độ công kích siêu cường thêm phương pháp tá lực đả lực, phát huy sức mạnh của Long Hạo Thần, nhưng hắn đối mặt Kim Văn Song Đao Ma, không phải ma tộc cấp 6 mà là đỉnh cấp 6, chỉ kém một bước là đi vào cấp 7. Lĩnh chủ Kim Văn Song Đao Ma bị Long Hạo Thần ngăn chặn, đấu xuất toàn viên kiếm đúng là đem đến phiền phức không nhỏ cho nó. Nhưng sau khi nó ổn định thân hình, đôi chân trước bộc phát lực lượng khủng khiếp không gì sánh bằng. Không sai, đấu xuất toàn viên kiếm của Long Hạo Thần nghiêng về mượn lực, nhưng khi lực lượng quá cường đại thì hắn còn có thể mượn nhiều ít. Kim Văn Song Đao Ma đôi chân trước đồng thời đột nhiên trễ lên, trong tiếng va chạm kịch liệt, Long Hạo Thần biến thành đoàn sáng vàng bị ném văng ra giữa không trung. Long Hạo Thần ngứa họng, nhịn không được phun ra một búng máu. Lực lượng cường đại đến khủng bố dường như muốn chấn vỡ thân thể hắn. Chân sau to khỏe của Kim Văn Song Đao Ma đột nhiên đạp đất, đẩy thân thể khổng lồ đuổi hướng Long Hạo Thần. Đôi chân trước sắc như dao giơ lên, muốn dùng hết sức chém Long Hạo Thần. Chỉ sợ dù có cản lại thì Long Hạo Thần cũng sẽ bị thương nặng. Gờ rào. Một tiếng giống vẫn nộ vang lên, đó là Hạo Nguyệt ánh sáng đỏ, vàng, xanh, ba đạo ánh sáng đồng thời phun ra. Ánh sáng chói mắt tựa như mũi tên, trên không trung giao thoa ngang nhiên và chạm thân mình cứng rắn của Kim Văn Song Đao Ma. Kim Văn Song Đao Ma thân hình quá to, trên không trung không cách nào né tránh. Ba luồng sáng ngưng tụ cùng một chỗ mơ hồ tỏa ra ánh sáng tím nhạt. Trong tiếng gầm gừ, Kim Văn Song Đao Ma đỉnh cấp 6 lại rớt xuống dưới, giáp sát trước ngực nứt một mảng to. Nhưng Hạo Nguyệt phát ra một kích kia xong, sáu con mắt hào quang ảm đạm nhiều, Cùng lúc đó, Thánh Linh tâm động. Khi phát hiện Long Hạo Thần dường như có quan hệ với Long Đại Ca trong lòng y, y không do dự nữa. Bóng đen trong trời đêm tựa như ảo mộng. Không xuất hiện một chút ánh sáng kim khí, vầng sáng đen kia dường như vụt qua. Một chớp mắt quyết tuyệt khiến thân thể và nước trong phạm vi đóng thành băng. Thực chất sát khí ảnh hưởng nhiệt độ không khí, tốc độ khủng bố đến mức tận cùng. Ngực giáp sát của lĩnh chủ kim văn song đao ma đã xuất hiện tổn hại, sao có thể ngăn cản trùng kích lãnh liệt không gì sánh bằng trong nháy mắt, một bãi chất lỏng xanh bỗng từ sau lưng Kim Văn Song đao ma mạnh phun ra. Thân hình to lớn của nó ngã phịch xuống đất. Thích khách công kích đơn thể vĩnh viễn là cường giả mạnh nhất trong lục đại thánh điện. Huống chi Kim Văn Song đao ma dưới tình huống bị Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt hấp dẫn, Thánh Linh Tâm lại là cường giả đỉnh cấp 7, đối phó một con Kim Văn Song đao ma dĩ nhiên là nhất kích tất sát. Bá Vương thứ, nếu thải nhi ở chỗ này, nhất định có thể cảm thụ ra kỹ năng Thánh Linh Tâm sử dụng là cái gì, Bá Vương thử chẳng những có lực công kích mạnh, càng có cường đại trùng kích. Kim Văn Song đao ma ngã trên đất lộn một vòng mới xong. Vừa lúc Long Hạo Thần rơi xuống đất, Hạo Nguyệt ra sức nhảy lên đỡ hắn. Long Hạo Thần không hề do dự nuốt một đan dược lúc trước kẹp trong kẽ tay. Đó là bị Lâm Hâm gọi là thuốc tăng lực Bích Ngọc hộ thể hoàn. Làn da hắn xuất hiện ánh sáng ngọc. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy lực lượng tăng lên nhiều. Đồng thời tiểu quang phóng thánh quang cháo bao lấy người hắn, trị liệu nội tạng vừa bị chấn thương. Cậu sao rồi? thanh âm của thánh linh tâm vang bên tai Long Hạo Thần. Tất cả nói thì chậm nhưng thực tế xảy ra cực nhanh. Từ khi Long Hạo Thần thi triển đấu xuất toàn viên kiếm đến lúc hắn trở lại trên lưng Hạo Nguyệt, chỉ mấy lần hít thở mà thôi. Kim Văn Song Đao Ma bị xử lý không mảy may ảnh hưởng quá trình xung phong của Quang Diệu Thiên Sứ, Kỵ Sĩ Đoàn. Đại quân hai bên ngay giây phút này mạnh và chạm một chỗ. Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn sau một thời gian dài xung phong, đôi cánh sắt thép dựng thẳng sau lưng chậm rãi giang ra hai bên, nhờ tác dụng của đôi cánh to này khiến trọng lượng tọa kỵ giảm thấp gánh nặng bên trên đôi cánh sắt thép tựa như lưỡi dao sắc bén dưới tác dụng sung phong cường đại uy lực chớp mắt bạo phát không ngừng xé nát thân thể từng cái ma tộc trọng đao trong tay kèm theo linh lực mạnh mẽ điên cuồng chém ra tấn công khiến đại quân ma tộc nháy mắt tán loạn đao phong hướng đến đâu thắng đến đó quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của khu ma quan Ba ngàn kỵ sĩ có thể nói là toàn bộ khu ma quan, thậm chí ngự ma sơn mạch, đội ngũ kỵ sĩ cường đại nhất, là ba ngàn kỵ sĩ cấp 5. Cho dù kỵ sĩ thánh điện muốn tụ tập một đám lực lượng như vậy cũng không dễ dàng. Đổi lại là các thánh điện khác thì chưa chắc được kỵ sĩ thánh điện trợ giúp như vậy. Ai bảo kỵ sĩ thánh điện và thích khách thánh điện có quan hệ tốt nhất? Hơn nữa sau lưng mỗi một quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đều ẩn tàng một người thích khách thánh điện, thích khách ám dạ chi thứ. Bọn họ cũng có tu vi cấp 5 không lâu trước kia Cao Anh Kiệt từng nói cho Long Hạo Thần và Thải Nhi, về kỵ thích nhất thể thì bây giờ hoàn mỹ ứng trên người họ. Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ xung Phong có thể giải quyết hầu hết ma tộc dưới cấp 5. Dù có cá lọt lưới, cũng không khả năng trốn thoát công kích của thích khách ám dạ chi thứ. Một khi gặp đối thủ trên cấp 5, như vậy sẽ chứng kiến ít nhất 10 cái bóng đen đồng thời phát ra. Trên chiến trường lực lượng cá nhân rốt cuộc chỉ là nhỏ bé, Đối mặt lực công kích của mười mấy thích khách cấp 5 xem như là cường giả cấp 7 nếu không có cường đại trang bị thì thật khó chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm ít nhất hơn vạn đại quân ma tộc bị quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đoàn cứng rắn phân tán. Số bị giết càng là đếm không hết. Tôi không có việc gì. Nghe thánh linh tâm thanh âm thân thiết Long Hạo thần bản năng đáp. Tuy hắn là đại địa kỵ sĩ nhưng Long Hạo thần càng am hiểu ma pháp. Loại kỵ sĩ xông pha chiến đấu hắn không giỏi, nhưng khi xông ra hắn chỉ có thể giúp sức ứng phó. Vì sinh tồn mà chiến cậu chỉ cần nghe theo lệnh tôi xông tới trước không được ngừng lại gặp kẻ địch tôi sẽ ra tay giọng hơi trầm thấp của thánh linh tâm vang lên vâng có câu nói này của thánh linh tâm long hạo thần bỗng chốc giảm áp lực cưỡi hạo nguyệt nhanh chóng xông lên trước mặt không ngừng xuất hiện ma tộc nhưng chỉ cần ma tộc trên cấp bốn bên người long hạo thần sẽ có hàn ý băng lãnh bắn ra không một ma tộc có thể ngăn cản hắn mấy cái tu vi thấp thì đương nhiên trở thành giá trị công huân của hắn ngay lúc này long hạo thần đột nhiên cảm giác tầm mắt hơi mờ Vốn đại quân ma tộc cùng bọn họ mạnh đụng một chỗ dường như phân tán. Đằng trước xuất hiện mảnh đất trống chảy. Cẩn thận là địa miễn tộc ẩn hình giả. Tiếng nói của thánh linh tâm đột nhiên biến lãnh khốc. Long hạo thần chấn động song kiếm nâng cao một đoàn hòa diễm vàng từ người hắn lan ra. Trong đêm tối tràn ngập máu me này hỏa diễm vàng tựa như ánh sáng thần thánh thanh tẩy hắc ám, trong chớp mắt chiếu sáng xung quanh, đồng thời kèm hơi thở nóng bỏng ngay cả mùi máu tươi chung quanh dường như cũng bất nồng. Thái Dương Hỏa, kỹ năng này Dương Văn Chiêu từng sử dụng. Khi Tu Vi đột phá cấp 5 Long Hạo Thần cũng từ nhẫn truyền thừa của phụ thân học được kỹ năng cường đại của trừng giới kỵ sĩ này. Thái Dương Hỏa cực kỳ tiêu hao linh lực nhưng là một kỹ năng cực mạnh công phòng một thể. Khi Dương Văn Chiêu thi triển kỹ năng này kiên trì thời gian không lâu nhưng Long Hạo Thần so với gã thì có ưu thế hơn nhiều. Dựa vào thể chất con trai Quang Minh lúc thi triển Thái Dương Hỏa hắn tiêu hao rất ít. Huống gì còn có tiểu quang hỗ trợ cùng với đàn dược lâm hâm đưa, Long Hạo Thần từng đối đầu địa miễn, tộc ẩn hình giả chỉ là một ẩn hình giả đã suýt nữa làm hắn mất mạng. Trước mắt mờ ảo khiến hắn hoảng hốt hơn nữa, trên chiến trường có thể nghĩ số lượng ẩn hình giả nhiều bao nhiêu. Mắt thấy đại quân ma tộc, không ngăn được chính diện đã phái ra số lớn ẩn hình giả định thông qua ám sát đến suy yếu thực lực của Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn. Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn hiển nhiên không phải lần đầu ra trận. Lúc trước từng giao đấu họ đã tích lũy một số kinh nghiệm đối phó ma tộc đây dù sao là kỵ sĩ và thích khách tổ hợp hơn nữa họ đã lao ra khu ma quan một khoảng cách mục sư chân ác nhãn không thể chiếu dọi tới nơi này năng lực ẩn tàng của địa miễn tộc ẩn hình giả tuyệt đối khiến kỵ sĩ và thích khách đau đầu các cường giả ám dạ chi thứ còn có thể dựa vào tốc độ và năng lực ẩn hình của mình né tránh nhưng quang diệu thiên sứ kỵ sĩ thì là mục tiêu sống long hạo thần nheo mắt cả người trạng thái tinh thần tăng tới tột đỉnh ý niệm máy động hắn không hề do dựa tay trái làm vũ quang phù dung hướng bên trái phóng ra một thiểm điện thứ quang phù dung phóng ra công hiệu trăm ngàn ánh sáng bao phủ một mảnh đất đinh đinh một chuỗi tiếng nổ đi đùng một thân hình như ẩn như hiện lộ ra trong tầm nhìn của long hạo thần thái dương hỏa lập tức phát ra thiểm điện thứ theo sau tiếp đó là quang trảm kiếm quang trảm kiếm bình thường lực không kích không mạnh nhưng quang trảm kiếm kèm thái dương hỏa uy lực có thể sánh bằng rượu nhật chảm Chói mắt hỏa diễm vàng hóa thành đao phong vụt qua Phốc một tiếng một ma tộc cả người màu xám đã bị Long Hạo Thần chém thành hai nửa đứt đoạn trái đen đó là kết quả quang minh thiêu đốt hắc ám. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngay khi Long Hạo Thần giải quyết một địa miễn tộc ẩn hình giả, đồng thời ba phương hướng truyền đến đao phong sắc bén. Lúc này năng lực phản ứng khi Long Hạo Thần rèn luyện trong địa huyệt hiện ra tác dụng mấu chốt. Địa miễn tộc ẩn hình giả thực lực đa số trên cấp 4. Thánh linh kiếm trong tay Long Hạo Thần nháy mắt huyễn hóa thành vô số hào quang, có thể thấy rõ từng đoàn ánh sáng trắng không ngừng ở trước người Long Hạo Thần nở rộ. Mỗi một lần ánh sáng trắng lấp lánh đều vang lên một tiếng keng, bởi vì xung phong hàng đầu, giờ khắc này Long Hạo Thần đối mặt địa miễn tộc ẩn hình giả số lượng cũng nhiều nhất, ít nhất có 7, 8 ẩn hình giả đang vây công hắn, nhưng đôi trọng kiếm của Long Hạo Thần huy vũ lại có thể ngăn cản tất cả đòn tấn công, không lộ ra một chút sơ hở. Đồng thời dưới sự thiêu đốt của Thái Dương Hỏa, trên người ẩn hình giả hoặc nhiều hoặc ít để lại chút dấu vết. Quang thuộc tính có khắc chế lớn đối với ma tộc thiên về hắc ám thuộc tính. Trên người Long Hạo thần thái dương hỏa uy lực lại cực đại. Sau một chuỗi va chạm, đa số vũ khí của ẩn hình giả đều bị đốt đỏ hồng. Một luồng sáng hỏa hồng nháy mắt khoét tán, đẩy ra ẩn hình giả lực công kích bỗng yếu đi. Đó là tiểu hỏa phóng thích kháng cự hỏa hoàn. Ngay sau đó song kiếm Long Hạo thần chuyển một vòng, quang trảm kiếm bộc phát. Quang trảm kiếm kèm thái dương hỏa không phải ẩn hình giả có thể ngăn cản. Bỗng chốc chém chết cả đám, Thánh Linh Tâm luôn chú ý Long Hạo Thần, e sợ hắn bị ẩn hình giả tập kích. Nhưng mắt thấy Long Hạo Thần ứng đối giỏi vậy, y thầm kinh ngạc. Đây là loại trực giác cỡ nào? Lại có thể cảm thụ ra vị trí tập kích của địa miễn tộc ẩn hình giả, ứng đối càng siêu hơn. Việc Long Hạo Thần sử dụng Thái Dương Hòa thì y không cảm thấy kinh ngạc mấy. Nếu Long Hạo Thần là con của Long Đại Ca, chỉ là Thái Dương Hòa thì tính cái gì? Lần này địa miễn tộc ẩn hình giả xông tới hơn 1.000 con, quang diệu kỵ sĩ sung phong tới trước, trên thân bộc phát tiếng chói tai kim khí và chạm. Những ẩn hình giả thật đáng ghét, bọn nó tựa như thích khách của thích khách thánh điện, chuyên môn kiếm chỗ hở ra tay, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Dù kỵ sĩ mặc bản giáp, trên người cũng không phải không có chỗ hiểm. Bởi vậy tốc độ xông lên của toàn bộ quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đoàn bỗng chốc giảm thấp. Đám kỵ sĩ phối hợp với sau lưng ám dạ chi thứ, chỉ có thể dựa vào trực giác và phán đoán ngăn cản ẩn hình giả. Thánh linh tâm nhíu mày, trầm giọng nói, dường như có gì đó bất thường ma tộc không biết chúng ta khi nào lao ra sao có thể mau chóng bố trí địa miễn tộc ẩn hình giả mau chóng tiến tới ngăn cản chẳng lẽ chúng sớm có âm mưu nghĩ tới đây thánh linh tâm cảm thấy lòng trầm xuống đột nhiên từ tay y bắn ra một luồng sáng vàng nóng vội quát long hạo thần hướng bên trái vòng ra trở về khu ma quan là một thống soái mặc dù y không dám cam đoan mình đoán có đúng hay không nhưng quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của khu ma quan y vốn định đả kích kẻ địch, giết nhiều kẻ địch đồng thời uy hiếp ma tộc. Cùng lúc cho ma pháp sư, mục sư và các chiến sĩ trong khu ma quan có thời gian thở dốc. Nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không tốt. Địa miễn tộc ẩn hình giả tốc độ xuất hiện quá nhanh. Bọn họ chỉ mới xông vào đại quân ma tộc không lâu, còn chưa sản sinh ra lực sát thương lớn đã bởi vì ẩn hình giả mà chậm lại. Quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn ưu thế lớn nhất ở chỗ tốc độ và lực xung kích. Một khi tốc độ giảm, như vậy lực xung kích dĩ nhiên cũng tùy theo hạ thấp, mà tộc ít nhất có hơn 10 vạn đại quân ở chỗ này. Chẳng may bị bao vây, tốc độ không thể xông lên, dù năng lực chiến đấu của bản thân 3.000 người mạnh cỡ nào, phối hợp ám dạ chi thứ, chỉ sợ cũng sẽ phơi thay chiến trường. Bởi vậy thánh linh tâm giữ bảo hiểm, không muốn lỗ mãng tiếp tục xông tới nữa. Lúc này trời quá tối, nếu kẻ địch có bố trí gì thì khó mà trông thấy. Long hạo thần không hề thắc mắc mệnh lệnh của thánh linh tâm, dựa vào trực giác hơn người thường và thái dương hỏa, ẩn hình giả rất khó tổn thương hắn, Hạo Nguyệt dựa theo chỉ thị mau chóng chạy hướng bên cạnh. Bởi vì có Thái Dương Hòa quá bắt mắt, phía sau Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn đương nhiên cũng dễ dàng theo mục tiêu. Nhưng mà tộc phát động địa miễn, tộc ẩn hình giả số lượng rõ ràng vượt qua dự đoán của Thánh Linh Tâm. Tuy Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn đi theo Long Hạo Thần chuyển hướng, lại bị số lớn ẩn hình giả công kích. Bọn họ tựa như lún xuống vũng bùn khó thoát thân, tốc độ không ngừng giảm thấp. Đúng lúc này, cùng với âm thanh ngâm sướng trầm thấp, tiểu quang đột nhiên hét đầu ra sau, một đoàn quang cầu hư ảo bắn phía sau. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng trắng nhạt ở trên không trung tản ra, lan tràn phạm vi mấy trăm mét vuông. Giữa không trung, lấp lánh một con mắt do ánh sáng trắng ngưng tụ mà thành. Bỗng chốc phía dưới vô số thân hình màu xám hiện ra. Trần Ác Nhãn, đó là Trần Ác Nhãn. Thánh Linh Tâm kinh ngạc đồng thời quái dị xem tọa kỵ của Long Hạo Thần, với cặp mắt khác xưa Hạo Nguyệt ba đầu không ngừng sử dụng ma pháp, cùng Long Hạo Thần phối hợp tựa như một con người. Nó còn có thể phóng ra chân ác nhãn kỹ năng chỉ mục sư mới học, làm sao không khiến người chấn kinh. Có nhiều lúc không phải kỹ năng uy lực mạnh thì tác dụng càng lớn. Chân ác nhãn chỉ là ma pháp cấp 3 mà thôi, nhưng lấy tình huống trước mắt dùng đến, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Địa miễn tộc ẩn hình giả thực lực chỉ khoảng cấp 4, mà quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn chẳng những đều là cường giả cấp 5 hơn nữa, còn đeo trang bị hoàn mỹ có ám dạ chi thứ thích khách phụ trợ. Một khi ẩn hình giả lộ thân hình hẳn là một trận đồ sát máu me. Trong phạm vi mấy trăm mét vuông địa miễn tộc ẩn hình giả, hầu như là trong khoảnh khắc biến thành thịt vụn. Có hơn 200 quang diệu thiên sứ kỵ sĩ bởi vậy được giải vây. Long hạo thần để tọa kỵ của cậu tiếp tục phóng chân ác nhãn chúng ta giảm tốc độ. Thánh linh tâm quyết định rất nhanh, không giải quyết xong ẩn hình giả, bọn họ quay lại tốc độ quá chậm đại quân ma tộc lại đã xông hướng bên này. Vâng, Long Hạo Thần đáp một tiếng. Hạo Nguyệt dừng bước một cái lại một cái chân ác nhãn không ngừng từ miệng tiểu quang, bắn ra chiếu sáng đằng sau. Đa số ẩn hình giả không ngừng dưới gót sắt của quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ thành một bộ phận của bùn đất và máu. Vốn đám kỵ sĩ rất khó hiểu Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt, tiên phong nhưng lúc này lại tràn ngập vui mừng. Đây là kỳ binh tổng trưởng đại nhân chiêu mộ, lại có tọa kỵ biết thi triển trấn ác nhãn đây đối với quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn là rất quan trọng bọn họ không phải lần đầu tiên chịu thiệt thòi dưới tay địa miễn tộc ẩn hình giả tuy tiểu quang chỉ có thể một mình thi triển trấn ác nhãn nhưng nó thi pháp tốc độ rất mau hơn nữa kỹ năng này bao phủ phạm vi rất lớn có nó tồn tại đối với toàn bộ kỵ sĩ đoàn đã đủ rồi giải quyết xong địa miễn tộc ẩn hình giả bên kia ma tộc ùn ùn kéo đến thánh linh tâm không hề do dự ra lệnh long hạo thần tiếp tục quay trở lại bọn họ chỉ cần lao về phạm vi khoảng 1 000 mét ngắn ngủn là có thể đi vào phạm vi bảo hộ của khu ma quan. Tuy lần này xuất kích thất bại nhưng đồng dạng đã xử lý không ít ma tộc vì khu ma, quan tranh thủ không ít thời gian. Chỉ cần tổn thất không lớn thánh linh tâm có thể nhận được. Khi Long Hạo Thần cưỡi Hạo Nguyệt rốt cuộc vòng trở lại thu hồi Thái Dương Hỏa, thì một cảnh tượng kỳ dị kéo màn che. Trên con đường bọn họ phải trở lại ba cột sáng khổng lồ đột nhiên phóng lên cao. Mỗi một cột sáng đường kính hơn 30 mét, dưới bầu trời tối đen ba cột sáng cao hơn trăm mét rất bắt mắt. Màu sắc ba cột sáng khác biệt, cái giữa màu đỏ hai bên là đen và xanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ba cây cột lớn dường như có một cây trụ chân chính. Cột trụ khắc vô số hòa văn mỹ lệ mà kỳ dị ít nhất thì Long Hạo Thần chưa từng thấy qua. Ba cây cột sáng tản ra uy nhấp dày đặc. Nó ngăn cản con đường phải đi khiến quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn không thể vượt qua. Tình huống thánh linh tâm không muốn gặp rốt cuộc vẫn phát sinh thực rõ ràng ma tộc đã sớm bố trí cạm bẫy chỉ đợi quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn đi ra cạm bẫy này tuyệt không thông minh chỉ là ôm cây đội thỏ mà thôi nhưng cho tới giờ quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn vẫn là uy hiếp lớn đối với ma tộc là tổng trưởng quân sự khu ma quan thánh linh tâm không có khả năng điều động thực lực này gia nhập chiến đấu dù sao kỵ sĩ chiến trường là bình nguyên mà không phải thủ thành rốt cuộc vẫn là bị kẻ địch ôm cây đội được thỏ thánh linh tâm hít sâu cả người dường như tiến nhập trạng thái kỳ dị Long Hạo Thần cảm giác được phía sau vị tổng trưởng quân sự này, toàn thân dường như biến trong suốt so với lúc trước càng thêm không có cảm giác tồn tại. "Long Hạo Thần chắc cậu biết Long Tinh Vũ chứ?" Ở loại thời điểm này ngược lại Thánh Linh Tâm hỏi Long Hạo Thần vấn đề như vậy. "Dạ." Long Hạo Thần lòng chấn động, Thánh Linh Tâm mỉm cười nói: "Thật không nghĩ đến tôi có thể gặp hậu nhân của Long Đại Ca. Không cần chối đấu xuất toàn viên kiếm là kỹ năng Long Đại Ca sáng tạo ra. Nếu anh ấy không truyền dạy thì ai có thể học?" trên đời này biết kỹ năng đó theo tôi chỉ có ba người một đương nhiên là long đại ca một người khác là cậu nói đến đây y tạm ngừng một chút dùng thanh âm cảm thán chậm rãi nói cuối cùng một người chính là tôi long hạo thần quay đầu nhìn thánh linh tâm hắn đột nhiên phát hiện vị tổng trưởng quân sự này vẻ mặt vô cùng dịu dàng ánh mắt nhìn mình không còn sót lại lãnh liệt tổng trưởng đại nhân ngài thánh linh tâm nụ cười như cũ tôi từng là một trong số cái đuôi hâm mộ theo sau long đại ca anh ấy là thần tượng của tôi trong lòng tôi địa vị Long đại ca thậm chí còn hơn ông nội. Không nghĩ tới hôm nay trên chiến trường lại lần nữa nhìn thấy đấu xuất toàn viên kiếm của Long đại ca. Anh ấy có khỏe không? Long Hạo thần nhẹ lắc đầu nói, tôi cũng lâu rồi không gặp cha. Cha? Cậu quả nhiên là con trai của anh ấy. Ha ha tốt rất tốt. Xem ra thải nhi đúng là có ánh mắt. Thánh Linh tâm thoải mái cười to. Cách không xa là ba cột sáng khổng lồ quái dị nhưng lúc này ý lại vẫn có thể cười được. Tổng trưởng đại nhân ngài làm sao vậy? trong lòng long hạo thần dâng lên một tia bất an hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt thánh linh tâm nhàn nhạt nói không có gì chỉ là nhớ lại một ít việc quá khứ đám ma tộc nhãi nhép này có thể hủy diệt quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn của tôi sao thật buồn cười chờ một chút cậu đừng công kích cưỡi tọa kỵ hướng bên trái đi tôi sẽ đối đầu kẻ địch vâng tổng trưởng đại nhân ba cột sáng đó là cái gì long hạo thần vừa nghe lệnh thánh linh tâm vừa nhịn không được tò mò hỏi thánh linh tâm đáp mà như không đáp đây là lần đầu cậu ra chiến trường phải không?" Long Hạo Thần bản năng gật đầu. Thánh Linh tâm mỉm cười khuôn mặt điển trai xuất hiện vẻ quái dị. Cậu may mắn lắm lần đầu ra chiến trường đã tận mắt thấy cao tầng ma tộc. Có nghe nói qua 72 trụ ma thần chứ? Cái kia chắc là ba trong số đó." Long Hạo Thần trợn mắt há hốc mồm ngoái đầu nhìn y, hắn rất muốn hỏi vị tổng trưởng quân sự đỉnh cấp 7, nhưng gần với cấp 8 này vì cái gì y còn có thể cười được? Theo tri thức của Long Hạo Thần trong 72 trụ ma thần cho dù yếu nhất, cũng là cường giả đỉnh cấp 8. Đúng lúc này Thánh Linh Tâm nâng tay một ánh sáng bắn lên không trung. Vầng sáng khuếch tán trên bầu trời hình thành đóa hoa lớn huyễn lệ. Hiện tại Long Hạo Thần đã nhìn ra trong đêm đen đây là cách Thánh Linh Tâm mệnh lệnh cho Quang Diệu Thiên Sứ, kỵ sĩ đoàn. Quả nhiên cùng với vầng sáng khuếch tán Quang Diệu Thiên Sứ, kỵ sĩ đoàn đi theo sau bọn họ bỗng nhiên hạ thấp hơn nữa bảy trận hình. Trong thời gian cực ngắn trận hình chùy xung phong biến thành trận hình tròn phòng ngự, tất cả quang diệu thiên sứ kỵ sĩ hướng ra phía ngoài không còn tổng thể di động rút trận hình làm tư thái phòng ngự hoàn chỉnh. Lúc này Long Hạo Thần mới từ rung động về 72 trụ ma thần thanh tỉnh lại. Từ thuở bé thơ hắn đã nghe nói tồn tại của 72 trụ ma thần. Hơn 6.000 năm trước chính là 72 cây trụ ma thần này, giáng xuống đại lục đưa niên đại huy hoàng vào thời đại hắc ám. Nhìn ba cây cột sáng gần như, liên tiếp thiên địa hắn bất giác cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Ngừng lại, thánh linh tâm ra lệnh, long hạo thần vội vàng để hạ nguyệt dừng bước lúc này ba cây cột sáng khổng lồ bắt đầu di động thoạt nhìn chậm kỳ thật rất nhanh hướng bên này thân hình chợt lóe thánh linh tâm đã đứng trước mặt y ngoái đầu nhìn long hạo thần nụ cười trên mặt y dường như biến ấm áp rất nhiều nhớ kỹ lời tôi từ bên phải vòng trở lại thực lực của cậu sẽ không khiến họ chú ý sau này phải đối xử tốt với thải nhi cậu là con trai của long đại ca tôi cũng yên tâm tôi chỉ có một đứa con gái ông ấy là phụ thân của thải nhi trong phút chốc Long Hạo Thần rốt cuộc hiểu vì sao chính mình đi theo Thánh Linh Tâm, xuất hiện trên chiến trường. Thì ra ông là phụ thân của Thải Nhi, cũng chính là chồng của đoàn trưởng ma Pháp Sư đoàn Lam Nghiên Vũ. Khó trách thái độ lúc trước ông đối với mình lạnh lùng như vậy. Nhưng lúc này bởi vì phụ thân mới thừa nhận mình. Thánh Linh Tâm chỉ đơn giản nói, xong một câu chậm rãi đi hướng phía trước nghênh đón ba cây cột sáng khổng lồ. Một tầng khí lưu xám nhạt từ trên người y ngưng kết cả người tựa như tinh thể màu xám trong suốt, một đôi cánh màu xám nhỏ hơn của huy diệu kỵ sĩ nhiều từ sau lưng y dương ra sau đó khép lại kế sát lưng hai tay y đều có một đạo hào quang xám kéo dài ra tựa như đoàn kiếm tình cảnh trước mắt khiến long hạo thần quá rung động dưới bầu trời đêm đen thánh linh tâm một mình nghênh đón lực lượng ma tộc đỉnh cấp từ xa mà tới ba cây cột sáng khổng lồ càng lúc càng gần so với ánh sáng của nó thì thánh linh tâm nhỏ bé như vậy nhưng nhìn bà vai y không tính quá rộng lại như có thể ngăn cản tất cả chống đỡ một góc trời Long Hạo Thần không có cưỡi Hạo Nguyệt lập tức từ bên trái vòng qua. Hắn ngơ ngẩn nhìn Thánh Linh Tâm, tại nơi tràn ngập máu me từng bước một đi về phía trước. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại, hít sâu một hơi không cần nói, trên chiến trường tràn ngập máu tươi không khí chắc chắn ô nhiễm. Nhưng sau khi hít sâu ngụm khí này Long Hạo Thần nhắm mắt lại. Lòng hắn đang thiêu đốt, máu hắn đang cháy bỏng, linh lực hắn đang đốt cháy còn có chiến ý, cũng đang rừng rực cháy. Mình thật sự cứ như vậy trở lại ư? trước mặt quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn và ám dạ chi thứ cứ như vậy quay về. Quang vinh kỵ sĩ ở đâu? Nếu mình làm như thế còn xứng là một kỵ sĩ ư? Mình phải như thế nào đối mặt Thải Nhi? Mình bỏ lại phụ thân nàng một mình chạy trốn. Chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt Long Hạo Thần tràn ngập kiêu ngao. Ta là con trai của người sở hữu mạt thế và sát phạt thần ấn, vương tọa thần ấn kỵ sĩ phán xét và thẩm phán Long Tinh Vũ. Coi như là chết trận xa trường sao ta có thể làm đào binh. Lần nữa mở mắt ra Long Hạo Thần trong mắt tràn ngập quyết tâm. Hạo Nguyệt ba cái đầu ngoái nhìn hắn nhẹ gật đầu. Long Hạo Thần và nó tâm linh tương thông đương nhiên có thể cảm giác ra lòng Hạo Nguyệt. Giữa bọn họ có huyết khế nếu Long Hạo Thần chết thì Hạo Nguyệt cũng không sống một mình. Cho nên hắn không kêu nó rời đi nếu đã như vậy thì cùng sống cùng chết. Sâu lắng nhìn khu ma quan xa xăm Long Hạo Thần trên mặt hiện nét ôn nhu. Thải Nhi nếu tôi còn có thể sống sót trở về tôi muốn hôn lên mặt cô. Hạo Nguyệt chúng ta đi. Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, đã nuốt đan dược trong tay, trước tiên nuốt vào một viên hồi linh đan, dốc sức thúc đẩy thánh dẫn linh lô vận chuyển trong cơ thể, cố gắng hồi phục linh lực đã tiêu hao. Hạo Nguyệt bốn vó tung bay đã chạy tới bên cạnh Thánh Linh Tâm. Thánh Linh Tâm đột nhiên quay đầu vẫn nộ quát, sao cậu còn chưa đi? Ánh mắt Long Hạo Thần kiên định mà chấp nhất nhìn chăm chú vào y, tôi là một kỵ sĩ. Nếu tôi bỏ lại ngài mà đi, sao có tư cách cùng Thải Nhi một chỗ? Tôi là con trai của Long Tinh Vũ, chỉ có chết trận Long Hạo Thần, không có vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn Long Hạo Thần, Thánh linh tâm ngẩn ra. Nhìn con mắt Long Hạo Thần, dường như y lại thấy năm đó, dòng ruổi xa trường tung hoành vô địch phán xét và thẩm phán thần ấn, kỵ sĩ. Long Hạo Thần đôi mắt kiên định cho y biết rất nhiều điều, rằng hắn sẽ không bởi vì đối mặt cường địch mà rút lui. Khoảnh khắc này, trong lòng Thánh Linh Tâm đột nhiên vô cùng hối hận. Vì sao mình để Long Hạo Thần đi ra mạo hiểm chứ? Chương 75 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trong lúc Long Hạo Thần và Thánh Linh Tâm nói chuyện, ba cây cột sáng chói mắt đã đến gần. Có thể thấy rõ phía dưới ba cột sáng có hàng trăm ma tộc. Tuy tổng số chỉ có 300, nhưng hàng trăm ma tộc phát ra uy nhiếp không chút thua kém đại quân ma tộc bên kia. Cự ly gần, Long Hạo Thần cũng thấy rõ bộ dạng ba cây trụ ma thần. Cây chính giữa, dưới trụ ma thần lấp lánh ánh sáng đỏ có một đoàn ánh sáng vàng chói mắt. Nhưng đó không phải ánh sáng vàng quang thuộc tính, ngược lại nồng đậm hơi thở hắc ám và hỏa trong ánh sáng có một con ngựa cao hơn 2 mét, dài 3 mét ngang nhiên đứng. Trên lưng ngựa có một ma thần cao hơn một trượng. Giáp trụ đen phụ trợ thân thể gã hùng vĩ hoa lệ, đầu giống như sư tử, thân thể lại tựa nhân loại. Ra mặt lộ ra ngoài đào rực. Long tinh vũ từng tường tận dạy cho Long hạo thần về 72 trụ ma thần, hơn nữa yêu cầu Long hạo thần nhớ kỹ tất cả. Nhìn thân hình khổng lồ kia, Long hạo thần chợt đoán ra đây là trong 72 trụ ma thần thứ 52, tên là An Lạc Tiên, được xưng là hỏa diễm sư ma, am hiểu lực lượng hỏa và hắc ám. Trong các ma thần hầu như toàn là cường giả ma khí, tuy gã chỉ đứng hàng thứ 52, nhưng là cường giả cấp 9. Bên trái hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên là một ma thần cao to khác. Tên này cũng là thân người nhưng có đầu ngưu, sau lưng còn có đôi cánh đen, tản ra màu xanh trong veo. Thân thể có thể dùng từ hình dung cơ bắp cuồn cuộn, thân cao vượt qua 5 mét. Đây là rực ngưu cuồng ma tái cộng, đứng thứ 61 trong trụ ma thần. Bên kia, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh lại giống nhân loại nhất. Dưới thân là con ngựa đen, bản thân là người đàn ông điển trai cao hơn 2 mét. Nhưng dù là gã hay con ngựa đôi mắt đều lóe tia sáng hồng yêu dị. Xung quanh ánh sáng xanh chợt lóe, càng lộ kỳ quái. Đây là trụ ma thần thứ 70, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ. Trong 72 trụ ma thần, 12 ma thần đứng chót tu vi ở đỉnh cấp 8, 60 ma thần đứng trước thì toàn là cấp 9. Trước mắt ba tên này một cấp 9 hai cấp 8, tuy đều là ma thần đứng hạng chót nhưng đối với long hạo thần và thánh linh tâm mà nói vẫn là sự tồn tại kinh khủng phía trước ba ma thần có trăm tên cường giả ma tộc địa vị của chúng còn chưa đủ để có được bộ tộc đây đều là thân vệ của chúng thân vệ quân của thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ là một trăm bích lục song đao ma cấp 5. thân vệ của rực ngưu cuồng ma tái cộng thì là một trăm song đầu ma thứ có năng lực bay song đầu ma thứ không kém bối tháp phi ma bao nhiêu ma thân vệ của hỏa diễm sư ma, thì là một trăm con toàn thân lấp lánh xích hồng sắc hỏa quang, thân cao hơn 3 mét, hỏa diễm ma khôi, mỗi con tu vi đều là cấp 6, tam đại ma thần và 300 thân vệ. Chúng ở đó chia cắt đường lui của quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn. Muốn cứng rắn đột phá không phải chuyện dễ. Thanh âm của thánh linh tâm vang bên tai long hạo thần. Chúng ta không thể đánh bừa, quan trọng là kéo dài thời gian. Khu ma quan chắc chắn đã thấy ba thằng nhãi này, 10 phút, chúng ta chỉ cần kiên trì 10 phút thì viện quân sẽ tới ngay. Nghe ý nói vậy, Long Hạo Thần biết Thánh Linh Tâm đã chấp nhận sự thật chính mình ở lại. Tam Đại Ma Thần hiển nhiên không nghĩ tới Thánh Linh Tâm thấy bọn họ xuất hiện, nhưng không khiến Quang Diệu Thiên Sứ, kỵ sĩ đoàn xung phong cướp con đường sinh mệnh trở về khu ma quan, ngược lại bày trận nghiêm chỉnh tử thủ. Bởi vậy tốc độ phản ứng của chúng hơi chậm chút. Tựa như Thánh Linh Tâm, không nghĩ đến Tam Đại Ma Thần chuyên môn thiết kế đối phó Quang Diệu Thiên Sứ, kỵ sĩ đoàn, ba ma thần cũng không ngờ thánh linh tâm có thể quyết định mau chóng như vậy hơi suy nghĩ chúng đã rõ thánh linh tâm đang chờ viện quân từ khu ma quan bởi vậy ba tên lập tức không trần chờ ra lệnh tấn công chỉ cần tiêu diệt quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn và ám dạ chi thứ sẽ là tổn hại trầm trọng đối với liên minh thánh điện nên chúng mới lập tức chỉ huy thân vệ sông tới về thánh linh tâm và long hạo thần hoàn toàn không lọt vào mắt tam đại ma thần huống chi bọn chúng đâu có ngờ thánh linh tâm là tổng trưởng quân sự khu ma quan lại tự mình dẫn quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn xuất chiến. Mắt thấy kẻ địch cách không đến trăm mét, thánh linh tâm đột nhiên ngoái đầu cười nói với Long Hạo Thần. Cậu có biết vì sao ma tộc có 72 trụ ma thần, nhưng không cách nào hủy diệt nhân loại chúng ta? Nên biết nhân loại chúng ta có không đến 20 vị cường giả cấp 9. Long Hạo Thần mờ mịt lắc đầu. Thánh Linh Tâm nói, đó là nhân loại chúng ta còn bảo lưu lại vũ khí của huy hoàng niên đại, nhân loại chúng ta có trang bị ma tộc không có. Cậu ở chỗ này đừng động đậy, bọn chúng đã bỏ qua tồn tại của chúng ta, tôi sẽ khiến chúng phải nhìn thẳng. Chuẩn bị sẵn sàng để chạy, một khi tôi quay lại, lập tức mang tôi chạy hướng bên trái. Hôm nay để xem chúng ta có thể vì kỵ sĩ đoàn tranh thủ bao nhiêu thời gian. Đợt chút, cái này cho ngài. Có thể trong thời gian ngắn bộc phát tiềm lực bản thân, nhưng sau đó sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Vừa nói, Long Hạo Thần lấy ra đan dược kẹp ở khe ngón tay giữa cho thánh linh tâm. Đây là bích ngọc hổ thể đan và bạo linh đan, về hồi linh đan thì không có tác dụng với Thánh Linh Tâm có số đếm linh lực gần 3 vạn. Thánh Linh Tâm nhận đan dược trực tiếp ném vào miệng, hơi kinh ngạc nhìn hắn, không nhìn ra cậu còn có tiền như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng sẽ dốc sức chạy như điên, có vũ khí bí mật gì đều dùng đến đi. Nói vừa dứt lời, Thánh Linh Tâm nhún mũi chân, cả người bay ra ngoài. Lần này Long Hạo Thần không theo sau. Hắn có dũng khí liều mình một trận, nhưng sẽ không lỗ mãng. Dù chỉ có một đường sinh cơ hắn cũng sẽ nỗ lực tranh thủ đối diện một kẻ địch không thua gì mình, còn có sự tồn tại cường đại của tam đại ma thần, làm theo chiến thuật của thánh linh tâm là quan trọng nhất. Hắn hơi hiểu ra thánh linh tâm muốn làm gì. Khi thánh linh tâm bắn người ra, thân thể y biến mờ hồ, lấy trực giác của Long Hạo Thần cũng không biết y ở vị trí nào. 300 thân vệ của tam đại ma thần, xung phong trước nhất là bích lục song đao ma. Dẫn đầu một con cách Long Hạo Thần không đến 50 mét. Hạo Nguyệt ngừng cao ba cái đầu to chăm chú nhìn đằng trước, bởi vì Long Hạo Thần ngồi trên lưng nên không thấy ánh mắt nó. Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, ba đầu sáu con mắt, ánh mắt tương tự, đó là vô tận băng lãnh và cao ngạo, tựa như quân vương tay nắm nắm thiên hạ nhìn xuống nô lệ của mình. Dù ánh mắt nó rơi vào trên người ba cây trụ ma thần phương xa, cũng không chút biến đổi. Long Hạo Thần ngồi trên lưng nó, đồng thời nuốt vào một viên Bích Ngọc Hộ Thể Đan, một viên Bạo Linh Đan và một hồi Linh Đan. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác thân thể mình mau chóng nóng lên thánh dẫn linh lô trong ngực dịch thái linh lực tựa như sôi trào gia long hạo thần bao trùm một tầng hồng sắc ngay cả đôi mắt vàng kim cũng như có hai ngọn lửa rừng rực cháy lần đầu tiên hắn ăn vào bạc linh đan không nghĩ tới nó mạnh như vậy cảm giác nóng bức ảnh hưởng cả trực giác của hắn dầm một con bích lục song đao ma xung phong trước nhất đột nhiên phóng lên nhào thẳng tới long hạo thần chân trước to bự nâng lên như muốn xe nát long hạo thần sát long hạo thần hét lớn một tiếng Lúc này hắn vô luận là chiến ý hay sát ý đều mạnh chưa từng có. Hai chân dùng lực, trực tiếp từ lưng Hạo Nguyệt phóng người lên nghênh đón Bích Lục Song Đao Ma. Hạo Nguyệt không thuộc loại ma thú hỗ trợ kỵ sĩ trực tiếp xông lên, nó càng am hiểu là trợ giúp công kích. Long Hạo Thần mới vọt người lên, trong miệng tiểu quang đã bắn ra một luồng ánh sáng vàng bao trùm người hắn. Đó là một đoàn hỏa diễm nóng cháy, không ngờ lại là Thái Dương Hỏa mà Long Hạo Thần vừa dùng. Chỉ là đoàn Thái Dương Hỏa này khác với của Long Hạo Thần nháy mắt từ người hắn chuyển đến song kiếm, phụ trợ đợt tấn công đầu tiên. Thánh linh kiếm và Lam Vũ, quang phù dung tựa như trên mặt đất bỗng mọc lên hai mặt trời. Dưới tác dụng của Bạo Linh đan, hiện giờ nội linh lực của Long Hạo Thần tựa như bạo tạc tăng cao. Song Diệu Nhật Trảm, đối chiến, tiểu quang phát ra thái dương hòa tựa như ánh sáng của Diệu Nhật Trảm, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp với trạng thái của Long Hạo Thần, một kích kia tràn ngập bá khí vô hạn, quanh giao nhau chém, song kiếm long hạo thần và đôi chân trước sắc bén của bích lục song đao ma, mạnh va chạm một chỗ. Tiếng phá toái chói tai hỗn hợp với năng lượng dao động quang thuộc tính khủng bố, trong chớp mắt bùng nổ. Đôi chân của bích lục song đao ma cứ như vậy bị long hạo thần nổ nát. Long hạo thần dưới lực phản chấn cũng té trên mặt đất. Không thể không nói, thân vệ của ma thần so với ma tộc bình thường càng cường. Cho dù vũ khí lợi hại nhất bị phá toái, bích lục song đao ma lại không lùi, con bay thẳng tới Long Hạo Thần, định dùng thân thể rắn chắc của mình để chết hắn. Tiếng rồng ngâm to rõ chợt vang lên, song kiếm Long Hạo Thần giao nhau, một tầng vảy vàng nhạt hiện ra quanh thân hắn. Kim quang gió lốc trong tiếng ma sát chói tai, giáp sát trước ngực cứng chắc của Bích Lục Song Đao ma bị vỡ vụn. Lam Vũ, quang phù dung lưỡi kiếm sắc bén nháy mắt cắt đứt sinh mệnh nó. Chương 76 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long Hạo Thần dùng Bạo Linh Đan, sức chiến đấu tăng gấp đôi, Đối mặt Bích Lục Song Đao Ma cấp 5, mạnh va chạm cứ thế trong thời gian ngắn đánh chết nó. Nhưng càng nhiều Bích Lục Song Đao Ma đang xông tới. Cùng lúc đó, đột nhiên một luồng sáng trắng từ vị trí chính giữa thân vệ Bích Lục Song Đao Ma lóe lên. Luồng sáng này đến đột nhiên không có gì báo trước. Ngay sau đó, hàng ngàn ánh sáng trắng từ đoàn hào quang đó bùng nổ ra. Tiếng chói tai kêu to tựa như quỷ khóc lăng kêu, khí thế sắc bén nháy mắt khuếch tán giáp sát của bích lục song đao ma cực kỳ cứng rắn nếu không phải long hạo thần có làm vũ quang phù dung sắc bén cho dù bạo linh đang tăng cao thực lực cũng không khả năng trong một hiệp xử lý xong một con nhưng giờ khắc này ánh sáng trắng tựa thánh quang nháy mắt khuếch tán ánh sáng trải qua chỗ nào thì bích lục song đao ma đang chạy như điên bỗng khựng lại sau đó te phịch xuống đất chỉ cần ánh sáng rơi trên người sẽ xuyên qua thân thể chúng không có ngoại lệ 100 bích lục song đao ma dưới ánh sáng trắng bao phủ, trong thời gian ngắn còn lại không đến 40 con. Hơn 50 bích lục song đao ma toàn bộ ngã gục, trong đó chết ngay hơn 30 con, còn lại một ít đều chịu một kích hủy diệt rơi trên đất kéo dài hơi tản. Giữa không trung, ánh sáng trắng chợt tắt, mơ hồ có bóng dám lóe qua lại biến mất. Lần này Long Hạo Thần được lợi, thân hình cấp tốc xung phong, chỉ hai lần hô hấp đã có hai bích lục song đao ma bị thương nặng chưa chết tắt thở dưới kiếm của hắn. Hạo Nguyệt cũng không rảnh rỗi, bạo liệt hòa cầu, quang thứ. Tiểu quang, tiểu hòa toàn diện công kích, trợ giúp Long Hạo Thần giải quyết đám thương binh. Đồng thời chúng không quên dùng răng nanh sắc nhọn cắn giáp xác bích lục song đao ma, nuốt ma tinh. Thân vệ bích lục song đao ma đột nhiên bị đoàn diệt, tam đại ma thần phía xa lập tức kịp phản ứng. Hỏa diễm ma khôi mau chóng sông lên, song đầu ma thứ cuồn cuộn không ngừng. Trong tam đại ma thần đứng hàng 70, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ một chân xuống lưng ngựa xanh, một cước đạp hư không bay lên, Cột sáng xanh cũng đi theo hệ nhĩ, tựa như là ánh sáng toát ra từ người gã. Cùng lúc đó, cách ánh sáng trắng bùng nổ không xa, trên bầu trời xuất hiện hình ảnh quái dị. Đó là một tình thể xám trong suốt, không sai, chính là tinh thể. Cao khoảng 2 mét, hình thoi, tản ra màu xám nhạt, bóng loáng trong suốt. Dù cho dưới sự chiếu rọi hỏa quang của hỏa diễm ma khôi, nó cũng phản xạ ra ánh sáng xám, nhưng đó là ánh sáng tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Hay a, à thanh yêu kỵ ma đột nhiên quát lớn, tay phải xuất hiện trường mâu màu xanh, thân thể hơi ngửa ra sau. Ngay sau đó, trường mâu xanh mang theo thanh âm sấm sét bay thẳng đến tinh thể xám. Hệ nhĩ là một trong 72 trụ ma thần. Dưới ánh sáng trường mâu xanh phản xạ, xung quanh phạm vi mấy trăm mét vuông chợt biến thành một mảnh xanh ngắt. Long hạo thần đang đánh chết bích lục song đao ma, chỉ cảm thấy lòng chợt căng thẳng, cả người như bị ánh sáng xanh ảnh hưởng, biến cứng đờ. Một tầng sáng vàng rơi trên người long hạo thần, tiêu trừ cảm giác cứng ngắc kia, là Hạo Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, còn vì sao nó không bị ánh sáng xanh ảnh hưởng thì Long Hạo Thần chưa kịp suy nghĩ. Ừ, Hạo Nguyệt hướng Long Hạo Thần khẽ giống hai tiếng. Long Hạo Thần hiểu được, một viên bạo linh đan chui tọt vào miệng Hạo Nguyệt. Nãy giờ không tham dự công kích tiểu thanh đột nhiên ngửa đầu lên, miệng nó đang ngâm sướng. Sau khi nuốt bạo linh đan toàn bộ thân thể Hạo Nguyệt, hiện ra một tầng mông lung màu xanh. Đặc biệt là cục u trên lưng càng lồi ra ba đạo lăng tuyến màu vàng, tiểu thanh giống một tiếng, tiểu hòa và tiểu quang cũng theo nó giống lên, tiết tấu âm luật đặc thù, hoàn toàn không nhìn chiến trường gần đó. Hạo nguyệt ba cái đầu dường như đang hoàn thành một chú ngữ kỳ dị. Dưới người nó cũng có một lăng tuyến kỳ quái chín mặt cắt lấp lánh ánh sáng. Sương mù xanh nhạt dâng lên. Tuy Long Hạo Thần không biết Hạo Nguyệt đang làm cái gì, nhưng chẳng chút do dự cưỡi trên người nó, đồng thời mắt chăm chú nhìn bầu trời không xa. Ánh sáng trường mâu xanh tuy khiến tất cả sinh vật trong phạm vi chậm chạp lại, nhưng bản thân nó tốc độ khá khủng khiếp. Hầu như chợt lóe đã đâm trúng tinh thể màu xám trên không trung. Long Hạo thân lòng chợt siết chặt, mặc dù lúc hắn quyết định ở lại đã ôm quyết tâm phải chết, nhưng chính mắt thấy phụ thân thải nhi chậm rãi thành tinh thể xám bị đỉnh cấp 8 thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ, một kích trúng mục tiêu, trong lòng hắn tràn ngập lo lắng. Nên biết, bất cứ trường già chức nghiệp nào, tranh lệch mỗi một cấp đều tựa như trời và đất, bởi vì mỗi cấp đều có mấu chốt thăng cấp cường đại. Ví dụ cấp 5 là dịch thái linh lực, cấp 6 là linh khiếu, cấp 7 là thân thể linh lực hóa. Liên quan cấp 8 có biến hóa gì, tuy Long Hạo Thần không biết nhưng cũng có thể đoán được chắc chắn tăng cao chất lượng. Thành yêu kỵ ma chính là đỉnh cấp 8, mà thánh linh tâm thì là đỉnh cấp 7. Đây chính là tranh lệch cả một cấp. Phốc, một tiếng vang khiến trên không trung hoặc mặt đất đám thân vệ ma thần đều tập trung nhìn tinh thể xám. Tình cảnh quái dị xuất hiện, trường mâu xanh tựa như một luồng gió không thực chất, khi va chạm vào tinh thể sám bỗng tán loạn, thậm chí không khiến tinh thể xuất hiện một chút run rẩy. Tinh thể càng phát ra hào quang sáng ngời. Đây là, dù là Long Hạo Thần hay Tam Đại Ma Thần, trong lòng đều xuất hiện một tia nghi hoặc. Bọn họ cùng không hiểu tinh thể sám rốt cuộc là thứ gì. Đinh, thanh âm giòn vang như tiên nhạc bỗng xuất hiện. Từng đạo cái bóng màu xám từ tinh thể bắn ra ngoài. Có thể thấy từng cái bóng giống hệ thân thể thánh linh tâm lúc trước, nhưng trong nháy mắt này, bóng đen lại tới mấy trăm cái. Mỗi một cái bóng đen đều tràn ngập hơi thở quyết tuyệt. Mỗi một cái bóng đều lấp lánh ánh sáng xám. Chúng no cấp tốc, cuồng dã, mang theo ý chí hy sinh. Phập, phập, phập. Bóng đen tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến nỗi sau lưng kéo theo tảng lớn tàn ảnh. Lấy trực giác và thị lực của Long Hạo Thần cũng chỉ có thể bắt giữ trong đó một cái. Chỉ thấy bóng đen kia lấp lóe ba lần, trên không trung cường đại song đầu ma thú thế nhưng có ba con rơi xuống, lực phòng ngự của hỏa diễm ma khôi mạnh hơn nhiều nhưng khi bị một bóng đen tập kích liên tiếp vang ba tiếng nổ hỏa diễm ma khôi biến thành khối thịt vụn một kích kia quá mạnh ngay cả mạnh như thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ cũng chỉ có thể hai tay huyễn hóa ra hai thanh trường mâu không ngừng ngăn cản ánh sáng xâm nhập ma mã xanh dưới thân chịu trùng kích không ngừng lùi ra sau chỉ vài cái chớp mắt trên bầu trời song đầu ma thú và trên mắt đất tàn dư bích lục song đáo ma cứ thế bị quét sạch ngay cả hỏa diễm ma khôi có một phần ba bị hủy diệt linh lực bạo ngược dao động khiến phạm vi bóng đen bao trùm điều phủ lên một tầng băng lãnh tinh thể xám bềnh bồng trên không trung bỗng nhiên biến mất mau đi thanh âm yếu ớt vang bên tai long hạo thần long hạo thần chỉ cảm thấy sau lưng trầm xuống có người dựa lưng mình không cần hắn ra lệnh hạ nguyệt đã động hầu như cùng một lúc chú ngữ của tiểu thanh tiểu quang tiểu hòa vừa hoàn thành giờ phút này ba đôi mắt đều lấp lánh màu xanh không sai là tia sáng xanh trong nháy mắt hỏa diễm xanh bỗng phụt lên nó cõng long hạo thần và thánh linh tâm tốc độ nhanh như điện xẹt vọt hướng bên cạnh. Hạo Nguyệt lại dựa vào chú ngữ khiến tiểu quang và tiểu hỏa tạm thời chuyển hoán thuộc tính. Lúc này nó tựa như ma pháp sư phong hệ có tu vi cấp 5, toàn lực tăng tốc thân thể mình. Phiêu phù thuật, gia tốc thuật thêm vào sức gió, Hạo Nguyệt tựa như bay trên trời, trong thời gian ngắn đạt tốc độ cực hạn chưa từng có. Cùng lúc đó, ba tiếng phẫn nộ giống gầm phát ra từ miệng Tam Đại Ma Thần. Đây là nhục nhã, sỉ nhục to lớn nhất, trước mặt chúng, lại bị một nhân loại dùng phương thức đặc biệt nháy mắt chém giết đa số thân vệ, sỉ nhục này làm sao ma thần cam tâm nhịn. Thánh Linh Tâm đã thực hiện lời nói. Y muốn vì quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn tranh thủ thời gian. Đầu tiên cần hấp dẫn chú ý của tam đại ma thần, không cần nói, y đã thành công. Tam đại ma thần hóa thành ánh sáng chói mắt đỏ, xanh, đen đuổi theo hạo nguyệt. Cho dù hạo nguyệt lúc này ba cái đầu đều phát triển, toàn bộ tăng tốc năng lực cho dù họ cất bước sớm hơn nhiều, nhưng cự ly giữa hai bên vẫn là lấy tốc độ kinh người kéo gần. Thánh Linh Tâm tựa sau lưng Thánh Linh Giáp, lúc này sắc mặt y tựa như hoa tuyết bay giữa trời đông, trắng, trắng thuần khiết không có chút máu, con người ảm đạm không ánh sáng, đã không còn uy phong tổng trưởng quân sự khu ma quan. Nhưng trong mắt y tràn ngập sảng khoái. Đúng vậy, dựa vào sức mình giết chết nhiều cường giả ma tộc như vậy, y rất tự hào. Nếu không phải y vận dụng năng lực đặc biệt, quan trọng là đột nhiên tấn công, lại thêm Tam Đại Ma Thần không ngờ tới, nếu không để ba tên đó có thời gian chuẩn bị, chỉ sợ một kích kia không làm ra tác dụng lớn như vậy. 72 trụ ma thần có chung một đặc điểm, chính là kiêu ngạo. Thánh Linh Tâm cùng chúng nhiều lần giáp mặt, sao có thể không biết? Hạo thần, tôi thật không nên mang cậu đi ra. Nếu mới nãy cậu đi thì đã chạy thoát rồi. Thanh âm của Thánh Linh Tâm dần biến hóa kỳ lạ, dường như từng chữ nói ra biến trở nên thanh thúy non nớt. Lúc này Long Hạo Thần có vẻ rất tỉnh táo. Nếu tôi không ở lại, chỉ sợ ngài cuối cùng một tia sinh cơ cũng không có đúng vậy sau khi phóng ra một kích khủng bố kia nếu chỉ có một mình thánh linh tâm ở đó như vậy kết quả của y chỉ có một bị nổi giận tam đại ma thần xé thành mảnh nhỏ sự tồn tại của long hạo thần có thể cho y tranh thủ một ít thời gian mặc dù hiện tại phần thời gian này cũng không còn nhiều thánh linh tâm trên mặt toát ra ý cười kỳ quái tuy nhiên tôi không đồng ý cậu ở lại nhưng cậu thật sự ở lại tôi mừng lây cho long đại ca cậu không uổng là con anh ấy không uổng là người thải nhi chọn chúng nếu lần này chúng ta có thể sống sót trở về, tôi thừa nhận cậu, con rể. Long hạo thần đỏ mặt. Tôi với Thải Nhi thánh linh tâm khẽ cười, dường như lúc này tâm tình y rất tốt, tựa như chút bỏ tất cả gánh nặng. Hai đứa đã ngủ chung một giường, con giải thích cái gì? Long hạo thần ngây ngẩn. Tuy hắn chỉ có 14 tuổi, nhưng nam cùng nữ ngủ chung giường có ý nghĩa thế nào, hắn cũng biết. Đúng, mình và Thải Nhi đã đến loại tình trạng này. Một tia ấm áp dâng lên từ đáy lòng. Thải Nhi, chờ tôi trở về mãnh liệt ý chí muốn sống bỗng bùng nổ trong lòng. Hắn đem linh lực của mình rót hết vào thân thể Hạo Nguyệt, hy vọng giúp nó gia tăng vài phần tốc độ. Lúc này nhìn từ xa sẽ thấy một luồng sáng xanh chạy đằng trước, phía sau ba cột sáng khổng lồ đuổi theo. Tốc độ Hạo Nguyệt đích thực đã đến cực hạn. Trong lúc chạy như điên, nó thậm chí đạt đến tiêu chuẩn tốc độ của ma thu cấp 8. Mặc dù cách biệt còn xa, nhưng đã hoàn toàn phát huy siêu đẳng. Từ miệng mũi ba đầu chảy ra tia máu, nếu như còn có thể sống sót trở về, thay tôi nói một tiếng xin lỗi với thải nhi." Thánh Linh Tâm khẽ nói, "Tôi biết con bé hận mình, thậm chí hận tất cả mọi người, nhưng đây là số mệnh, khi con bé giữ thể chất luân hồi thánh nữ, vì tương lai của nhân loại, đây là vận mệnh. Tôi không thể ngăn cản, không thể cản trở quyết định của ông nội. Nhưng tôi và Nghiên Vũ chỉ có một đứa con gái, không muốn thêm đứa con khác, bởi vì chúng tôi hy vọng, dùng tất cả tình yêu lúc tuổi già đền bù thống khổ con bé từng chịu đựng." Đáng tiếc, xem ra tôi không có cơ hội. Hạo thần, cậu biết không? Hiện tại tôi hy vọng nhất chính là nghe con bé kêu một tiếng cha. Tam đại ma thần khoảng cách ngày càng gần. 300 mét, 200 mét đã tiến vào phạm vi công kích của chúng. Trong miệng hỏa diễm sư ma an lạc tiên phát ra tiếng giống rung trời, dấu tóc dựng đứng. Một vòng gợn sóng đỏ hồng từ không trung khoách tán bao phủ hướng hạo nguyệt. Tiếng gầm kia khiến long hạo thần và thánh linh tâm toàn thân run lên, chỉ cảm thấy lực lượng bị tiếng gầm cướp mất cứ như vậy gục trên lưng hạo nguyệt, nháy mắt mất đi thần trí. Thánh linh tâm trước khi hôn mê, từ trong ngực rút ra cái gì nhét vào giáp ngực của long hạo thần. Khiến người kỳ quái là hạo nguyệt bỗng dừng bước. Thân hình vọt tới cấp tốc thắng lại trượt dài mấy chục mét, tứ chi chống đỡ, trong quá trình trượt xoay người. Tiểu quang, tiểu hòa, trong mắt lần nữa loe ánh sáng vốn có. Ba cái đầu to đồng thời ngẩng lên, sáu con mắt lấp lánh tia sáng tím. Toàn thân vảy trong tích tắc biến thành yêu dị màu tím. Gờ rào, Tiểu Hỏa, Tiểu Quang, Tiểu Thanh đồng thời gầm lên. Đối mặt cường giả cấp 9 Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên, chúng nó không chút nào sợ hãi. Trong tiếng giống sinh ra một vòng quang hoàn tím nhạt lan tràn. Quang hoàn tím kia cùng tiếng giống của Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên phát ra quang hoàn, thì nó nhỏ bé như muối bỏ biển. Hạo Nguyệt chỉ là ma thú tu vi cấp 6, tương đương với nhân loại cấp 5, đối mặt lại là ma thần Hỏa Diễm Sư Ma cấp 9. Hai bên kém xa cỡ nào? nhưng ngay lúc hạ Nguyệt phát ra tiếng giống, mặc kệ là hòa diễm sư ma an lạc tiên hay rực ngưu cuồng ma tái cộng, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ đều làm ra cùng động tác, khí thế rào rạt bỗng ngừng. Ba cây trụ ma thần vội vàng vọt tới trước đột ngột ngừng lại, đây là tình cảnh quái dị cỡ nào? Nhưng chúng thật sự ngừng lại. Hiện giờ nếu có người thấy rõ biểu tình trên mặt tam đại ba thần, như vậy sẽ phát hiện trong mắt ba tên đều lóe tia nghi ngờ, nhìn chăm chăm ánh sáng tím nương theo không khí tản ra. Hạo Nguyệt ngẩng đầu lên, ba đầu sáu mắt lạnh băng quét bọn chúng, nó lần nữa xoay người chạy băng băng tới trước. Hiện giờ tốc độ của nó không nhanh như trước, kỳ diệu là tam đại ma thần không đuổi theo, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng hạo nguyệt khuất xa. Đúng lúc này, một tiếng kêu to phát ra từ khu ma quan. Có thể thấy mười ánh sáng từ đầu tường thành khu ma quan nhảy xuống. Trên người họ loe ánh sáng khác biệt. Người đứng đầu toàn thân tản ra ánh sáng xám đặc, trong khi vội vàng tàn ảnh sau lưng y kéo dài hơn trăm mét. Giống như dòng sám lao thẳng hướng tam đại ma thần, sau lưng y bắt mắt nhất là 10 thân hình màu bạc. Nếu Long Hạo Thần còn tỉnh táo, có thể phát hiện là 10 vị kỵ sĩ thánh điện lấy cao anh kiệt dẫn đầu. Trên người họ đều mặc bí ngân cơ tòa chiến giáp, dưới chân mỗi người đều tản ra quang hoàn bạc. Thậm chí không kịp cưỡi triệu hoán thú, vọt theo sau bóng dáng xám kia. Trên bầu trời có ba bóng người, bởi vì ở giữa không trung nên không thấy rõ. Nhưng khi họ xuất hiện, lấy hỏa diễm sư ma an lạc tiên cầm đầu, ba trụ ma thần hào quang bị áp chế vài phần, Dực Ngưu Cuồng Ma tái cộng và Thanh Yêu Kỵ Ma hệ nhĩ đều nhìn An Lạc Tiên. An Lạc Tiên nhíu đôi mày sư, về trước tính sau, hy vọng vừa rồi trông thấy chỉ là ảo giác của chúng ta, vừa rồi tia sáng tím nhạt kia gây cho chúng rét lạnh tận xương. Mặc dù thân hình phát ra khí thế kia nhỏ bé như vậy, nhưng truyền thừa huyết mạch trong cơ thể bọn chúng nháy mắt kích phát ra run sợ. Ba cây trụ ma thần tụ cùng một chỗ, tam đại ma thần xài bước dung nhập vào trụ ma thần. Trong quá trình bay lên, ánh sáng trụ ma thần dần mờ nhạt, lúc các cường giả khu ma quan sông tới gần tam đại ma thần và cột sáng trụ ma thần đã biến mất còn lại chỉ có hơn trăm hỏa diễm ma khôi để các cường giả hà giận theo các cường giả xuất hiện không biết đại quân ma tộc làm sao chuyển lệnh đông đúc tựa thủy chiều rút đi quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn áp lực suy giảm không có mệnh lệnh chủ tướng không dám truy kích như cũ giữ trận hình tròn từ từ lùi ra sau phòng ngừa ma tộc lần nữa tấn công hơn trăm con hỏa diễm ma khôi đa số chết trong tay bóng xám dẫn đầu những ma tộc cấp 6 này không một con có thể ngăn cản y. Trong giây lát trên đất chất đầy thi thể, chỉ có người chúng còn thiêu đốt hỏa diệm. Bóng dáng xám rốt cuộc chậm lại lộ ra tướng mạo. Đó chẳng phải là phó minh chủ liên minh thánh điện, điện chủ thích khách thánh điện, hiệp giả cấp 9 thánh nguyệt ư. Thánh nguyệt vóc người cao gầy lúc này trong mắt lộ sát khí lạnh lẽo. Nhưng ẩn sau sát khí là nồng đậm lo âu. Ánh mắt quét hướng phương xa, Hạ nguyệt trước đó chạy trốn ra ngoài nay chậm rãi trở về. Dường như nó tiêu hao thể lực quá nhiều, tốc độ không nhanh, trên người quang mang cũng mờ nhạt. Tia sáng tím khiến người run sợ đã biến mất không còn sót lại chút gì. Thánh Nguyệt đương nhiên có ấn tượng với Hạo Nguyệt. Thấy nó, dù là hiệp giả đại nhân, điện chủ thích khách thánh điện gặp qua không biết bao nhiêu trường hợp, cũng là sắc mặt chợt biến đổi. Đồng bạn ma thú của Long Hạo thần đặc thù quá rõ, không có tương tự. Vì sao nó ở chỗ này? Tam đại ma thần xuất hiện trên chiến trường, phóng ra chiến lực mạnh nhất, dẫn động uy lực tương ứng trụ ma thần. Đầu tưởng khu ma quan đương nhiên thấy rõ. Giống như Thánh Linh Tâm đã nói, bọn họ chỉ cần vì đại quân tranh thủ thời gian là có thể chờ cứu viện. Ma tộc tính kế nhân loại, làm sao nhân loại không có tính kế ma tộc? Người mạnh nhất trong khu ma quan không phải Thánh Linh Tâm đỉnh cấp 7. Trong này còn là tổng bộ thích khách Thánh Điện. Cường giả chân chính chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới ra tay. Bởi vậy hiệp giả Thánh Nguyệt trước tiên biết tin, lập tức không chút do dự chạy ra. Bọn họ cũng luôn chờ ma thần xuất hiện trên chiến trường. Tuy thực lực cá nhân rất khó thay đổi một trận chiến, nhưng ám sát chủ tướng quân địch là thế mạnh của đám thích khách. Bóng dáng xám xài bước nhập hư không, giây lát khi xuất hiện đã tới bên cạnh Hạo Nguyệt. Nhìn hai người hôn mê trên lưng Hạo Nguyệt, Thánh Nguyệt chỉ thấy lòng mình bỗng chốc bị bóp nghẹt. Một người là đứa cháu ruột thịt tổng trưởng quân sự khu ma quan. Mà cái khác càng thêm trọng yếu. Đó là khối thịt trong lòng liên minh kỵ sĩ. Hai tay cùng lúc vươn ra bắt lấy cổ tay hai người linh lực nhu hòa chậm rãi chảy vào cơ thể thư giãn, Thánh Nguyệt không trước tiên xem cháu mình mà là tập trung lực chú ý vào Hạo Nguyệt, lát sau chân mày nhíu lại dần dãn, thầm thở ra. Rốt cuộc thằng nhóc này không có việc gì. Lúc này thân hình trên không trung hạ xuống, trên mặt đất đám kỵ sĩ bí ngân cơ tỏa chạy nhanh tới. Cao Anh Kiệt cũng nhận biết Hạo Nguyệt, trước tiên chạy đến, hầu như là bật thốt nói. Tại sao Hạo Thần ở chỗ này? Gã thậm chí đã quên đối tượng chất vấn là một vị cường giả cấp 9. Thánh Nguyệt lành lạnh liếc gã một cái, trầm giọng nói. Trở về rồi bàn sau. Chương 77 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Vừa nói ông vừa ôm lấy Long Hạo Thần giao vào tay Cao Anh Kiệt. Ông có thể hiểu được tâm tình của Cao Anh Kiệt. Rất rõ ràng, người nổi bật nhất trong kỵ sĩ thánh điện này được chuyên môn phái đi theo Long Hạo Thần. Nến không bởi vì Long Hạo Thần, kỵ sĩ thánh điện, không thể nào để mời kỵ sĩ bí ngân cơ tòa trở thành lĩnh đội tân San ma đoàn. Lúc trước không hề có tiền lệ này, trong mắt nhiều người, đấy là bởi vì đợt thi lần này kỵ sĩ Thánh Điện xuất hiện nhiều nhân tài ưu tú. Chỉ có Thánh Nguyệt mới biết nguyên nhân nằm ở trên người con trai Quang Minh Long Hạo Thần. Bởi vậy hiện tại ông trước giao Long Hạo Thần cho Cao Anh Kiệt, để gã xác nhận Long Hạo Thần an toàn mới là quan trọng nhất. Quả nhiên, Cao Anh Kiệt ôm lấy Long Hạo Thần lập tức kiểm tra tình trạng thân thể, ngoại trừ suy yếu ra thì không có gì đáng ngại. Lúc này gã mới thở ra một hơi, mới nãy long hạo thần và chúng bạn ở trên đầu tường đại chiến ma tộc cao anh kiệt đã ẩn trong góc tối chỉ cần long hạo thần không gặp phải nguy hiểm thì gã sẽ không dễ dàng ra tay tùy theo nhóm long hạo thần trở về doanh trại dĩ nhiên cao anh kiệt cũng đi nghỉ ngơi lúc này trên chiến trường gặp lại hắn làm sao cao anh kiệt không kinh ngạc vừa rồi còn xuất hiện ma thần nhưng nói như thế nào thì long hạo thần đã không có gì đáng ngại cũng khiến gã yên tâm nhiều về việc vì sao hắn ra chiến trường chờ trở, trở lại điều tra cũng không muộn thánh nguyệt đem long hạo thần đưa cho cao anh kiệt xong sắc mặt biến trầm trọng so sánh với tình huống của long hạo thần thánh linh tâm có thể hình dung bằng tự hỏng bét mặt thánh linh tâm trắng như tuyết nhưng quái dị là vẻ mặt lại hiện nụ cười thuần khiết như trẻ thơ chỉ nhìn đến điểm này thánh nguyệt liền biết cháu trai đã làm gì lại thêm trước đó thấy thi thể của thân vệ ma thần thánh nguyệt trong lòng từng đợt đau nhói nhưng mặc kệ thế nào ít nhất cháu trai còn sống bị ba vị ma thần ngăn cản coi như là may mắn của họ tam đại ma thần xuất hiện, vốn tưởng sẽ một kích hủy diệt quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn, cho dù có viện quân đến cũng muộn màng. Ba ngàn quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn một khi chính diện đụng độ 300 thân vệ, và tam đại ma thần, trận hình lập tức tan rã, nhất định xuất hiện thương vong cực lớn. Lúc này đại quân ma tộc đánh lén, không nói cũng hiểu kết quả. Nhưng quyết đoán chính xác của thánh linh tâm đã cứu quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đoàn thoát khỏi vận mệnh chết chắc. Một người đương nhiên không thể phòng ngự, phá hủy kế hoạch của tam đại ma thần, nếu y không ngăn được Tam Đại Ma Thần, cho viện quân tranh thủ thời gian, kết quả sẽ không biến đổi. Vậy mà Thánh Linh Tâm dựa vào tu vi đỉnh cấp 7 của mình đã làm được rồi. Sở dĩ Tam Đại Ma Thần đuổi theo y là bởi vì một kích kia của Thánh Linh Tâm có thể sánh bằng cường giả đỉnh cấp 8. Nếu có thể giết chết một cường giả như vậy, tác dụng không thua gì hủy diệt quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt, Thánh Linh Tâm thành công hoàn thành mục tiêu, nhưng chính y cũng lâm vào hôn mê sâu lúc này quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn thu binh xong dưới mệnh lệnh của thánh nguyệt từ từ lùi ra sau trở về khu ma quan đại quân ma tộc công thành đại chiến đến đây tạm dứt một thời gian khi long hạo thần từ hôn mê dần tỉnh lại cảm thấy toàn thân bùn rùn nội linh lực trì trệ rất khó vận dụng hạo thần cậu thấy thế nào thanh âm trầm thấp của cao anh kiệt vang lên long hạo thần dần tập trung thị lực tôi tôi không có việc gì lĩnh đội tôi đang ở đâu tổng trưởng đại nhân đâu long hạo thần gượng ngồi dậy lập tức hỏi điều muốn biết đây là một căn phòng rộng bên ngoài sắc trời như cũ tối đen trong phòng bố trí rất đơn giản bây giờ có không ít người trong đó bao gồm cao anh kiệt và các lĩnh đội tân San ma đoàn thánh linh tâm nằm trên chiếc giường khác cạnh hắn thánh nguyệt lam nghiên vũ và bảy tám tướng lĩnh cao cấp của khu ma đứng tại đó ông cố nhìn thấy thánh nguyệt long hạo thần bật thốt hắn kêu tiếng này khiến mọi người kinh ngạc đặc biệt là lam nghiên vũ bà không thể tin được nhìn long hạo thần thánh nguyệt hướng long hạo thần gật đầu sắc mặt ông cực kỳ lạnh lẽo không có việc gì thì tốt được rồi hiện tại hạo thần đã tỉnh nghiên vũ con nói đi đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao long hạo thần cùng linh tâm xuất hiện trên chiến trường hiển nhiên lam nghiên vũ rất sợ thánh nguyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt nhìn chồng hôn mê nằm trên giường khuôn mặt lại mang nụ cười quỷ dị thân thể bà kịch liệt run rẩy nói không ra một câu ông cố là con muốn cùng chú ra chiến trường ngay lúc đó long hạo thần đột nhiên mở miệng thánh nguyệt ngẩn ngơ đám cao anh kiệt cũng ngây ngẩn thánh nguyệt nghi hoặc nói cậu muốn cùng nó ra chiến trường ta mới hỏi rồi khi đó cậu mới rút lui khỏi công phòng chiến trên đầu tường không lâu quay lại doanh trại thì bị linh tâm kêu đi cậu có cái gì mà muốn cùng nó ra trận chẳng lẽ nó không biết cậu là thành viên tân săn ma đoàn trực tiếp tiến nhập bình nguyên chiến trường cùng ma tộc là nguy hiểm cỡ nào long hạo thần thản nhiên đối diện mọi người trong mắt chẳng hề che giấu sự tôn kính bởi vì chú thánh biết thân phận của con chú ấy có quen phụ thân con cho nên hết sức quan tâm tình huống của con lúc kết thúc chiến đấu cố ý kêu con lên thành một là vì khích lệ con hai là cũng muốn con đi theo chú học tập cách chỉ huy đại quân nghe long hạo thần nói lam nghiên vũ vẻ mặt lộ ra kinh ngạc không ai so với bà càng rõ ràng mục đích thánh linh tâm kêu long hạo thần lên đầu tường nhưng bây giờ hắn lại nói lời này hơn nữa nhìn sắc mặt hắn không lộ ra vẻ cố ý dường như nói đều là lời thật thánh nguyệt sắc mặt trầm xuống hạo thần tuy linh tâm là cháu ta nhưng nó nếu có sai cho dù đã chết trận xa trường cũng phải bị truy cứu cậu không cần vì nó che giấu cái gì đừng nói là nó ngay cả ta đều không biết cha cậu là ai lý do của cậu không dùng được long hạo thần lắc đầu nói ông cô con nói thật bởi vì con dùng một kỹ năng phụ thân tự sáng chế vừa lúc chu thánh cũng biết kỹ năng này con từng theo phụ thân học tập cho nên mới nhận ra con chiếu cố con Long Hạo Thần vừa nói ra, lại lần nữa chấn kinh mọi người trong phòng. Thân phận Thánh Linh Tâm là gì? Cháu trai duy nhất của hiệp giả cấp 9 Thánh Nguyệt, lấy thân phận, địa vị tu vi của y lại cần cùng phụ thân Long Hạo Thần học kỹ năng, hơn nữa còn là kỹ năng tự sáng chế. Phụ thân của Long Hạo Thần là ai? Trong mắt Thánh Nguyệt lộ ra tò mò. Cha cậu rốt cuộc là ai? Long Hạo Thần hít sâu, cúi đầu nhìn Thánh Linh Tâm như cũ chìm trong hôn mê, mới nói: "Con chỉ có thể nói cho một mình ông." thánh nguyệt gật đầu tay phải nâng lên một luồng sáng bao trùm ông và long hạo thần chốc lát sau vẻ mặt thánh nguyệt biến thành vô cùng kỳ quái thậm chí còn nuốt nước miếng trong mắt tràn đầy kinh hãi khó trách khó trách được ta tin cậu nói tiếp đi cậu vì sao cùng nó bước lên chiến trường long hạo thần nói con đi theo chú thánh xem tình hình chiến đấu trên đầu tường chú cũng nói cho con biết về phụ thân hơn nữa cổ vũ con mấy câu liền kêu con trở về nghỉ ngơi con vừa xuống thành thì thấy chú thánh cũng xuống chuẩn bị dẫn quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn xuất thành chiến đấu cho nên con chạy tới muốn cùng chú ấy kể vai chiến đấu vốn chú thánh không đồng ý nhưng đại quân tên đã trên dây không thể chậm trễ thời gian cho nên mới dặn dò con phải theo sát chú ấy sau đó luôn ở cạnh bảo vệ con hồ đồ cao anh kiệt nhịn không được gầm lên tôi đã dạy các người như thế nào phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy là bản tính của quân nhân nơi này là chiến trường cậu có biết mình làm vậy sẽ nguy hiểm cỡ nào không? Cậu không quen thuộc cách chiến đấu của quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn, sao có thể lỗ mãng theo ra ngoài? Mặc kệ cậu xuất hiện nguy hiểm hay ảnh hưởng trận chiến đều là tội không thể tha. Cao Anh Kiệt tức đến toàn thân run rẩy, nếu không phải trước mặt nhiều người, gã rất muốn răn dạy Long Hạo Thần. Long Hạo Thần cúi đầu, nói, xin lỗi, lĩnh đầu, tôi sai rồi. Cao Anh Kiệt lạnh lùng nhìn hắn. Đưa lệnh bài công huân ra đây, tôi phải trừ tất cả công huân của cậu. Long Hạo Thần gật đầu, đầu tiên là cởi ra thánh linh giáp trên người. Đang lúc hắn cởi áo giáp thì bột một tiếng, một quyển sách từ ngực hắn rơi ra. A, à, Long hạo thần ngẩn người, lấy sách lên. Đó là một quyển sách thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mặt trên có bốn chữ lớn mạ vàng, di hoa tiếp mộc. Đây là cái gì? Long hạo thần khẳng định đây không phải đồ của mình. Nhìn thấy quyển sách này, Thánh Nguyệt và Lam Nghiên Vũ đều ngẩn ra. Vốn trong lòng Lam Nghiên Vũ, không hiểu vì sao Long Hạo Thần che chở Thánh Linh Tâm như thế, nhưng khi bà thấy quyển sách này, ngay cả bà chính mắt nhìn thấy sự việc cũng bất giác tin lời long hạo thần thánh nguyệt vẻ mặt nghi hoặc quyển sách này là thánh linh tâm cho cậu long hạo thần gãi đầu nói con không biết có thể là khi hôn mê chú thánh đã nhét cho con thánh nguyệt thở ra một hơi mãi đến bây giờ ta mới hoàn toàn tin những lời cậu nói thằng nhóc này quá bướng bỉnh sao có thể đi theo đại quân đến chiến trường cậu có biết nếu gặp chuyện gì chỉ sợ mấy lão già trong kỵ sĩ thánh điện sẽ chạy tới trước mặt ta tính sổ Ông nói ra câu này, Lam Nghiên Vũ sắc mặt biến đổi, mấy quân nhân khác cũng kinh ngạc. Thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì? Cho dù hắn là con cháu của cường giả cấp 9, cũng chưa chắc có thể khiến hiệp giả Thánh Nguyệt lo lắng tới mức đó. Chương 78 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thánh Nguyệt chuyển hướng cao anh kiệt nói. Ta thấy thôi đừng trừ giá trị công huân của cậu ta. Một cây làm chẳng nên non, nếu ta không đoán sai, phòng Trừng Linh Tâm cũng là muốn cho cậu ta lên chiến trường mở mắt. Đụng phải ma thần xác suất rất nhỏ, nếu không lấy tu vi của Linh Tâm bảo vệ cậu ta cũng dư giả. May mắn Hạo thần không có việc gì, chuyện đến đây nên ngừng thôi. Nếu sau này cậu ta lại vi phạm quân lệnh, lúc đó xử phạt cũng không muộn. Tuy trong mắt Cao Anh Kiệt như cũ tràn ngập tức giận, nhưng Thánh Nguyệt không chỉ là điện chủ thích khách thánh điện, đồng thời còn là phó minh chủ Liên Minh Thánh Điện. Lời ông nói Cao Anh Kiệt không dám không nghe, chỉ có thể trầm mặt đáp một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Long Hạo Thần vẫn rất giận. Long Hạo Thần ấy náy lướt gã một cái, lập tức chuyển hướng Thánh Nguyệt, hỏi. Ông cố, chú Thánh làm sao vậy? Có bị thương nghiêm trọng lắm không? Thánh Nguyệt thở dài một tiếng. Nó không phải bị thương. a à. Long Hạo Thần vẻ mặt khó hiểu nhìn ông. Thánh Nguyệt nói. Linh tâm bị linh lực phản phệ mới như vậy. Ai, đứa trẻ này, nhưng nếu lúc đó nó không dùng kỹ năng như vậy, chỉ sợ các ngươi cũng khó sống tiếp." Long Hạo Thần vẻ mặt xấu hổ nói, "Đều tại con, liên lụy chú thánh." Cao Anh Kiệt rốt cuộc vẫn nhịn không được, nói, "Cậu cũng biết, nếu không phải tại cậu, lấy tu vi của thánh huynh đệ muốn đi ai dám cản trở? Thật không biết nên nói cái gì với cậu nữa." Thánh Nguyệt sâu trầm nhìn Long Hạo Thần, nói, "Được rồi, ngươi đừng mắng Hạo Thần nữa, cậu ta cũng là muốn giết địch có ý tốt, huống chi cậu ta còn trẻ." Ngươi cho rằng sự tình tựa như cậu ta nói đơn giản như vậy ư? Theo ta hiểu linh tâm, nếu nó quyết định sử dụng đồng quy linh lố nghĩa là ông ý muốn chết, nhất định có kêu hạo thần rời đi trước. Nhưng cuối cùng nó và hạo thần sống sót chứng minh hạo thần, đem đến may mắn cho trận chiến này. Tôi cũng có thể chứng minh điểm này. Một vị tướng dáng người cao to trầm giọng nói. Người này mặc giáp đen đích thị là cách ăn mặc của quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn. Chẳng qua lúc này sau người không có đôi cánh sắt lớn. Cao huynh xin đừng trách móc tiểu huynh đệ này, có thể nói nếu không có tiểu huynh đệ lần này chúng tôi thật sự toàn quân bị diệt. Tôi cảm thấy không chỉ không nên trừng phạt còn phải thưởng cho cậu ta. Đã cậu ta là thành viên săn ma đoàn tôi thấy thưởng cho một vạn công huân, cũng không tính nhiều. Gì? Nghe lời này vẻ mặt tức giận của Cao Anh Kiệt cũng ngôi ngoai. gã có biết người nói chuyện đoàn trưởng Quang Diệu Thiên Sứ Kỵ Sĩ Đoàn Đồng Dạng là Kỵ Sĩ Thánh Điện cấp 7 nhưng chưa từng có được bí ngân cơ tòa, chiến khải. Vốn chúng tôi không rõ, vì sao tiểu huynh đệ đi theo tổng trưởng đại nhân cùng bước lên chiến trường, nhưng sau đó khi chúng tôi đối đầu địa miễn tộc ẩn hình giả, tọa kỵ của tiểu huynh đệ có tác dụng rất lớn. Nếu có thể tôi thật hy vọng cậu ta sẽ gia nhập quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đoàn của chúng tôi. Nói xong vị đoàn trưởng này, đem biểu hiện trên chiến trường của Long Hạo Thần đặc biệt là Tiểu Quang, liên tục phóng thích chân ác nhãn giải quyết tình huống khẩn cấp. Nếu không có Tiểu Huynh đệ trợ giúp chúng tôi giải quyết địa miễn tộc ẩn hình giả, dây dứa chắc ma tộc đã có thể thong dong bố trí xong đợi chúng ta chịu thương, thì ra tay ngay chỉ sợ khi đó thật sự không về được. Địa miễn tộc mấy ngàn ẩn hình giả bị hủy diệt phá hủy kế hoạch ban đầu, của chúng khiến Tam Đại Ma Thần không thể không xuất hiện lộ ra trụ ma thần, phát động công kích, trong lúc vội vàng cho chúng tôi cơ hội sống sót trở về. Lần này chúng tôi có thể sống ngoại trừ hy sinh lớn lao của tổng trưởng đại nhân công thứ hai thuộc về tiểu huynh đệ này. Nghe lời đoàn trưởng nói cao anh kiệt, sắc mặt biến đổi liếc Long Hạo Thần một cái không nói gì thêm. Long Hạo Thần ngăn lại nói: Công lao thì không dám, tôi đã vi phạm quân lệnh chỉ hy vọng cho tôi thêm một cơ hội tiếp tục cùng bạn bè lấy thân phận Tân San Ma Đoàn, hoàn thành rèn luyện là tốt rồi. Tôi không cần phần thưởng. Ông cố ông mới nói Đồng Quý Linh Lô là cái gì? Khi nào chú thánh có thể tỉnh lại? Hắn nóng lòng muốn biết tình trạng của Thánh Linh Tâm. Lúc trên chiến trường lời nói của Thánh Linh Tâm không ngừng vang vọng bên tai hắn. Hắn tận đáy lòng hy vọng có thể trợ giúp Thánh Linh Tâm và thải nhi, hòa hoãn quan hệ cha con. Thánh Nguyệt thở dài nói, đồng quy linh lô khi đã biết thích khách có thể sử dụng linh lô, thì nó thành chuyên trúc linh lô của chúng ta. Duy nhất tác dụng của nó chính là công kích. Nếu chỉ bàn về lực công kích thì đồng quy linh lô tiến ba hạng đầu, cũng không vấn đề. Chẳng qua nó có tác dụng phụ quá lớn nên thứ hạng tụt ra sau. Nhìn thánh linh tâm ngủ say thánh nguyệt tiếp tục nói. Linh lô càng mạnh thì phản phệ càng lợi hại. Đồng quy linh lô có thể trong nháy mắt bộc phát lực công kích của bản thân gấp mấy lần, đem tất cả nội linh lực và sức sống, lấy cách đặc thù bùng nổ sản sinh sức công kích vượt xa tu vi bản thân. Đồng quy linh lô tiến hóa cũng vô cùng kỳ quái. Nó sẽ không tiến hóa theo tu vi người sử dụng mà là tùy tuổi tăng trưởng. Nhưng tuổi càng lớn sử dụng uy lực càng mạnh nhưng phản vệ thêm nghiêm trọng. Linh tâm có thể còn sống trở về đã là kỳ tích. Thích khách có được đồng quy linh lô, chỉ duy nhất nó ở chiến trường sử dụng linh lô xong còn có thể sống tiếp. Đồng quy linh lô, ở bất cứ trạng thái nào đều chỉ sử dụng được một lần thân thể sẽ lâm, vào trạng thái cực kỳ suy nhược không còn chút sức chiến đấu, trong thời gian ngắn sẽ chiều sâu hôn mê. Hôn mê 7 ngày 7 ngày sau khi nó tỉnh lại sẽ tiếp tục yếu ớt tương đương, với tuổi hiện có. Tự thân linh lực hoàn toàn bị phong bế mỗi một ngày hồi phục ký ức, và tư vi một tuổi. Lấy tuổi hiện tại của linh tâm, phải hơn 30 ngày mới hoàn toàn khôi phục được tính thêm 7 ngày hôn mê tổng cộng là 40 mấy ngày. Nghe Thánh Nguyệt nói xong Long Hạo Thần hít một ngụm khí lạnh, Hắn biết được linh lô phản phệ nghiêm trọng chính là luân hồi linh lô của Thải Nhi, nhưng lực phản phệ đồng quy linh lô của Thánh Linh Tâm cũng không nhỏ chút nào. Ngay cả thần trí và ký ức đều chịu ảnh hưởng suốt hơn 40 ngày không cách nào hồi phục bình thường. Đây thật là chiêu tất sát dùng để liều mạng. Thánh Nguyệt nói. Được rồi mọi người đi làm việc đi. Hạo thần cậu cũng nghỉ ngơi đi. Quyển sách di hoa tiếp mục là linh tâm cho cậu trở về phải chăm chỉ tu luyện. Di hoa tiếp mục là một kỹ năng tùy theo tu vi cậu tăng lên, mà tác dụng càng mạnh. Xem như là bí mật bất truyền của thánh gia ta. Sau khi cậu học xong cũng dạy cho Thải Nhi đi. Lúc trước con bé không chịu theo ta học kỹ năng tự sáng chế của thánh gia, chỉ có cậu dạy con bé mới chịu học thôi. Vâng ông cố. Long Hạo Thần cung kính đáp. Ý niệm máy động, hắn tìm tới Hạo Nguyệt Đại Công Thần đã cứu hắn và Thánh Linh Tâm đang nằm ở một bên chẳng qua lúc này hạo nguyệt không có chút suy yếu nào, ngược lại tinh thần sáng láng, tựa như có sức sống dung không hết. Đương nhiên Long Hạo Thần không biết, khi hắn và Thánh Linh Tâm Hôn Mê bị đưa trở về, Hạo Nguyệt đã dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn chiến trường. Mặc kệ là Bích Lục Song Đao Ma hay Song Đầu Thứ, hoặc là Hỏa Diễm Ma Khôi đều là ma tộc có ma tinh. Hạo Nguyệt có thể nói là ăn uống no nê một bữa. Lúc này trong bụng chưa ít nhất hơn trăm khối ma tinh, chỉ là tiêu hóa còn cần một đoạn thời gian, chỉ có nó mới dám ăn như vậy, đổi ma thú khác, nuốt nhiều loại tinh hạch bất đồng chủng loại kiểu đó, trực tiếp nó chết rồi. Mang theo Hạo Nguyệt rời đi, Long Hạo Thần đáy mắt biểu lộ chút được gánh nặng, rốt cuộc coi như giải quyết xong, sao hắn có thể nói lời thật được? Như vậy sẽ phá hư quan hệ hai đại thánh điện. Long Hạo Thần cũng biết địa vị của mình trong kỵ sĩ thánh điện, lại xem vẻ mặt của Cao Anh Kiệt và đám kỵ sĩ bí ngân cơ tòa, hắn đã rõ cho dù Thánh Nguyệt là cường giả cấp 9, trong chuyện này không cách nào che chở vợ chồng Thánh Linh Tâm và Lam Nghiên Vũ. Dù bọn họ không phải cha mẹ thải nhi, Long Hạo Thần cũng vẫn sẽ không nói ra sự thật. Để quan hệ hai đại thánh điện tốt đẹp mới là quan trọng. Rời khỏi cửa rồi Long Hạo Thần mới phát hiện, mình đang ở nơi cách tường thành khu ma quan không xa, là nơi chuyên trị liệu các tướng lĩnh bị thương. Các người thuộc bộ phận nào? Không có quân lệnh không được tự tiện lên thành, người vi phạm xử trí theo quân pháp. Tránh ra." Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Nghe giọng này, Long Hạo Thần chấn động, vội vàng hô to. Thải Nhi, tôi ở đây. Lúc này hắn nhìn thấy chỗ truyền đến tiếng ồn, chính là nhóm bạn săn ma đoàn số một cấp sĩ bị đội binh sĩ tuần thành ngăn cản. Nghe tiếng Long Hạo Thần, Thải Nhi nguyên bản sát khí tràn ngập bỗng xoay người, gậy trúc gõ mặt đất, nhảy mấy cái đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Hạo Thần, anh không sao chứ? Hai tay Thải Nhi nắm chặt cánh tay Long Hạo Thần, thậm chí còn vội sờ soạn người hắn. Mấy người khác cũng bu lại, nhìn Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt, vẻ mặt nhẹ nhõm, thì ra khi Long Hạo Thần bị lính liên lạc kêu đi rồi, chớ lâu không thấy hắn trở về, Thải Nhi càng nghĩ càng thấy không đúng, lại nghĩ tới ban ngày mẫu thân đến đây, rốt cuộc nhịn không được đi tìm. Người khác đương nhiên không thể để nàng đơn độc hành động, đều đi theo. Không có việc gì, không có việc gì, tôi khỏe lắm. Long Hạo Thần cười nói. Thải Nhi cảm giác ra tuy Long Hạo Thần hơi suy yếu nhưng không bị thương, khí thế lạnh lùng trên người lập tức dịu xuống. Nàng nắm chặt tay phải của Long Hạo Thần không chịu buông, khẽ nói. Chúng ta trở về. Long Hạo Thần nhẹ gật đầu, xoay người nhìn Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt trầm giọng nói, "Các người về nghỉ ngơi trước đi. Long Hạo Thần, nếu lại xuất hiện tình huống như hôm nay, tôi sẽ giải tán săn ma đoàn các người, nghe rõ không?" Long Hạo Thần vội vàng đứng thẳng hướng gã hành lễ kỵ sĩ. Trong phòng chữa trị, lúc này chỉ còn lại Thánh Nguyệt, Lam Nghiên Vũ và Hôn Mê Thánh Linh Tâm. Đợi mọi người đều đi, sắc mặt Thánh Nguyệt biến lạnh lùng, nói, "Đến tột cùng có chuyện gì? Lão phu ăn muối so với các ngươi ăn cơm còn nhiều." tuy hạo thần vì các ngươi che giấu nhưng vừa nhìn liền biết thằng bé không giỏi nói dối khi cậu ta nói dối đều không dám nhìn vào mắt ta lam nghiên vũ cúi đầu lo lắng nhìn chồng nằm trên giường hôm nay con nhìn thấy long hạo thần và thải nhi trên một cái giường sau khi linh tâm biết quyết định thử nghiệm năng lực long hạo thần con có cho hắn một ít giáo huấn để hắn đừng đồ khốn thánh nguyệt vốn tính tinh không tốt nghe bà giải thích thì nổi giận đùng đùng óc các ngươi là hồ gián sao chẳng lẽ các ngươi không biết lần này Thải Nhi tham gia thi đấu tuyển săn ma đoàn là đích thân lão phu giám khảo. Nếu không có lão phu đồng ý, Long Hạo Thần có thể cùng Thải Nhi ở chung một chỗ ư? Ừ. May mắn thằng bé Hạo Thần hiểu chuyện, nếu không hai đại thánh điện đã nổi lên tranh chấp. Ta cho ngươi biết, Long Hạo Thần đối với kỵ sĩ thánh điện trọng yếu không thua gì Thải Nhi, đối với thích khách thánh điện chúng ta. Hơn nữa mới nãy thằng bé còn cho ta biết nó là con của Long Tinh Vũ. Ngươi có biết Long Tinh Vũ là ai không? Linh Tâm luôn xem Long Tinh Vũ là thần tượng, ta nên nói cái gì với các ngươi đây? May mắn không xảy ra chuyện gì. Một khi có chuyện không may, chẳng những các ngươi cả đời hối hận, trong liên mình sẽ náo loạn. Lam Nghiên Vũ nghe Thánh Nguyệt nói xong thì ngây ngẩn. Nhưng nhưng hắn cùng Thải Nhi ngủ chung một giường. Hơn nữa hai đứa còn như vậy. Thánh Nguyệt lạnh giọng nói. Ngủ chung một giường thì sao? Đây không phải là chuyện sớm muộn. Chẳng lẽ ngươi có đợi đến khi kết hôn mới cùng thằng nhóc linh tâm ngủ chung? Trong toàn bộ liên minh, trừ Long Hạo Thần ra không ai xứng với Thải Nhi nhà ta khó được là Thải Nhi còn ưng ý hắn, tính cách Thải Nhi thế nào ngươi còn không biết sao. Cho dù là ngươi, ta, đều bị nó bài xích ngoài nội tâm. Long hạo thần có thể đi vào lòng con bé, đương nhiên có chỗ hơn người. Ta mới hai ngày không chú ý Thải Nhi, các ngươi liền suýt gây chuyện lớn. Lam nghiên vũ buồn bã nói. Ông nội, con là một người mẹ. Chẳng lẽ là mẹ, con trông thấy con gái cùng một thằng con trai chung chỗ, không nên làm gì sao? từ thải nhi ba tuổi thì con không còn cơ hội nâng niu nó, con chỉ có một con gái, lại cùng con bé như người xa lạ. thánh nguyệt ánh mắt dần nhu hòa, thở dài một tiếng, nói: có được thì có mất, tốt lắm, con chưa gây lớn chuyện, ngươi hãy chăm sóc linh tâm đi. nói xong câu đó, cấp chín hiệp giả đại nhân xoay người ra ngoài. khi ông rời khỏi tầm mắt lam nghiên vũ, một tia khổ sở hiện trên khóe miệng lão nhân oai phong một cõi liên minh thánh điện. đó cũng là cháu cố của ông, nhưng ông không có lựa chọn trong doanh trại lúc này sắc trời như cũ tối đen ánh bình minh chưa xuất hiện quay lại nhà tạm thời của họ long hạo thần chưa kịp nói cái gì đã cùng thải nhi đi vào giấc ngủ vốn thải nhi muốn hỏi hắn mọi chuyện nhưng khi nằm trong vòng tay hắn nàng thiếp ngủ nếu hỏi long hạo thần có cảm giác gì đối với trận đại chiến vừa nãy như vậy hắn đáp chỉ có bốn chữ còn sống thật tốt đại doanh ma tộc khác với nhân loại ma tộc ở điểm nào đó có đặc thù giống ma thú chế độ cấp bậc rõ ràng nhưng phương diện quản lý không tinh tế hơn 10 vạn đại quân ma tộc trú đóng ở Bình Nguyên. Bởi vì vật tư thiếu kém, hơn nữa ma tộc không biết cày cấy, chỉ có ma tộc cường già cấp 4 mới có tư cách ngủ trong doanh trướng. Cho dù vậy, doanh trướng cũng có vẻ vô cùng cũ nát. 6.000 năm trước, 72 trụ ma thần đột nhiên giáng xuống, cuốn sinh vật nguyên bản thuộc về đại lục này vào chiến tranh xâm lược. Bởi vì loại tâm tính không phải tộc mình là người ngoài, cho nên ma tộc hoàn toàn bất kể hậu quả giết chóc, cướp đoạt, cùng với chiến tranh ngàn năm, nhân loại xây dựng liên minh thánh điện dần đứng vững gót chân. Dựa vào vài đạo thiên nhiên bình chứng cùng ma tộc rằng co, ma tộc dần hiện ra vấn đề của mình. Trong ma tộc cấp càng cao thì sinh sản càng chậm. Độ sinh sản tựa như song đao ma hạ đẳng ma tộc thì lạ thường, hầu như giống nhân loại. Hơn nữa song đao ma chỉ cần 3 năm là vào thể thành niên. Ma tộc giết chóc nhiều hơn nhân loại. Trừ nhân loại ra còn có một ít dân bản xứ thánh ma, đại lục bị hủy diệt chủng tộc, dưới tình huống như vậy khi tình hình chiến đấu trong đại lục ổn định ma tộc xuất hiện tình trạng ít thực vật nhưng không cách nào xoay sở không còn cách nào khác ma tộc chỉ có thể tụ tập nhân loại còn sống để họ gieo trồng lương thực chăn nuôi súc vật một chủng tộc sinh tồn trước tiên lấp đầy mà phương diện khác đương nhiên bị buông bỏ tuy ma tộc lãnh địa lớn nhưng chúng giết chết nhân loại quá nhiều người còn sống đa số chạy đi liên minh thánh điện chúng có thể tìm được nhân loại quá ít bởi vậy không thể không từ bỏ phát triển cái khác chuyên tâm vấn đề thực vật Hiện tại trong ma tộc địa vị nhân loại khác với lúc xưa, thậm chí so với ma tộc bậc trung còn cao, có tư cách chỉ huy hạ đẳng ma tộc phụ giúp gieo trồng lương thực. Ma tộc không ngừng hướng liên minh thánh điện phát động chiến tranh. Mục đích chủ yếu có hai, dốc sức cướp người, cái khác là giảm bớt miệng ăn bên mình, đặc biệt là ma tộc cấp thấp. Nhưng 6.000 năm qua, lục đại thánh điện của nhân loại đã hoàn toàn đứng vững gót chân, so sánh với 72 trụ ma thần tuy như cũ yếu thế, nhưng bằng vào thiên nhiên bình chứng lại thêm vũ khí cường đại kết tinh, từ trí tuệ nhân loại chế tạo ra, thật có thể ngăn cản các đợt tấn công của ma tộc. Ma tộc hận nhất vũ khí phòng ngự loại ma đạo đại pháo, nhưng không còn cách nào khác. Chúng không có khả năng sinh sản và năng lực chế tạo như vậy. Nếu không phải vũ lực của 72 trụ ma thần quá mạnh, chỉ sợ ưu khuyết điểm giữa nhân loại và ma tộc phải chuyển đổi. Nhưng đến tận bây giờ, ma tộc như cũ chiếm quyền chủ động nhân loại chưa dám xua quân hướng đông thu phục mảnh đất bị mất. Mất đi thiên nhiên bình chướng, nhân loại như cũ không phải đối thủ ma tộc. Trung tâm đại doanh ma tộc có ba trứng bồng cực lớn. Mỗi cái đều cao hơn 10 mét, trứng bồng hình tròn đường kính ít nhất hơn 30 mét. Trong ma tộc chỉ ma thần mới có thể ngủ ở, coi như xa hoa. Lúc này trong trứng bồng trung gian kia, không khí hiện ra trầm trọng. Hỏa diễm sư ma an lạc tiên ngồi ở ghế chính giữa, hai bên gã là rực ngưu cuồng ma tái cộng và thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ, tuy ba vị ma thần đứng hạng ngoài 50, nhưng trong ma tộc đều có địa vị hết sức quan trọng. Nhưng lúc này trên mặt chúng đều có vẻ âm trầm, trong mắt thậm chí tràn ngập lo âu. Dực Ngưu cuồng ma tái cộng mạnh nâng lên cái bàn to trước mặt quăng cái rầm. Lúc đó ngốc thật nên bắt nó về ngay mới đúng. Đưa đến chỗ bể hạ thì chẳng phải giải quyết xong mọi chuyện. Bắt nó, ngươi vẫn là ta, hay là sư ma, khuôn mặt điển trai thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ hừ lạnh một tiếng. Nghe gã nói câu này, lỗ mãng tái cộng bỗng trầm mặc đáy mắt gã chợt lóe sự kinh sợ an lạc tiên xua tay nói thôi nói những chuyện này cũng vô dụng tin tức này quá kinh người nếu thật là đã đến thế giới này cho dù nó không hoàn toàn khôi phục sức mạnh chúng ta cũng không dễ dàng chế ngự hy vọng là chúng ta buồn lo vô cớ nhìn lầm dù sao chắc là không cách nào xuyên qua nếu không nói đến đây đáy mắt gã cũng hiện vẻ sợ hãi tái cộng thở hồng hộc nói vậy chúng ta làm gì đây hỏa diễm sư ma an lạc tiên đột nhiên đứng dậy chúng ta ngồi đây bản tính cũng không ra kết quả vậy đi hai người ở chỗ này chỉ huy đại quân tiếp tục tấn công nhiều sai chủng tộc dưới cấp ba sung phong nhưng đừng triển khai đại chiến đồng thời tăng cường phòng ngự doanh trại ta lập tức quay về ma đô tham kiến ma thần hoàng bệ hạ thỉnh ngài định đoạt thành yêu kỵ ma hệ nhĩ gật đầu nói cũng chỉ còn cách này chốc lát sau trong đại doanh ma tộc vang lên tiếng vó ngựa như sét đánh đinh tai nhức óc một đoàn ánh sáng đỏ bay hướng phương đông sáng sớm săn ma đoàn số một cấp sĩ các thành viên tuyệt không, bởi vì hôm qua lên giường muộn mà ngủ nướng. Đối với tu vi cỡ bọn họ, minh tưởng ngưng thần chỉ cần hai hoặc 4 tiếng đồng hồ, dưới tình huống không bị thương thì có thể điều chỉnh được. Đang lúc mọi người rời giường rửa mặt xúc miệng, có hai binh sĩ ngày hôm qua cho Long Hạo Thần truyền lệnh tiến đến. Nhưng lần này không phải truyền lệnh mà là mang đến bữa sáng cho họ. Ủa? Ở trong quân đội có đãi ngộ tốt như vậy? Đưa bữa sáng đến tận doanh trại. Lâm Hâm rất tò mò nói binh sĩ đưa cơm đặt đồ ăn xuống cười nói xét thấy biểu hiện ưu tú ngày hôm qua trên đầu tường của các vị cấp trên quyết định dựa theo tiêu chuẩn mục sư phục vụ cơm nói xong đã xoay người đi liên minh thánh điện quân nhân chức nghiệp khác biệt thực vật cũng không giống đây không phải kỳ thị chủ yếu là chức nghiệp khác nhau thì tình trạng thân thể không giống chiến sĩ dẻo dai cường tráng mà thích khách thì không thể ăn quá nhiều mỡ và món chính bọn họ phải giữ thân thể nhẹ nhàng mục sư ma pháp sư triệu hoán sư ăn đồ vật tốt hơn chút bọn họ tiêu hao là tinh thần lực, đối với dinh dưỡng nhu cầu tinh tế. Trong đó thức ăn của mục sư là tốt nhất, bởi vì mục sư thân thể yếu ớt. Đương nhiên chuyện gì đều có ngoại lệ, ví dụ trước mắt mấy vị này hầu như đều thuộc phạm trù ngoại lệ. Có đồ ăn ngon đương nhiên mọi người không khách sáo. Rửa mặt xúc miệng xong, lập tức ngồi xuống ăn uống. Chương 79 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Bữa sáng trong hộp không tính là kỳ chân dĩ bảo, nhưng rất phong thú có hai cái trứng của ma thu cấp thấp mỗi người đều có phần còn có thơm ngon thư thư nóng hổi thịt ngưu rau xanh thậm chí có cả hoa quả tối hôm qua tiêu hao không ít bọn họ lại là người trẻ tuổi lát sau đã quét sạch hết thực vật trong bảy người chỉ thải nhi và trần anh nhi ăn ít chút còn lại mấy người khác lượng cơm so với chiến sĩ thành niên chỉ hơn chứ không kém đầu chọc mục sư tư mã tiên vẻ mặt thỏa mãn vỗ bụng không biết khi nào có thể ra chiến trường ngày hôm qua còn chưa đã ghiền long hạo thần nói Đúng rồi, mọi người chia công huân nào? Công huân? Đoàn trưởng, hôm qua cậu lại ra chiến trường. Lâm Hâm tò mò hỏi. Ngày hôm qua trở về đã rất khuya, Long Hạo Thần kêu mọi người nghỉ ngơi trước, không nói sự việc trải qua. Long Hạo Thần nhìn Thải Nhi ngồi bên cạnh. Đúng vậy, hôm qua tôi bị Tổng trưởng quân sự đại nhân kêu đi, sau đó cùng chú ấy ra chiến trường. Nghe đến đây, Thải Nhi nhíu mày. Long Hạo Thần không định che giấu Thải Nhi. Bởi vì hắn không muốn nói dối Thải Nhi, dù là thiện ý dối, nhưng cùng một việc nếu dùng phương pháp khác nói ra, cảm giác của người nghe sẽ khác biệt. Tổng trưởng đại nhân kỳ thật là phụ thân của Thải Nhi. Hôm qua Di ấy có nhìn thấy tôi và Thải Nhi ở trên một chiếc giường, chắc là có nói cho tổng trưởng đại nhân. Cho nên sau đó tôi mới bị kêu đi. Bọn họ đối với anh, Thải Nhi nắm chặt tay Long Hạo Thần, trong thanh ân chất chứa lo lắng. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Cô xem hiện tại tôi giống như có việc gì không? Nghe tôi nói hết đã, Lúc mới bắt đầu, đúng thật là chú thánh đối với tôi không tốt lắm, chỉ là để tôi theo chú ấy dẫn quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn lên chiến trường. Nhưng trong chiến đấu, chú thánh nhận ra kỹ năng tôi sử dụng, thì ra chú quen biết phụ thân tôi. Sau đó tôi và chú thánh kề vai chiến đấu, học được rất nhiều điều. Chú thánh còn đặc biệt tặng cho tôi một quyển kỹ năng. Mấy người khác tỏ vẻ nghi hoặc, Long Hạo Thần giải thích quá trình rất đơn giản. Thải Nhi ngẩng đầu lên. Chỉ có nhiều đó ư. Long Hạo Thần nói, sau đó đối diện cường địch, chú thánh vì bảo hộ tôi đã thi triển đồng quy linh lô. Tuy rằng bình an trở về nhưng còn trong hôn mê. Khi nói những lời này, Long Hạo Thần nhìn chằm chằm sắc mặt Thải Nhi, khiến lòng hắn trầm xuống là Thải Nhi nghe thánh linh tâm hôn mê, nhưng không lộ ra vẻ gì. Trên chiến trường tôi thừa cơ giết một ít ma tộc, chắc là có tích lũy chút công huân, nên chia cho mọi người. Trước mặt mọi người, Long Hạo Thần không nói chuyện liên quan thánh linh tâm, hắn biết khúc mắc trong lòng Thải Nhi khó giải, không thể quá gấp rút, huống gì đây là việc của nàng. Vương Nguyên Nguyên nghi hoặc nói, không cần, đây đều là tự cậu giết ma tộc có được, đâu phải mọi người cùng nhau giết địch. Long Hạo Thần cười nói, đội chúng ta còn đang dùng hợp, chia đều công huân là tôi đề nghị, sao không đi đầu thực hiện. Nếu không có đàn dược của Lâm Hâm, chưa chắc tôi có thể còn sống quay lại. Chia đều đi. Sau này nếu ai đặc biệt cần công huân, chẳng lẽ chúng ta sẽ không giúp ư? tôi cảm thấy lần này thông qua rèn luyện dung hợp đội ngũ tìm ăn ý trong chiến đấu đúng là quan trọng nhưng trọng yếu vẫn là cảm tình mọi người cùng nhau chúng ta là đồng bạn tựa như anh chị em tuy giá trị công huân tốt nhưng dùng đúng chỗ có thể đem đến tác dụng to lớn chúng ta bảy người như một thể cùng chung công huân không tốt sao hắn vừa nói vừa lấy ra bảo thạch thí nghiệm công huân kiểm tra công huân của mình khi long hạo thần chia giá trị công huân cho mỗi người tất cả đều ngây ngốc bởi vì thật sự là quá nhiều 7 người cùng giết thì mỗi người chia hơn 20 công huân. Nhưng lần này Long Hạo Thần chia cho mỗi người hơn 50 công huân, bình quân giá trị công huân của mọi người được đến hơn 73. Thấy mọi người ánh mắt quái dị, Long Hạo Thần cười nói, tôi nhờ chú Thánh giết được đại khái mấy chục song đao ma, nên mới có nhiều công huân như vậy. Hiện tại chắc chắn chúng ta là đội có nhiều công huân nhất. Các người không thấy đồng quy linh lồ của chú Thánh lợi hại cỡ nào đâu. Nháy mắt đã quét sạch hơn trăm ma tộc cường giả cấp 6. Trần Anh Nhi cười hì hì nói. Tốt qua, sáng sớm bầu trời rất cục vàng xuống, người ta tâm tình thật tốt. Có đồ ăn ngon, có công huân chia. Đoàn trưởng, đi theo anh thật không uổng. Tư mã tiên cười to nói. Anh Nhi nói đúng, hạo thần, vốn tôi không phục thực lực của cậu, hiện tại đã khâm phục nhân cách cậu rồi. Cậu quả thực xứng danh đoàn trưởng. Nếu giờ không có cơ hội lên thành vậy chúng ta làm gì đây? Long hạo thần nói. Mọi người vẫn là tự tu luyện đi. Tôi trước tiên giúp mọi người kiểm tra trị số nội, ngoại linh lực giám sát mọi người có nội, ngoại linh lực bao nhiêu là điều tất yếu. Cao Anh Kiệt từng nói tu vi càng cao càng cần giám sát, hình thành tập quán tốt trong đội. Như vậy sẽ phương tiện cung cấp vật tư. Ví dụ nếu có thành viên tu vi sắp đột phá, đoàn đội có thể ra tiền cho người đó mua một đan dược thích hợp, vậy có thể tiết kiệm nhiều thời gian và tăng cao thực lực đội. Kết quả kiểm tra đã có. Dựa theo lớn nhỏ trình tự, ngoại linh lực đứng đầu là Vương Nguyên Nguyên, cao tới 524. Trong đám chiến sĩ cấp 5 thì đây thật là con số cực khủng khiếp thứ hai không ngờ là Thải Nhi, 446, Long Hạo Thần Ngoại Linh Lực là 396, Tư Mã Tiên là 362, Hàn Vũ là 275. Còn hai vị liên quan ma Pháp thì không tính ngoại linh lực cũng không sao, dù gì không đến 100. Đến nội linh lực, Thải Nhi dĩ nhiên đệ nhất, nội linh lực 2590, đây là chuẩn cấp 5 bậc 3. Lại thêm nàng có thể chất luân hồi thánh nữ, nếu không tính tới luân hồi linh lô khó khăn đến mức tận cùng, nàng là người mạnh nhất trong đám, nội linh lực đứng thứ hai là Lâm Hâm, nội linh lực là 2.385 Tiếp theo là Hàn Vũ, 2270. Vương Nguyên Nguyên 2160. Thứ năm mới đến Long Hạo Thần, 2095. Tuy nội linh lực chỉ đứng thứ năm, nhưng thực tế sức chiến đấu của hắn chỉ sau Thải Nhi. Hơn nữa trong lúc thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn hắn đã đột phá, nội linh lực tiến bộ đủ kinh người. Dù sao qua cấp 5 thì nội linh lực tăng lên rất chậm. Thứ 6 là Tư Mã Tiên, 1920. Trần Anh Nhi đứng chót, 1850. Hai người sau luôn dùng tụ linh đan tu luyện, tiến bộ khá rõ ràng. Nhìn đến số lượng linh lực của mình và bạn bè, mọi người ánh mắt cùng tập trung trên người Thải Nhi. Mọi người không ngoài ý muốn Thải Nhi nội linh lực đệ nhất, nhưng ngoại linh lực lại cao tới 400, so với chưa cuồng hóa tư mã tiên và long hạo thần còn cao hơn. Đây là thực lực tới cỡ nào? Hơn nữa chắc Thải Nhi nhỏ tuổi nhất trong đám. Long hạo thần ghi chú linh lực của mọi người hiện tại, xong mới nói, Tốt lắm, mọi người bắt đầu tu luyện đi, nhưng đừng tiêu hao quá nhiều để chuẩn bị tùy thời tham chiến. Ngày hôm qua Lâm Hâm có thi thể của Bích Lục Song Đao Ma và Bối Tháp Phi Ma, vừa lúc dùng làm dược. Trên chiến trường, đan dược tiêu hao có thể nghĩ, hơn nữa đây là vật bảo mệnh. Tuy y không biết công kích, nhưng cống hiến đối với săn ma đoàn trọng yếu không thua bất cứ ai, đương nhiên phải phát huy ưu thế của mình. Mấy người khác đều tuyển chọn tu luyện linh lực, đặc biệt là Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi hai người còn chưa có dịch thái linh lực cần đề cao phương diện này long hạo thần dắt thải nhi trở lại nhà của mình nhỏ giọng nói thải nhi cô không đi xem chu thánh ư thải nhi trầm mặc một lúc rốt cuộc vẫn là lắc đầu tôi biết về đồng quy linh lô ông ấy sẽ không có chuyện gì tôi đi tu luyện nàng vừa nói vừa leo lên góc giường khoanh chân nhắm mắt tu luyện đau lòng nhìn nàng long hạo thần ngồi đối diện nhưng không tu luyện mà lấy ra quyển di hoa tiếp mộc nghiêm túc nghiên cứu quyển kỹ năng di hoa tiếp mục này rất mỏng, chỉ có 6, 7 trang. Long hạo thần xem rất cẩn thận, dần dần trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỹ năng di hoa tiếp mục này rất kỳ lạ. Nói là kỹ năng nhưng không có phương pháp vận dụng linh lực. Bản thân kỹ năng không có năng lực công kích, phòng ngự, nhưng rất thực dụng. Di hoa tiếp mục, kỳ thật chính là năng lực ẩn núp trong thân thể mình lưu trữ kỹ khác năng khác. Sau khi sử dụng, có thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào trong thân thể, tương đương với tích góp linh lực, sau khi lưu trữ thì tùy thời có thể phóng thích. Nhưng trong lúc chữ tồn, cả người phải trong trạng thái nửa minh tưởng, ít nhất thân thể không được di động, không được chiến đấu. Hoàn tất lưu trữ rồi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ nhất định phải phóng ra kỹ năng, nếu không phần linh lực tích góp này sẽ tự động phân tán. Kỹ năng thông qua di hoa tiếp mục bảo tồn sẽ không liên tục hao linh lực, cũng không ảnh hưởng linh lực hồi phục. Có di hoa tiếp mục, có thể nói khiến chức nghiệp giả thêm một kỹ năng tùy thời có thể phóng ra. Nhưng di hoa tiếp mục cũng có cực hạn. Trước tiên nó chỉ thích hợp chiến sĩ, thích khách và kỵ sĩ, Ma pháp sư, mục sư và triệu hoán sư thì vô dụng. Đồng thời di hoa tiếp mộc chỉ thích hợp kỹ năng bạo linh lực mà không thích hợp loại dùng kỹ xảo. Ví dụ đấu xuất toàn viên kiếm của Long Hạo Thần không cách nào thông qua di hoa tiếp mộc, tích góp. Đấu xuất toàn viên kiếm cần dùng linh lực và kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp. Nhưng loại thánh kiếm thì rất thích hợp. Sau khi Long Hạo Thần xem xong hết sách kỹ năng, hơi suy tư một chút đã nghĩ ra hai khả năng. Nếu dùng đúng, di hoa tiếp mộc hoàn toàn trở thành năng lực giữ mệnh. Đúng thật là một bí kỹ đẳng cấp nhất, hơn nữa đây lại là kỹ năng tự sáng chế, người chế tạo còn là hiệp giả cấp 9 thánh nguyệt. Trong doanh trại rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có nguyên tố hòa chúc phúc bạo động và một ít khẽ dao động, đó là Lâm Hâm đang luyện chế đan dược. Mấy người khác đều chìm đắm trong trạng thái minh tưởng. Trong khu ma quan này, tùy thời phải đối mặt đại quân ma tộc, mỗi người hiểu rõ điều quan trọng là tăng cao thực lực, có áp lực và động lực có thể kích phát tiềm năng. Toàn bộ săn ma đoàn số 1 cấp sĩ dưới áp lực này chậm rãi thăng cấp, khiến Long Hạo Thần có chút ngoài ý muốn, là tác dụng phụ của bạo linh đan chỉ duy trì khoảng 12 tiếng, cảm giác suy yếu dần biến mất, mà không phải như Lâm Hâm đã nói cần 24 tiếng, việc này có liên quan đến thể chất của hắn. Tu luyện kéo dài đến buổi chiều, ăn xong cơm chưa phong phú, mọi người lại tu luyện không tới 2 tiếng đồng hồ thì cửa doanh trại có tiếng gõ, truyền đến mệnh lệnh thuộc quân bộ khu ma quan. Một lát sau, Long Hạo Thần dẫn theo chúng bạn săn ma đoàn, số một cấp sĩ đi gặp 9 tân săn ma đoàn khác tập hợp tất cả tân săn ma đoàn đến rèn luyện bởi vì lý do gì. Không chỉ mỗi mình Long Hạo Thần nghi ngờ, các cường già tuổi trẻ trong đại thánh điện cũng có cùng suy nghĩ. Dù sao họ vừa mới vào bộ binh doanh một ngày, chẳng lẽ an bài có thay đổi gì? Sự thật đúng là có biến đổi. Sự biến đổi này chủ yếu do hai phương diện tạo thành. Trước hết là 10 tân săn ma đoàn biểu hiện trên đầu tường ngày hôm qua. Tân săn ma đoàn trước giờ không đến khu ma quan rèn luyện, lần này là khởi đầu, bởi vậy từ thánh linh tâm đến các tướng soái khu ma, quan chưa nghĩ ra thích hợp an bài. Cho nên quyết định để họ đến bộ binh doanh rèn luyện gian khổ, tiêu bớt hiếu thắng. Kết quả khiến tướng sĩ khu ma quan kinh ngạc là, hôm qua trước sau phân phối 10 tân săn ma đoàn đến thủ thành, bọn họ lộ ra sức chiến đấu vượt xa nhận định của tướng soái khu ma quan, khiến bộ binh doanh tổn thất không đến 1 phần 5 so với bình thường. Nên biết, một bộ binh doanh chỉ nhiều hơn 6 người mà thôi, khó trách khu ma quan tướng xoáy giật mình lần này tổng thể thực lực thành viên tân san ma đoàn đúng là mạnh hơn trăm năm gần đây trước không nói mặc kệ là vương nguyên nguyên long hạo thần thải nhi đoạn ức hoa nghị và các người khác đặt ở mấy đợt đấu trước đều tất nhiên là quán quân riêng lần này kỵ sĩ thánh điện đều là năm kỵ sĩ cấp 5, mà một phương diện khác chính là long hạo thần tuy long hạo thần thay thánh linh tâm che giấu sự thực nhưng biểu hiện trên chiến trường của hắn đều được quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn và ám dạ chi thứ thích khách nhìn trong mắt hiện tại đoàn trưởng quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn tạm thay thế thánh linh tâm vị trí tổng trưởng quân sự một ngày yêu cầu đem long hạo thần và toàn bộ đội điều đến quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn đêm quá nếu không có hạo nguyệt mấy cái chân ác nhãn quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn sợ là ngay cả một nửa đều không thể trở về trong quân đội không quan tâm cá nhân thực lực mà là cá nhân trên chiến trường có giúp ích cho đội ngũ một người mạnh mẽ giết địch nhiều cỡ nào nếu đồng bạn đều chết sạch thì cũng không phải quân nhân ưu tú đêm qua thánh linh tâm, lấy tín nhiệm phải chết thi triển đồng quy linh lô tiêu diệt số lớn cường địch, chính Long Hạo Thần đã mang y quay đầu bỏ chạy. Thật sự ở trước mặt tam đại ma thần cướp lại mạng thánh linh tâm. Sống sót trở về, bởi vì có mặt hiệp giả thánh nguyệt nên các tướng lĩnh không nói thêm cái gì, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì Long Hạo Thần có thể nói lập hai phần đại công. Long Hạo Thần là quán quân được thi đấu Tân San Ma Đoàn lần này, đương nhiên cũng là nhân vật đại biểu cho Tân San Ma Đoàn, biểu hiện ưu tú của hắn khiến các thành viên săn ma đoàn được khu ma quan quân đội chân chính coi trọng đem nhóm tinh anh này ở lại bộ binh doanh tuyệt đối là đại tài tiểu dụng bởi vậy mới có biến đổi cho bọn họ làm nhiệm vụ khác làm đoàn trưởng săn ma đoàn số một cấp sĩ long hạo thần vừa mang đội đến nơi thì ánh mắt mọi người đương nhiên rơi trên người hắn ánh mắt dương văn chiêu trước tiên nhìn hướng trần anh nhi trần anh nhi đang kéo tay vương nguyên nguyên không thèm liếc gã một cái dương huynh khỏe chứ long hạo thần chủ động hướng dương văn chiêu chào hỏi Tuy hai người có quan hệ cạnh tranh kịch liệt, nhưng họ đồng thời là kỵ sĩ trẻ tuổi nhất trong kỵ sĩ thánh điện, loại cạnh tranh này chỉ đem đến kết quả có lợi. Dương Văn Chiêu mỉm cười nói, "Long huynh đệ, ngày hôm qua thu hoạch thế nào?" Gã nói dĩ nhiên là về công huân. Long Hạo Thần mỉm cười nói, "Còn tạm được." Hắn vừa nói vừa chào hỏi đoàn trưởng các tân săn ma đoàn. Trong 10 tân săn ma đoàn, có tư cách cùng họ tranh đoạt vị trí đội đệ nhất chỉ có số 2, số 3, số 4, ba đội này mà thôi còn lại 6 săn ma đoàn tuy cũng rất ưu tú, nhưng so sánh với 4 đội trước thì có chút chênh lệch. Đoạn ức dáng người cao to cá tính ổn trọng, sau khi chào hỏi Long Hạo Thần thì không nói chuyện. Đoàn trưởng săn ma đoàn số 4 là mục sư cấp 5, gã và Long Hạo Thần tuy không quen nhưng Lý Hinh thì có. Cô sớm chạy lại cùng Long Hạo Thần trò chuyện tình hình chiến đấu ngày hôm qua. Thực rõ ràng, trận thủ thành hôm qua biểu hiện tốt không chỉ có nhóm Long Hạo Thần. Số 2, 3, 4, ba đội tân săn ma đoàn cũng đồng dạng thực lực kinh người, Tổng thể lực sát thương của họ có xu thế vượt qua nhóm Long Hạo Thần. Dù sao bên Long Hạo Thần, Ma pháp sư và Triệu Hoán sư đều không có nguyên bản tác dụng, phương diện sát thương tổng thể không bằng Tân Săn Ma đoàn khác. Đúng lúc này, vài vị tướng khu ma quan cùng 10 lĩnh đầu đi tới. Các thành viên Săn Ma đoàn yên tĩnh lại, tự trở về đội của mình. Đi ở phía trước là một vị tướng ngày hôm qua Long Hạo Thần đã thấy, nhưng không biết tên. Cao Anh Kiệt cùng gã đi chung, tới trước mặt 10 Săn Ma đoàn. "Chào mọi người, tôi tên Cổ Cẩn." là tham mưu dưới trướng của Thánh Tổng trưởng. Trước tiên, đối với biểu hiện ưu tú của các vị trong trận chiến thủ thành ngày hôm qua, quân bộ Khu Ma quan tận đáy lòng cảm tạ. Các người vì Khu Ma quan làm mọi chuyện, các tướng sĩ vĩnh viễn ghi nhớ." Nghe vị tướng quân cổ cần nói, nhóm thanh niên săn ma đoàn trong mắt đều xuất hiện hưng phấn. Đối với đám tinh anh tuổi dưới 25 tuổi mà nói, được quân đội thừa nhận rất quan trọng. Nó quan hệ đến đánh giá đợt rèn luyện lần này, cũng quan hệ đến giá trị công huân mỗi một đoàn sẽ cùng nhận được đối với săn ma đoàn thì giá trị công huân thật sự rất quan trọng. Có đầy đủ công huân là có thể học bí kỹ mạnh, đổi trang bị tốt. Đương nhiên cũng có thể nhận nhiệm vụ khó công huân nhiều, không ngừng tăng thực lực chính mình. Hiện tại giữa các săn ma đoàn có chút tranh lệch, nhưng ai có thể nói trước mấy năm sau. Trong lịch sử, có nhiều săn ma đoàn cường đại khi mới thành lập đều là vô danh. Cổ cần nói, xét thấy các vị thực lực cường đại, biểu hiện ưu tú. Khu ma quan quân bộ quyết định bắt đầu từ bây giờ, phân phối các vị hoàn thành một ít nhiệm vụ quân sự, nói xong sau lưng gã có binh sĩ nâng lên một tấm địa đồ quân sự sắc trời dần tối so sánh với ngày hôm qua thì thế công của ma tộc yếu rất nhiều cơ bản không có cường đại ma tộc công thành vọt tới chỉ là quân giác mà thôi tuy cũng có thể khiến khu ma quan chịu một ít tổn thất nhưng không cách nào dao động căn cơ dưới màn đêm tối đen yểm trợ cửa thành khu ma quan lặng lẽ mở ra khe hở ngay sau đó từng cái bóng khom lưng lặng lẽ chui ra thuận theo bờ tường nương bóng đêm che giấu rời đi Đoàn người nhân số không nhiều, tổng cộng không đủ 100 người. Khi cửa thành lần nữa khép lại, tựa như không xảy ra chuyện gì, bọn họ đương nhiên là 10 tân săn ma đoàn nhận nhiệm vụ quân đội khu ma quan. Tinh anh trẻ tuổi lục đại thánh điện gom thành tiểu đội nhỏ, đoàn trưởng săn ma đoàn số 1 cấp Sĩ Long Hạo thần tạm thời làm đội trưởng, Dương Văn Chiêu đoạt ức làm tạm thời phó đội trưởng, chỉ huy đội viên. Nhiệm vụ tuyệt không phức tạp, lén tấn công lương thực hậu cần của ma tộc theo tin tức thám tử truyền đến, sáng sớm ngày mai sẽ có một đội ma tộc vận chuyển lương thực đến đại doanh ma tộc. Nhiệm vụ của họ là phá hư vận chuyển, tại chỗ phá hủy vật tư. Bên ngoài khu ma quan địa thế bình nguyên, đồi núi làm chủ, muốn che giấu tiểu đội chỉ có 61 người không phải việc khó. Cũng chính vì địa thế quá thoáng, bởi vậy đại quân ma tộc không thể nào toàn bộ phá hỏng đằng trước khu ma quan. Cho nên thoạt nhìn nhiệm vụ này nguy hiểm, thật ra khó khăn không cao. Dù sao khu ma quan rất ít phái binh ra ngoài tập kích đội vận lương của ma tộc, lần này xem như đánh bất ngờ. Theo bóng đêm, 61 người yên lặng không tiếng động thuận theo mé biên khu ma, quan thẳng tới dưới chân ngự ma sơn mạch, lại từ phía bắc vòng lại, xa xa đã thấy đại doanh ma tộc. Mọi người đều mặc đồ đen, trang bị gọn nhẹ. Cho dù là ma pháp sư, dưới sự trợ giúp của phiêu phù thuật di chuyển cũng không chậm. Triệu hoán sư và mục sư cũng được phiêu phù thuật hỗ trợ, cố gắng giảm thiểu tiêu hao. Chỉ dùng một tiếng đồng hồ họ đã vòng quanh chính diện đại quân ma tộc 20 mét lại vòng đi 10 mét, mục sư dùng chân ác nhãn và ma pháp sư dùng tầm nhãn không ngừng trinh sát, để đảm bảo không có thám tử ma tộc. Kỵ sĩ gọi ra tọa kỵ, triệu hoán sư cũng triệu hoán ma thú. Tiểu đội 61 người dốc sức chạy hướng hậu phương đại doanh ma tộc. Long Hạo Thần và chúng bạn săn ma đoàn số một cấp sĩ dẫn đầu. Long Hạo Thần, Thải Nhi, Trần Anh Nhi và cả Lâm Hâm, bốn người ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Không có cách nào, Trần Anh Nhi triệu hoán sư không đáng tin, không thể triệu hoán tọa kỵ thích hợp. Hạo Nguyệt dài hơn 4 mét, cõng 4 người cũng không chật. Lâm Hâm thi triển phiêu phù thuật giảm bớt thể trọng 4 người, không để Hạo Nguyệt chịu gánh nặng. Ba người Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên và Hàn Vũ thì đi theo sau, lấy tu vi ngoại linh lực của họ, thì dù có chạy như điên một ngày vẫn có thể kiên trì. Huống gì phiêu phù thuật của Lâm Hâm thỉnh thoảng rơi trên người họ. Săn ma đoàn khác cũng có biện pháp. Mọi người đều có tu vi trên cấp 4, tổng thể tốc độ tiến lên không thua kém tiểu đội kỵ binh. Dương Văn Chiêu dẫn theo đội viên săn ma đoàn số 2 cấp sĩ đi cuối cùng. Mọi người trầm mặc một đường đi tới. Bốn tiếng đồng hồ sau họ đã tiếp cận đại doanh ma tộc khoảng 300 mét, ngừng ở một đồi núi. Long hạo thần triệu tập mỗi đoàn trưởng săn ma đoàn, mở ra địa đồ, dựa theo tầm nhãn tra xét chung quanh. Không sai, chính là chỗ này. Dựa theo tình báo, đây là con đường đội vận lương ma tộc phải qua. Long hạo thần chỉ vào một con đường bao quanh chân núi. Dương Văn Chiêu gật đầu nói, cách trời sáng còn mấy tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy chúng ta nên sai người ta ngoài tìm kiếm một phen, người khác thì ở đây nghỉ ngơi, mai phục. Long hạo thần nói, phái người ra ngoài không bằng để ma thú đi. Đội nào có triệu hoán sự triệu hoán ma thú bay không? Nghe hắn nói vậy mắt mọi người chợt sáng lên. Dù sao đây là lần đầu tiên tất cả hợp tác, còn là hành động quân sự, không có ăn ý gì cả. Dương Văn Chiêu vỗ chán nói, liều vũ đoàn tôi có thể, vẫn là cậu nghĩ chu đáo. Tôi sẽ khiến hắn sai ma thú bay ra ngoài tìm kiếm, tầm nhãn của ma pháp sư cũng đừng ngừng quan sát xung quanh. Dương Văn Triều đơn giản giao cho Liêu Vũ vài câu. Lát sau, một ma thú nhỏ sinh bay lên không, chốc lát biến mất. Đoạn ức nói, dựa theo tình báo, lần này đội vận lương khoảng 3.000 ma tộc. Đa số là ma tộc cấp thấp, đến lúc chiến đấu chúng ta tiến hành công kích như thế nào? Long hạo thần nhíu mày nhìn mọi người, nói, mọi người có ý kiến gì không, cứ nói ra. Lục Hy nói, tôi thấy hay là thống nhất điều phối đi, trước do ma pháp sư chủ công, tiếp đó là kỵ sĩ, chiến sĩ, triệu hoán sư đồng loạt công kích. Thích khách phụ trách liên hợp ám sát thủ lĩnh đối phương. Mục sư chúng tôi thì phụ trách toàn cục. Lục Hy này là đoàn trưởng săn ma đoàn số 4, cũng chính là thủ lĩnh đoàn Lý Hinh, mục sư duy nhất cấp 5. Nghe gã nói vậy, Long Hạo Thần và Dương Văn Triều bất giác nhíu mày, đoạn ức trầm tư. Mấy đoàn trưởng săn ma đoàn khác cũng suy nghĩ, không chủ động phát biểu ý kiến. Tôi cảm thấy làm vậy không thích hợp. Long Hạo Thần mở miệng nói. Hà, Lục Hy kinh ngạc nhìn Long Hạo Thần, năm nay gã đã 24, lần này tham gia thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn đã ở độ tuổi hạn chế nhất, trong mọi người coi như lớn tuổi. Gã vẫn rất bội phục thực lực của Long Hạo Thần. Nhưng dù sao thoạt nhìn Long Hạo Thần quá trẻ tuổi, đối với hành động lần này do hắn làm đội trưởng, không chỉ Lục Hy, đoàn trưởng săn ma đoàn khác đều có chút không phục. Long Hạo Thần nói, cách chiến đấu như Lục đoàn trưởng nói nếu là áp dụng trong quân đội, vậy không có vấn đề. Nhưng chúng ta không phải quân đội, vấn đề lớn nhất là không quen thuộc lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy, đối diện hàng ngàn kẻ địch, chúng ta rất khó định mục tiêu. Tuy nơi này cách đại doanh ma tộc mấy trăm dặm, nhưng ma tộc có không quân. Một khi phát hiện bên này đội vận lương bị tập kích, không quân của chúng nhất định sẽ xuất phát trước tiên. Chỉ cần chúng ta bị giữ chân, vậy rất khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lục Hy nhíu mày, nói. Vậy cậu thấy nên làm sao? Long Hạo Thần nói, mỗi săn ma đoàn tự chiến đấu từ vị trí khác nhau xâm nhập trận doanh của địch đội vận lương nhất định xếp hàng dài tiến tới trận tuyến sẽ khá dài săn ma đoàn chúng ta trải qua vài ngày nay ở trên đường quen thuộc cùng với hôm qua trên chiến trường hợp tác ít nhất có ăn ý sơ sơ từ vị trí khác nhau phát động tập kích sẽ không quấy nhiễu nhau cũng có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất mỗi đội chỉ cần cắt đứt đội vận lương sau đó mỗi người tự phong tỏa trong thời gian ngắn có thể tạo tổn thất lớn cho ma tộc cố gắng tranh thủ thời gian Lục Hy trầm giọng nói, "Nhưng cậu có nghĩ tới, nếu như vậy mỗi một đội săn ma đoàn, có lẽ sẽ đối mặt cường giả kẻ địch bao vây. Mỗi đội chỉ có 6 người, dưới tình huống đó gặp phải nguy hiểm thì làm sao đây?" Long Hạo Thần nói, "Tình huống này có thể xảy ra, khi đó mỗi đội chỉ có thể cùng nhau trông chừng, hết sức trợ giúp. Hơn nữa dựa theo thực lực tổng thể các đội, cho dù gặp phải cường giả cấp 7 cũng có thể ngăn cản một lúc. Xác suất đội vận lương có cường giả cấp 7 rất thấp." quan trọng hơn là xin mọi người chớ quên đây là thử thách điều chúng ta cần làm là cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ thậm chí là nỗ lực thu hoạch công huân bảo vệ bản thân đương nhiên trọng yếu nhưng chúng ta cũng phải làm cho lĩnh đội thấy có thể trở thành đội viên săn ma đoàn mọi người đều là thông minh long hạo thần nói mấy câu cuối cùng tất cả đều hiểu rõ lục hy trong mắt chợt lóe kinh ngạc ánh mắt khác thường liếc long hạo thần một cái không chất vấn thêm trong lòng gã âm thầm giật mình Long hạo thần này tuy tuổi không lớn nhưng tâm tư kín đáo, hơn nữa lúc đối đáp với mình trầm ổn, cơ trí. Càng quan trọng là hắn tìm ra mấu chốt đợt thử thách này, thì phải là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được công huân. Không phải nghi ngờ, an bài của Long Hạo Thần có lợi nhất cho mục tiêu lần này. Mọi người là săn ma đoàn, ai không hy vọng nhiều thu hoạch công huân. Một khi cùng ra tay, giữa mọi người có thể bởi vì ở khác đội mà cản trở kiếm công huân. Tuy Long Hạo Thần không nói rõ ràng, nhưng Lục Hy cũng có nghĩ tới điểm này các săn ma đoàn đương nhiên không có ý kiến. Tuy rằng chia nhau ra thì có vẻ như thực lực cũng phân tán. Nhưng dù gì mỗi săn ma đoàn đều là phối hợp toàn chức nghiệp, năng lực sinh tồn cực mạnh, càng toàn tâm toàn ý chiến đấu vì săn ma đoàn của mình. Hơn nữa người lĩnh đội đã nói rõ không cùng đi, tuy nhiên, họ sẽ mặc kệ săn ma đoàn mình dẫn đội gặp phải hủy diệt ư. Các vị đoàn trưởng mắt sáng ngời, mỗi người đều có chút hưng phấn. Hiện tại bọn họ nghĩ chính là làm sao mang theo đội viên sát thương ma tộc. Tôi chấp nhận ý kiến của Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu là người thứ nhất giơ tay lên. Đoạn ức nhẹ gật đầu. Tôi cũng không ý, Lục hi hí hít sâu một hơi. Đồng ý, bốn người thống nhất ý kiến, các đoàn trưởng khác cũng hiểu rõ ý Long Hạo Thần, lập tức thông qua phương án tác chiến. Tiếp theo là an bài chi tiết. Thực lực 10 săn ma đoàn cũng có khác biệt lớn. Long Hạo Thần đem săn ma đoàn số 1, 2, 3, 4 an bài ở chiến tuyến, như vậy có khả năng tùy thời giải cứu săn ma đoàn thực lực yếu kém. 10 săn ma đoàn chia nhau ra, bố trí ở sườn đồi khoảng 2 dặm. Trình tự cụ thể là như vậy, săn ma đoàn số 5 cấp sĩ ở trước nhất, tiếp theo là săn ma đoàn số 1 cấp sĩ của Long Hạo Thần, tiếp theo là số 6, số 2, số 7, số 3, số 8, số 4, cuối cùng là số 9 và số 10 săn ma đoàn. Hai săn ma đoàn này gần nhất, cách bọn họ không xa săn ma đoàn, số 4 cũng là đội có năng lực trị liệu mạnh nhất trong đội ngũ. Đội ngũ tạm thời dựng nên, dưới sự an bài mau chóng của mấy vị đoàn trưởng, xem như trình chu có trật tự, Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, xoa tay chờ đợi mục tiêu nhiệm vụ lần này tiến đến. Chân trời tối đen dần biến thành xanh đen. Một con chim nhỏ từ phương xa bay trở về. Chẳng mấy chốc các săn ma đoàn đã nhận được tin tức. Tình báo chính xác, đội vận lương ma tộc đang đi hướng bên này, khoảng một tiếng đồng hồ sẽ tới đây. Số lượng khoảng chừng ba ngàn, lấy trạch lâm tộc song đao ma và ma nhãn thuật sĩ làm chủ. Tất cả thành viên săn ma đoàn bắt đầu chuẩn bị, yên tĩnh ngắm đông phương. Khi luồng sáng đầu tiên xuất hiện ở phương xa hướng đông, một đội ngũ dài ngoằn cũng hiện ra trước mắt mọi người. Mỗi nhóm tám trạch lâm tộc song đao ma, kéo một chiếc xe lớn chậm rãi đi hướng bọn họ. Tầm nhãn của các ma pháp sư bắt đầu có tác dụng, đội xe khoảng 200 xe ngựa toàn bộ do song đao ma lạp kéo, còn có một ít cường trắng song đao ma mà nhãn thuật sĩ ở bên cạnh bảo vệ. Phụ trách hộ vệ ma tộc cũng chỉ có hơn ngàn ma tộc mà thôi hạo thần tổng thể quan sát không có vấn đề nhưng chính giữa đội ngũ có một chiếc xe vận lương hơi kỳ quái lâm hâm vừa phóng tầm nhãn quan sát vừa nhỏ giọng nói với long hạo thần lâm hâm không giỏi công kích nhưng ma pháp phụ trợ thì có thể nói trong tất cả săn ma đoàn không ai sánh bằng tầm nhãn của y càng quan sát cẩn thận hơn nhiều a à, có cái gì kỳ quái long hạo thần vội vàng hỏi lâm hâm nói xe vận lương khác trên mặt đất đều có vết hẳn sâu nhưng chiếc xe này lưu lại dấu vết rất nhạt càng quan trọng là hai bên xe có sáu ma nhãn thuật sĩ, so với bình thường càng mạnh cùng với bốn bích lục song đao ma thủ hộ. Dường như có thứ gì đó trọng yếu lắm. Căn cứ bài bố trận hiện nay, chiếc xe ngựa này nằm trong phạm vi công kích của chúng ta, sợ rằng sẽ rất khó gặm. Long hạo thần gật đầu, sáu ma nhãn thuật sĩ cường đại thêm bốn bích lục song đao ma, đích thực là lực lượng cường đại. Từ mã tiên trong mắt tràn ngập chiến ý, mặc kệ nó, giết chết hết. Vương Nguyên Nguyên vuốt cự linh thần tấm thuẫn của mình, tuy không nói nhưng lập tức đem ra ba viên bảo thạch, mắt nhìn Long Hạo Thần, chờ đợi hắn ra quyết định. Chương 80 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Long Hạo Thần híp mắt nắm lấy tay Thải Nhi đứng bên cạnh. Nếu chúng có thứ cần bảo vệ, vậy chúng ta phải trước tiên xử lý thủ vệ xe ngựa. Cổ Cần tướng quân có nói, họ rất ít tấn công đội vận lượng ma tộc, bởi vì ma tộc có quân đoàn bay, phản ứng cực nhanh, một khi công kích thì không dễ rút lui, dưới tình huống này ma tộc còn phái mười cường giả ngũ giai thủ hộ, chỉ sợ đồ vật trong xe không tầm thường. Chúng ta là liệp ma đoàn số một cấp sĩ, khối xương cứng này cứ để chúng ta gặp. Lâm Hâm, Hàn Vũ, các người chuẩn bị tốt phòng ngự và hỗ trợ. Một khi chúng ta không địch lại thì lập tức yểm hộ mọi người thối lui. Mấy người còn lại không cần bận tâm cái gì, dốc sức tấn công. Nghe Long Hạo Thần nói, Vương Nguyên Nguyên chẳng hề do dự khảm bảo thạch vào cự linh thần thuẫn, Long Hạo Thần, Tư Mã Tiên, Vương Nguyên Nguyên ba đại chiến lực tự động lấy ra viên bích ngọc hộ thể đàn, và một viên bạo linh đan, kẹp ở kẽ tay. Hạo Nguyệt ngoan ngoãn nằm bên chân Long Hạo Thần, ba cái đầu to sáu con mắt thản nhiên, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong mắt nó rõ ràng sắc bén vài phần, con ngươi càng thêm sáng ngời. Tối qua nó ăn nhiều ma tinh của ma tộc, tuy mới chỉ tiêu hóa một phần, nhưng cũng cung cấp không ít chỗ tốt cho nó. Đội vận lương của ma tộc dần đến gần, các chiến sĩ liệp ma đoàn mai phục ở sườn núi cũng đặc biệt yên tĩnh, mơ hồ hiện ra sát khí. Tốc độ đội vận lương không chậm, trong lãnh địa ma tộc đã sớm không có loại sinh vật tên là con ngựa, bởi vì chúng nó đều biến thành thực vật của ma tộc. Song đao ma thân thể cường tráng, tốc độ sinh sôi nhanh, loại ma tộc trí tuệ thấp nhất này đương nhiên có nhiều tác dụng, ví dụ như kéo xe. Chúng nó chẳng những chịu được khổ, thân hình to khỏe, tám con song đao ma kéo một chiếc xe tốc độ tiến lên khá nhanh, đội ngũ dần đi lên trước chín liệt ma đoàn đều yên tĩnh đợi long hạo thần ra lệnh tất cả ma pháp sư đã sẵn sàng chú ngữ hiện tại còn chưa thể ngâm sướng nếu không ma lực dao động sẽ khiến bên dưới chú ý cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi rốt cuộc hàng dài đội vận lương ma tộc dần dần đi tới chỗ đám long hạo thần mai phục đi thêm vài bước là tới vị trí liệt ma đoàn số 5 chờ sẵn long hạo thần gật đầu với nhóm bạn thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng hạo nguyệt thải nhi theo như bóng với hình trần anh nhi và lâm hâm cũng ngồi lên lưng hạo nguyệt Tiểu hỏa mạnh ngẩng đầu, một viên hỏa cầu phóng lên cao. Ngay sau đó tư chi to khỏe bỗng đạp đất cõng đám long hạo thần sông ra ngoài. Vương Nguyên Nguyên và tư mã tiên một trái một phải hộ vệ hai bên hạo nguyệt. Hàn vũ theo sát phía sau khi sông xuống dưới. Mười liệp ma đoàn tích lực đã lâu, đám long hạo thần một động, chín liệp ma đoàn khác cũng đồng thời sung phong. Thanh âm trầm thấp ngâm sướng ma pháp đồng loạt từ phương hướng khác nhau vang lên. Tuy bọn họ tổng cộng chỉ có 60 người, nhưng đều là tinh ngươi của lục đại thánh điện, Tất cả đều từ tứ giai trở lên, đối diện kẻ địch trên ngàn nhưng chẳng chút yếu thế, toàn diện trùng kích. Tiểu Hỏa, Tiểu Quang, Tiểu Thanh ba cái đầu đồng thời ngâm sướng chú ngữ. Lúc trước từng liên tục ngâm sướng nay lại xuất hiện. Ba cái đầu tiết tấu khác nhau, hỗn hợp lại hình thành giai điệu đặc biệt. Nếu bây giờ có một cường giả thất giai trở lên ở đây, nhất định sẽ giật mình kêu lên. Đây rõ ràng là chú ngữ riêng của chủng tộc. Loại chú ngữ này chỉ có chủng tộc đặc biệt cường mới có được ví dụ như tinh linh tộc từng cao đẳng nhất ma pháp tinh linh, long ngữ ma pháp của long tộc. Lúc này hạo nguyệt ngâm sướng hiển nhiên không phải loại nào trong đó, chỉ sợ trên thánh ma đại lục không ai biết nó đang ngâm sướng cái gì. Hạo nguyệt bắn ra hỏa cầu đã kinh động ma tộc bên dưới. Bỗng chốc ma tộc hiện ra chút ít kinh hoàng, song đao ma kéo xe ngừng lại, nhưng trên người chúng bị dây cương trói, muốn cởi ra không phải chuyện dễ. Nhóm ma tộc phụ trách thủ hộ thì tự động chuẩn bị, đối mặt 10 liệp ma đoàn lao xuống, Long Hạo Thần đứng trên lưng Hạo Nguyệt, xung quanh thần thể dâng lên sương mù vàng kim, đó chẳng phải là kỹ năng xúc thế ư? Hai tay không có thuẫn bài, chỉ có hai thanh trọng kiếm, làm vũ, quang phù dung và thánh linh kiếm của hắn. Một vòng quang hoàn vàng từ hậu phương đội ngũ lan ra. Tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân tứ, cường kích quang hoàn rơi trên người mọi người, đó là từ Hàn Vũ. Sở dĩ Long Hạo Thần không dùng thánh linh sáo trang, bởi vì hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn là mau chóng giết địch, tiêu diệt 10 cường địch lâm hâm đã nói, từ lúc lao xuống núi hắn đã nhìn thấy mục tiêu. Chiếc xe ngựa đó đúng là bắt mắt. Bình thường ma nhãn thuật sĩ chỉ cao khoảng 2 mét, đầu mọc 6 con mắt. Nhưng ma nhãn thuật sĩ thủ hộ chiếc xe thì cao hơn 2 mét 5, khá là cao to, trên đầu chúng nó không phải 6 mà là 8 con mắt. Quang mang yêu dị không ngừng lấp lóe, Oanh oanh oanh. Kịch liệt chấn động cùng lúc truyền đến từ hai bên chiến trường. Các ma pháp sư bắt đầu phát uy, bên Long Hạo Thần thì không xuất hiện bất cứ ma pháp công kích nào, bởi vì Hạo Nguyệt còn chưa ngâm sướng xong chú ngữ. Thanh âm ngâm sướng thánh thót của Trần Anh Nhi cũng vang lên. Nàng ngồi trên lưng Hạo Nguyệt, dường như đang chờ đợi cái gì. Mười con song đao ma nhào hướng nhóm Long Hạo Thần. Ngay lúc này, Vương Nguyên Nguyên hành động, chân trái mạnh đạp đất, cả người nàng chợt tăng tốc, trên người lóe một tầng quang mang bạc, thân thể biến mờ hồ. Trong tay nàng cự linh thần thuẫn lóe quang mang chói mắt. Vương Nguyên Nguyên vung tay phải lên, thuẫn bài khổng lồ bay vút ra, tựa như nghiền ép cắm phập vào song đao ma, cự linh thần thuẫn thật sự quá khủng bố. Song đao ma nổi tiếng lực mạnh nhưng ở trước mắt nó yếu ớt tựa tờ giấy. Thuẫn bài đi tới đâu là máu thịt tung tóe, để lại một mảnh tay chân cụt. Khoảnh khắc, mười song đao ma không còn lại dù chỉ một nửa. Thuẫn bài khổng lồ vòng một vòng, không để lại bất cứ kẻ địch nào mới trở về tay vương nguyên nguyên. Có một kích mạnh mẽ kia, dĩ nhiên tốc độ sung phong của hạo nguyệt không bị cản trở. Liệp ma đoàn số một cấp sĩ tựa, như một mũi dao nhọn mạnh đâm vào chiến trận ma tộc. Mười quang cầu tím đen từ bốn phương tám hướng bắn tới, là ma nhãn thuật sĩ phụ trách đội vận lương bắt đầu phát uy. Tuy ma nhãn thuật sĩ chỉ biết một kỹ năng ma quang đạn, nhưng chúng nó có thể cách từ ba đến năm giây sử dụng một lần, không cần bất kỳ chú ngữ. Đây là ma pháp thiên phú của chúng. Mười ma quang đạn mang theo nồng đậm hơi thở hắc ám ập vào mặt. Lập tức một tầng màn hào quang vàng mở ra, thánh quang phổ chiếu, kỹ năng phòng ngự quần thể của thủ hộ kỵ sĩ ngũ giai màn hào quang vàng bao trùm cả bọn mặc kệ ma quang đạn oanh kích chỉ có thể để lại một vòng một vòng quang mang vàng trên màn hào quang trước khi rời khỏi thánh thành hàn vũ từng cùng thánh kỵ sĩ trưởng hàn khiếm ở chung một thời gian dài tay y có một chiếc nhẫn là nhẫn truyền thừa hàn khiếm đưa cho bên trong ghi chép đa số kỹ năng cường đại của thủ hộ kỵ sĩ hàn khiếm biết chưa chắc hàn vũ làm được nhưng ít ra từ có nhẫn truyền thừa rồi hàn vũ không cần vì học tập kỹ năng mà buồn giàu tương lai tuyển chọn bí kỹ cũng có thể hướng phương diện trị liệu phát triển còn về kỹ năng công kích và phòng ngự thì có ông nội truyền thừa đã đủ rồi. Thánh quang phổ chiếu uy lực có thể sánh bằng quang nguyên tố lá chắn phòng ngự đơn thể. Đối với ma pháp hắc ám càng có tác dụng khắc chế cực mạnh, dùng để đối phó công kích ma nhãn thuật sĩ là tốt nhất. Vốn Lâm Hâm đã chuẩn bị tốt ma pháp phòng ngự nay tạm nhịn xuống, hỏa vân tinh lấp lánh hào quang. Dù gì số lần mọi người phối hợp còn thiếu, cách ăn ý hơi xa, cũng bởi vì như thế mới càng cần dung hợp. Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên, tựa như hai thanh trường đao sắc bén ngang nhiên xâm nhập trận địa địch. Trên đường song đao ma đều biến mất dưới công kích của họ. Hai người đã nuốt vào Bích Ngọc Hộ Thể Đan, công kích vô cùng hung hãn. Lấy hai người tiên phong, mọi người ngang nhiên thẳng hướng xe ngựa kia. Bởi vì đội vận lương ma tộc xếp thành một hàng dài tiến lên, nên khi họ phá hai phòng ngự song đao ma thì đã tới gần xe ngựa. Ma nhãn thuật sĩ không đánh bừa chính diện với họ. Dựa vào ba cái chân dài, vừa đánh vừa lùi mới là cách chiến đấu của chúng nhưng có thánh quang phổ chiếu phòng ngự ít nhất tạm thời ma nhãn thuật sĩ không có uy hiếp lớn mắt thấy đã đến gần xe ngựa cùng với tiếng gầm thét bốn bóng dáng xanh biếc ngang nhiên sông lên sáu quang cầu tím đen ngưng tụ sau lưng chúng chính là các cường giả ma tộc thủ hộ xe ngựa này phát động đồng thời đối đầu bốn con bích lục song đao ma đối với nhóm long hạo thần mà nói là lần đầu tiên vương nguyên nguyên không chút giữ sức sau khi nàng khảm ba viên bảo thạch vào cự linh thần thuẫn rồi sức chiến đấu tăng lên tới cực độ nhưng không cách nào kéo dài vào lúc này cần sức chiến đấu đương nhiên phải dốc hết sức. Quang mang bạc nồng đậm hóa thành quang trụ bạc to bực mạnh đanh, vào thân thể một Bích Lục Song Đao Ma. Con Bích Lục Song Đao Ma vốn muốn dùng đôi chân trước to khỏe chém quang mang này, nhưng hiển nhiên chỉ uổng công, thân thể cường tráng của nó trực tiếp bị đánh bay, đụng vào bầy ma nhãn thuật sĩ không xa, đập ngã một đám ma nhãn thuật sĩ, tuy không chết nhưng cũng chịu vết thương không nhẹ. Đây là kỹ năng kèm theo của Cự Linh Thần Thuẫn, liệt không pháo bên tư mã tiên cũng không rảnh rỗi, luồng sáng đỏ chợt tràn ngập. Sau khi cuồng hóa, pháp trượng trong tay gã ngang nhiên đón đầu bích lục song đao ma, và chạm cùng một chỗ đem bích lục song đao ma bắn ra xa. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần đang chuẩn bị xúc thế rốt cuộc động. Thân thể hắn đột nhiên bắn khỏi lưng Hạo Nguyệt, quang mang trắng chói mắt từ hai thanh trọng kiếm lóe lên, đích thị là song thánh kiếm. Đối diện là hai bích lục song đao ma sông tới. Đình, tiếng nổ chói tai, Long Hạo Thần thân thể trên không trung đột nhiên tạm ngừng, tay vung một cái. Trong tiếng va chạm, hai bích lục song đao ma lại bị hắn chăn chặn. Cảnh này thoạt nhìn rất khó tin. Long Hạo Thần thân thể sáng lên ánh vàng lóa mắt, là hào quang quang báo thù. Hắn ở trên không trung chẳng ngờ lại dùng thần ngự thuẫn. Nháy mắt tạm dừng đã phát động được thần ngự thuẫn, càng quan trọng là, tuy thân thể Long Hạo Thần bị đánh bay, nhưng chỉ lui một mét đã dừng, thân hình trên không trung vòng một vòng, tay trái thiểm điện thứ chém hướng bích lục song đao ma bên trái. Tay phải thánh kiếm thì phóng rượu nhật chảm chém bích lục song đao ma còn lại. Lúc này Long Hạo Thần, tựa như thiên thần hạ phàm. Lam Vũ, quang phù dung bộc phát ngàn vạn tia sáng trắng, khiến Bích Lục Song Đao ma lực tấn công mạnh mẽ không thể không từ bỏ công kích, đôi chân trước liều mạng vung muốn phòng ngự, bên kia con bích lục song đao ma, chân trước to khỏe đột nhiên dơ lên muốn chống đỡ một kích của Long Hạo Thần. Oanh! Thánh linh kiếm mang theo thánh kiếm và quang mang quang báo thủ, mạnh chém phía bên chân phải bích lục song đao ma. Tiếng đứt vỡ chói tay vang lên, chân trước bích lục song đao ma cứ như vậy bị chém trúng, tuy không đứt hẳn nhưng trên giáp sắc xanh tràn đầy vết nứt. Một tiếng rồng ngâm to rõ từ người Long Hạo Thần phát ra, thăng long kích. Long Hạo Thần không thèm quan tâm Bích Lục Song Đao Ma bên trái, tay phải Thánh Linh Kiếm quét ngang đụng trúng chân trước của Bích Lục Song Đao Ma bên phải, mạnh đâm vào giáp sát cứng rắn, bùng nổ một mảnh mưa máu. Cùng lúc đó, không ngờ Bích Lục Song Đao Ma cũng tùy theo ngã xuống đất, so với đồng bạn thì nó giữ lại toàn thi. Đây là phối hợp kỵ thích nhất thể. Long Hạo Thần tay trái Lam Vũ, Quang Phù Dung mục đích chỉ là mê hoặc, Lam Vũ, Quang Phù Dung mang theo lực lượng thánh kiếm khiến Bích Lục Song Đao Ma khá sợ hãi. Mà lúc này Thải Nhi núp sau lưng Long Hạo Thần giúp hắn đứng trên không trung, ra tay. Một kích giết chết, ảnh phân thân thêm vào bá vương thứ, cứng rắn cắt đứt trung khu thần kinh của bích lục song đao ma. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Long Hạo Thần và Thải Nhi đã xử lý xong hai bích lục song đao ma. Bên kia, vương nguyên nguyên cũng thành công. Sau liệt không pháo là toàn thuẫn liệt không kích. Nàng là chiến sĩ mạnh nhất trong đợt đấu liệt ma đoàn kỳ này, một khi hết sức bộc phát lực công kích, ngay cả Long Hạo Thần đều không dễ dàng ngay mặt ngăn cản, cự linh thần thuẫn như một phủ đầu to, mạnh chặt xuống thân thể bích lục song đao ma. Nhưng sắc mặt vương nguyên nguyên trở nên tái nhợt, sau khi thu hồi cự linh thần thuẫn thì lập tức gỡ bỏ ba bảo thạch. Linh lực của nàng không đủ chống đỡ tiếp tục sử dụng uy lực cự linh thần thuẫn. Ngay lúc này, tranh lệch thực lực cá nhân hiện ra. Tùy tư mã tiên sử dụng trạng thái cuồng hóa, nhưng khi một đối một bích lục song đao ma thì gã không chiếm ưu thế. Thần quang, thánh quang trùy, thánh quang bạo chấn liên tục sử dụng, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công hung mãnh may mắn có lâm hâm đúng lúc hỗ trợ hỏa nguyên tố lá chắn phối hợp với gã mới ngăn được công kích của bích lục song đao ma trong lúc đó hạ nguyệt tam đầu rốt cuộc kết thúc ngâm sướng mà phía đối diện sáu cường đại ma nhãn thuật sĩ cũng hoàn thành ma quang đạn sáu viên ma quang đạn đường kính hơn một mét bắn thẳng hướng nhóm long hạo thần hơn nữa mỗi một viên đều tỏa định một người ma quang đạn đi tới đâu là không khí kịch liệt vặn vẹo tới đó ngay cả ma tộc song đao ma vây quanh cũng vội vàng lùi ra sau đỏ, vàng, xanh, ba màu quang mang hỗn hợp hình thành quang hoàn kỳ dị khuếch tán trên đỉnh đầu Hạo Nguyệt. Khoảnh khắc quang hoàn xuất hiện, sáu con mắt Hạo Nguyệt đều biến thành màu tím. Tình cảnh quái dị xuất hiện, sáu ma quang đạn khổng lồ khi tiếp xúc quang hoàn này, cứ như vậy biến mất không dấu vết. Quang hoàn như cũ trên không trung khuếch tán, khi nó lan tới 50 mét thì mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Thậm chí bao phủ cả xe ngựa mục tiêu của Long Hạo Thần, bảy quang mang tím nhạt từ ba cái đầu hạo nguyệt tranh nhau bắn ra, chia nhau rơi trên người bảy người long hạo thần. Bảy người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, bao phủ một tầng quang mang tím nhạt. Ngay sau đó, quang hoàn rơi trên mặt đất. View, tiếng huyết gió kỳ dị vang trong phạm vi 50 mét này, sau đó quang trụ khổng lồ hỗn hợp ba màu đỏ, vàng xanh phóng lên cao. Trong phạm vi, bình thường song đao ma ngay cả kêu thảm đều không kịp, nháy mắt biến thành cho bụi, con bích lục song đao ma áp bách tư mã tiên đầu tiên là chợt ngừng, sau đó có thể thấy rõ trong quang mang ba màu không trói mắt, giáp sắc xanh trên người nó bắt đầu dặn nứt. Trong miệng nó không ngừng thê lương kêu, muốn lao ra khỏi quang trụ. Cơ hội tốt như vậy sao tư mã tiên có thể bỏ lỡ? Pháp trượng kèm thánh quang chùy mạnh đánh qua. Lần này giáp sát cứng rắn của bích lục song đao ma mất đi hiệu quả phòng ngự, bị tư mã tiên chém nát chân trước lại thêm một kích, triệt để hủy diệt sáu ma nhãn thuật sĩ cường đại toàn bộ bị quang hoàn bao phủ, miệng nó đồng dạng thét chói tai, cái chân to dẫm mặt đất, điên cuồng sông hướng ngoài quang trụ. Có thể thấy rõ trong lúc lẩn trốn, ma nhãn trên đầu nó một cái lại một cái nổ tung. Da rẻ cũng mau chóng dạn nứt, từ thân thể phát ra từ hạt sắc quang mang không thể ngăn cản tam sắc quang trụ, xâm nhập, thải nhi động. Lúc này nàng tựa như u linh nhẹ bay lên, trong quá trình tăng tốc chỉ có thể nhìn đến một chuỗi tàn ảnh lập lòe, Trăm ngàn tia sáng trắng bắn ra, bao phủ một con ma nhãn thuật sĩ bị thương. Khoảnh khắc, thân thể ma nhãn thuật sĩ thủng như tổ ong. Nói về lực công kích thì chúng hơn Sa Bích Lục Song Đao Ma, nhưng năng lực phòng ngự thì ma nhãn thuật sĩ không giỏi bằng. Quang mang ám kim liên tiếp vụt qua thân thể hai ma nhãn, chúng nó tùy theo ngã xuống đất. Lực công kích mạnh mẽ của thải nhi trong lúc này bộc phát. Cao cấp ma nhãn sau khi bị ma pháp của Hạ Nguyệt đả kích, ở trước mặt nàng không có chút sức lực phản kháng nhưng cũng trong lúc đó, đột nhiên phát ra một tiếng gầm. Chiếc xe ngựa bị quang trụ chủ bao trùm vỡ tung, một thân hình cao to xuất hiện tại đó. Xe vận lương vô cùng lớn, có thể chở được mấy ngàn ký lương thực. Khi thân hình khổng lồ vừa xuất hiện, nhóm Long Hạo Thần hít ngụm khí lạnh. Đó là một tên thân cao hơn 6 mét. Loại sinh vật này hôm qua họ từng thấy, mình lang, cánh chim, đuôi rắn, thân thể cường tráng phủ đầy vảy đen, tựa như con chim to. Hai cánh khổng lồ vỗ liền dâng lên cuồng phong, đó chẳng phải là mã khả Tây Á tư tộc bối tháp phi ma sao. Chẳng qua con bối tháp phi ma này khác với ngày hôm qua họ thấy. Hôm qua họ nhìn thấy bối tháp phi ma chỉ dài khoảng 4 mét, trước mắt con này hơn 6 mét. Đôi mắt đỏ máu, toàn thân cũng bao một tầng quang mang đỏ tràn ngập mùi máu. Trong lòng đoàn viên liệp ma đoàn số một cấp sĩ đột nhiên hiện ra một cái tên, thị huyết bối tháp phi ma. Thị huyết bối tháp phi ma là thân vệ của mã khả Tây Á tư thứ 35 trụ ma thần. Tu vi mỗi một thị huyết bối tháp phi ma cao tới thất giai. Tuy rằng là thất giai thấp nhất nhưng rốt cuộc cũng là cường giả thất giai. Chẳng qua tình huống của thị huyết bối tháp phi ma không tốt lắm. Lông chim xanh đen lóe tia sáng đỏ mau chóng rơi xuống, trong tiếng gào vẫn nộ, nó muốn vỗ cánh bay lên nhưng không thành công bay ra khỏi tam sắc quang trụ. Có thể thấy rõ ràng trên cổ nó cột cái dây cứng không biết làm bằng thứ gì, dây trói cái hộp nhỏ. Hiển nhiên đây là vật phẩm quan trọng cường đại ma tộc phải thủ hộ. Thải Nhi trở về Long Hạo Thần hét lớn. Lúc này hắn hiển lộ nghĩa vụ đoàn trưởng liệp ma đoàn liều chết không sờn. Quang mang trắng ngà bắn ra khỏi ngực, đích thị là thánh dẫn linh lô. Quang mang linh lô trực tiếp rơi trên người thị huyết bối tháp phi ma, hỏa diễm đỏ vàng nháy mắt từ thân thể bốc cháy lên, đó là thái dương hỏa. Đối diện cường địch lúc này không thể lùi ra sau. Thị huyết bối tháp phi ma là ma tộc cường đại thất giai có thể bay, lấy tốc độ của nhóm Long Hạo Thần sao có thể chạy thoát nó? Chỉ có trực diện ngăn cản mới giải quyết được. Long Hạo Thần không ngờ được trong đội vận lương bình thường lại đụng chúng bức tường, gặp phải một ma tộc thất giai. Thải Nhi nghe giọng Long Hạo Thần, thân hình biến chuyển mau chóng trở lại bên cạnh Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, ba cái đầu Hạo Nguyệt bỗng ngẩng lên, mỗi cái đầu phát ra một tiếng huyết gió tiết tấu kỳ quái. Ba tiếng kêu phân làm ba âm cao, trung, thấp. Hình ảnh kỳ dị xuất hiện, tam sắc quang trụ bao trùm phạm vi 50m, đột nhiên thu lại biến thành quang mang đậm thô cỡ cánh tay, mạnh đụng vào phía trên thị huyết bối tháp phi ma dãy ruộng muốn bay, thê lương tiếng kêu cùng với mưa máu tán loạn. Con thị huyết bối tháp phi ma, này tuy rằng toàn thân bộc phát quang mang xanh đen trói mắt muốn kháng cự, nhưng toàn bộ cánh trái như cũ bị tam sắc quang trụ xé nát, không cách nào lên. Chẳng qua tam sắc trụ quang chỉ ra được một đòn này, sau đó tan biến. Hạo Nguyệt ngã sụp xuống, ba đầu sáu con mắt quang mang ảm đạm nhiều, ba cái miệng thở hổn hển, thân thể có giật run lẩy bẩy. Rất rõ ràng kỹ năng này vượt xa năng lực của nó. Thông qua liên hệ tinh thần, Hạo Nguyệt biết tên của kỹ năng này, đây là hỗn loạn nguyên tố Bác Ly, là một ma pháp tổ hợp khá mạnh. Ít nhất phải có trên 3 ma pháp chúc phúc mới sử dụng được, nằm trong phạm vi đỉnh lục giai ma pháp. Sở dĩ hạo nguyệt có thể sử dụng là bởi vì hôm qua nó ăn rất nhiều ma tinh, trong thân thể lưu giữ khá lớn năng lượng pha tạp. Cho nên kỹ năng này coi như thanh lý dạ dày luôn, nhưng tiêu hao phụ vẫn rất mạnh. Vương Nguyên Nguyên, tư mã tiên đồng thời quay lại bên cạnh Long Hạo Thần, hàn vũ phía sau nàng cũng bước ra cùng Long Hạo Thần sóng vai đứng. Lúc này Trần Anh Nhi bắt đầu ngâm sướng, nàng nhảy xuống lưng hạo nguyệt hơi lui ra sau thủy tinh cầu trong tay lấp lánh hào quang cùng với thanh âm ngâm sướng là tiếng ong ong khẽ kêu một tầng năng lượng nhu hòa dao động từ thủy tinh cầu tràn ra vòng linh lực gợn sóng khuếch tán ra ngoài tấm chắn vô sắc tự động chắn quanh người cô vừa lúc thủ hộ toàn bộ đội viên phía sau sinh linh môn là ma pháp cường đại bát giai tuy trần anh nhi không khống chế được nó nhưng lúc dùng ma pháp này thì được nó bảo hộ nếu không trong thi đấu tuyển chọn liệp ma đoàn có ai chịu để nàng hoàn thành chú ngữ lúc này đối mặt cường địch trần anh nhi chuyển vị trí thành phòng ngự hậu phương hàn vũ thì tiến lên trước hỗ trợ long hạo thần con thị huyết bối tháp phi ma coi như xui xẻo nhiệm vụ chính của nó là bảo vệ cái hộp trên cổ đem đến quân doanh ma tộc chứ không phụ trách chỉ huy đội vận lương vốn nó nằm trong xe vận lương rộng rãi hưởng thụ thực vật cấp thấp ma tộc hiến cho đang thiêm thiếp ngủ cho dù lúc đám long hạo thần tấn công vị thị huyết bối tháp phi ma này không hề để tâm dù sao bên ngoài có bốn bích lục song đao ma và sáu ma nhãn thuật sĩ, tám mắt cường đại phụ trách thủ vệ. Cho đến khi ba chúc phúc của Hạo Nguyệt phóng ra hỗn hợp thành ma pháp hỗn loạn nguyên tố Bác Ly, nó mới phát hiện kẻ địch cường đại. Ma pháp hỗn loạn nguyên tố Bác Ly chủ yếu là châm đốt nguyên tố ma pháp bản thân làm phòng ngự. Cường đại hỗn loạn nguyên tố có thể nhiễu loạn các chúc phúc khác trong phạm vi. Hiệu quả nhiễu loạn dựa vào người thi pháp sử dụng chúc phúc. Đồng thời hỗn loạn nguyên tố sẽ sinh ra tác dụng phá hư rất mạnh, xâm thực và phân giải tất cả sinh vật trong phạm vi phòng ngự yếu như bình thường. Song Đao Ma trực tiếp biến mất trong ma pháp, coi như là loại phòng ngự cao cỡ bích lục. Song Đao Ma cũng chịu ma pháp ảnh hưởng, không ngừng bị suy yếu phòng ngự. Cho nên phản ứng đầu tiên của chúng là chạy ra ngoài. Kỹ năng của Hạo Nguyệt đối với người lấy ma pháp làm chính thì tựa như con dao hai lưỡi. Nếu người chúng hỗn loạn nguyên tố Bác Vi vượt qua nó, như vậy sẽ không tổn hao gì. Ngược lại thì người sử dụng sẽ bị ma pháp phản phệ. Dùng nó đối phó ma pháp sư đẳng cấp thấp hơn mình rất có công hiệu. Mấy ma nhãn thuật sĩ tám mắt coi như không có thải nhi, công kích cũng mất hết sức chiến đấu. Con mắt nó là căn nguyên ma lực, mấy con mắt bị hỗn loạn nguyên tố làm nổ tung thì còn có thể làm gì? Ma nhãn thuật sĩ tám mắt tu vi đồng cấp với ma pháp sư ngũ dài, tổng thể thực lực mạnh hơn bích lục song đao ma. Nhưng trước ma pháp của hạo nguyệt thì thê thảm, cho nên tuy Long Hạo Thần đối mặt với thị huyết bối tháp phi ma, nhưng coi như còn may vì đã giải quyết xong cường đại ma tộc xung quanh, không bị vây công. Tuy thị huyết bối tháp phi ma tu vi thất dài, nhưng nó là ma khí hợp nhất hơn nữa là song hệ, cho nên thật bi kịch ở chỗ ma pháp chúc phúc của nó giống như tiểu thanh, đều là phong hệ. Riêng năng lực ma pháp thì nó còn chưa đạt tới đỉnh lục giai, lại thêm thân thể bị hỗn loạn nguyên tố bác ly xâm thực, tuy không bị thương nặng nhưng ảnh hưởng không tính nhỏ. Đặc biệt là sau đó Hạ Nguyệt tập trung hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly làm một kích cuối cùng, trực tiếp phá hủy một cánh của nó, khiến nó không thể bay, suy yếu một mảng lớn thực lực. Sự thật chứng minh, một cường giả không có phòng bị mà bị tấn công thì là bi kịch. Đương nhiên phá hủy năng lực bay của thị huyết bối tháp Phi Ma cũng không tính là chuyện tốt, bởi vì cường giả ma tộc thất giai này đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng bạo nộ. Thân thể khổng lồ bởi vì đau nhức mà ẩn ra sau đó mạnh đập xuống đất, oanh một tiếng vang lên, mặt đất kịch liệt chấn động, chung quanh mấy chiếc xe đều lật nghiêng. Hơi thở máu tanh nồng đậm hắc ám nguyên tố và hỏa phong nguyên tố cực không ổn định bạo động. Trong mắt Thị Huyết Bối Tháp Phi Ma dâng lên quang mang đỏ rực. "Nhân loại, tất cả các ngươi đều phải chết." Trong thanh âm rít gào, Thị Huyết Bối Tháp Phi Ma, đầu sói hướng Long Hạo Thần phun ra mũi tên quang mang xanh đen chiều dài mũi tên hơn 2 mét, khi rời khỏi miệng thị huyết bối tháp phi ma, thanh âm tựa như sói chu, ma lực dao động nồng đậm khiến gió mây xung quanh mấy chục mét biến đổi. Thị huyết bối tháp phi ma, không có đề phòng mới bị ma pháp siêu trình độ của hạo nguyệt tổn thương. Thị huyết bối tháp phi ma đang, trong trạng thái bạo nộ rất khủng bố đối với liệp ma đoàn số một cấp sĩ. Long hạo thần không thể lùi. Hắn là đoàn trưởng, đối diện ma tộc cường đại có khả năng tùy thời đưa mình vào chỗ chết, hắn can đảm xuất ra thánh dẫn linh lô bắn hướng đối phương, sự ngươi dũng của hắn khiến mỗi đội viên con mắt đỏ rực. Họ biết chỉ cần sai sót một ly, Long Hạo Thần thi triển thánh dẫn linh lô sẽ lập tức bị mũi tên của thị huyết bối tháp phi ma xử lý. Hai hỏa nguyên tố lá chắn hầu như đồng thời rơi trên người Long Hạo Thần. Lúc này Lâm Hâm cũng bộc phát tự y nuốt vào bạo linh đan chính mình chế ra. Nông đậm hỏa nguyên tố nhấp nhai quanh người y, cho cảm giác dính đặc. Hai thánh quang cháo đồng thời xuất hiện, một đạo đến từ linh quang bao tay của Long Hạo Thần, một cái khác là của Hàn Vũ, chỉ có Long Hạo Thần chặn được thị huyết bối tháp phi ma, bọn họ mới có đường sống. Oanh! Hai tầng thánh quang cháo, thêm vào hai tầng hỏa nguyên tố lá chắn hầu như trong chớp mắt bị phá vỡ. Mũi tên quang mang xanh đen mạnh va và chạm vào song kiếm giao thoa thần ngự thuẫn của Long Hạo Thần. Chớp mắt va chạm khiến mọi người thấy toàn thân Long Hạo Thần nhiễm quang mang xanh đen. Cả người hắn không lùi lại, nhưng trên thân thiêu đốt thái dương hỏa chợt dập tắt. Long Hạo Thần sắc mặt không thay đổi, mặc dù lúc này cả người hắn lạnh lẽo, phong nguyên tố và hắc ám nguyên tố điên cuồng ập vào người. Nhưng quang mang xanh cũng đồng dạng dâng trào, đó là hào quang của quang báo thù. Quang báo thù xuất hiện chứng minh Long Hạo Thần đã hoàn thành thần ngự thuẫn. Thị huyết bối tháp phi ma không thể chân chính phá hủy phòng ngự của hắn. Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, hình ảnh khiến người rung động xuất hiện, từ trong cơ thể hắn lưu chuyển nồng đậm dịch thái linh lực, cứng rắn đánh tan ma lực công kích có phong và hắc ám song chúc phúc của thị huyết bối tháp phi ma. Thánh linh giáp bao phủ một tầng quang mang vàng dịch thái linh lực, nhìn qua huyễn lệ lóa mắt. Lúc này Long Hạo Thần tựa như mặt trời, nở rộ quang mang chói lòa. Khi Long Hạo Thần ngăn cản công kích của thị huyết bối tháp phi ma, đồng thời người khác cũng không rảnh rỗi. Vương Nguyên Nguyên và Tư Mã Tiên chia nhau tấn công hai bên, mục tiêu là chân của thị huyết bối tháp phi ma, thân thể ma tộc thất dài cứng đến kinh khủng, cái chân gầy có thể yếu ớt chút. Bị thánh dẫn linh lô ảnh hưởng, thị huyết bối tháp phi ma không thể công kích họ. Nhưng bản thân nó năng lực phòng ngự siêu mạnh vẫn hiển lộ ra. Vương Nguyên Nguyên đỡ chút, sau khi cứng rắn va chạm khiến thị huyết bối tháp phi ma thân thể lay động vài phần, không thể công kích Long Hạo Thần đợt hai. Tư Mã Tiên vừa mới kết thúc trạng thái thị huyết, uy lực bạo linh đan còn không bộc phát, sau khi va chạm, cả người gã bắn ra xa, hai bên cổ tay đồng thời chảy máu nhưng đầu chọc mục sư bản tính dữ dằn quang mang đỏ nồng đậm lần nữa bạo phát khỏi cơ thể nhờ cậy bạo linh đan lại lần nữa sử dụng kỹ năng cuồng hóa làn da cuồn cuộn cơ bắp tựa như có con rắn di động quang mang rắn chắc như kim cương nổi lên lần nữa tấn công bạo linh đan bắt đầu phát huy hiệu quả vương nguyên nguyên một đòn tấn công thị huyết bối tháp phi ma xong lần nữa khảm ba viên bảo thạch vào cự linh thần thuẫn đồng thời nuốt một hồi linh đan khôi phục linh lực Cùng lúc đó, một bóng đen lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu thị huyết bối tháp phi ma, quang mang ám kim lấp lánh đâm thẳng hướng cổ thị huyết bối tháp phi ma. Đó là Thải Nhi ra tay. Đối mặt công kích của Thải Nhi, cho dù đẳng cấp cao như thị huyết bối tháp phi ma cũng cảm nhận được nguy cơ. Nó không công kích Long Hạo Thần nữa, thân thể kịch liệt chấn động, toàn thân bộ lông dựng lên, vảy trên người bộc quang mang xanh đen chói mắt. Đinh, dao găm ám kim của Thải Nhi mạnh đâm vào cổ nó, lại bị bộ lông cứng rắn vào vảy bắn ngược, cả người nàng phóng lên tránh luồng sáng xanh đen phát ra, từ người thị huyết bối tháp phi ma. Thật là ma tộc mạnh. Trong liệp ma đoàn số một cấp sĩ thì Thải Nhi lực công kích mạnh nhất, vậy mà không thể thương tổn đến nó. Lúc này tình huống của chín tân liệp ma đoàn khác tốt hơn nhóm Long Hạo Thần nhiều. Đội vận lương bình thường song đao ma gặp phải cường đại ma pháp sư, quét một cái là biến mất hết. Còn có chức nghiệp khác phối hợp, giết đến sướng tay, đa số lương thực trên xe bị hỏa hệ ma pháp thiêu đốt. Bọn họ ngẫu nhiên gặp phải cường đại ma tộc đa số là đẳng cấp bích lục song đao ma, tập hợp đoàn đội đối phó thì không khó chút nào. Mấy ngàn đội vận lương chủ yếu gồm song đao ma và ma nhãn thuật sĩ này tan tác. Mỗi một liệp ma đoàn trong thời gian ngắn ít nhất chém hơn trăm kẻ địch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.